Vương Tư Hiên nói, nhà chúng ta không nuôi chó, mà lại hắn cũng không có bị chó cắn kinh lịch. Hắn làm sao có thể nghe không ra người này là tại quanh co lòng vòng mắng nhi tử. Hứa Thuần Lương nói, đáng tiếc một bộ tốt túi ra. Hắn đi vào Vương Tắc Cường trước mặt, cười tủm tỉm nhìn qua hắn nói, ngươi còn nhận được ta không? Vương Tắc Cường ô ô kêu, biểu lộ dữ tợn, hai mắt vằn vện tia máu, phảng phất tùy thời đều muốn xông ra đi tướng Hứa Thuần Lương xé nát. Hứa Thuần Lương nói, điên rồi ai, tại Trung Y xem ra, bệnh điên đều là nhân quả tuần hoàn, không ở ngoài hai loại tình huống, một loại là kiếp trước làm nhiều việc ác, một loại là kiếp này tội ác tài trời, là gặp thiên khiển. Vương Tư Hiên nhíu mày, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này quá cản rỡ, chờ việc này giải quyết về sau, ta không tha cho ngươi. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Vương Tư Hiên, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, ta nói không dễ nghe, ngài nhưng tuyệt đối không nên mang thù, không phải hết thảy sẽ còn báo ứng đến con trai ngươi trên thân. Vương Tư Hiên kém chút không có tức giận đến chửi mẹ, nhưng là hắn có việc cầu người, chỉ có nhẫn nại. Kiều Như Long nói, tiểu Hứa, ngươi nhìn ta biểu đệ có thể trị hết không? Hứa Thuần Lương lòng tin tràn đầy nói, ta có thể trị hết hắn. Nghe hắn nói đến tin tưởng như vậy, Vương Tư Hiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn có thể trị hảo nhi tử, coi như hôm nay cúi đầu cũng đáng. Trương Bác Húc trong lòng thầm nghĩ, chính là ngươi điểm huyệt, ngươi đương nhiên có thể chữa khỏi hắn. Hứa Thuần Lương thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, ta biện pháp trị liệu khả năng có chút thô bạo, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Vương Tư Hiên nói, chỉ cần có thể chữa khỏi hắn, ta có thể tiếp nhận. Hứa Thuần Lương nói, nếu như đánh hắn cái tát đâu? Vương Tư Hiên ngây ngẩn cả người, chưa nghe nói qua bà tai chữa bệnh, tiểu tử này là có chủ tâm cố ý cho ta khó coi. Kiều Như Long nói, liền không có biện pháp khác, trước mặt mọi người đánh mặt luôn luôn không tốt ra, đồ đần cũng biết ngươi muốn báo thù. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không muốn đương cái này ác nhân a, nếu không như vậy đi, ngươi thay ta đánh. Kiều Như Long cũng không muốn bị hắn kéo xuống nước, lắc đầu nói, ta không xuống tay được. Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía Trương Bác Húc, Trương Bác Húc nghiêng mặt qua một bên, đừng nhìn ta, mơ tưởng xáo lộ ta. Hứa Thuần Lương hướng Vương Tư Hiên nói, Vương tiên sinh, vẫn là ngươi tới đi. Vương Tư Hiên hận đến hàm răng ngứa, để cho ta giúp nhi tử ta cái tát, uổng cho ngươi nghĩ ra, từ nhỏ đến lớn ta đều không có bỏ được đánh nhi tử ta, nhưng mình đánh dù sao cũng so người khác đánh mạnh. Hắn gật đầu nói, tốt, ta đến. Hứa Thuần Lương để Trương Bác Húc cùng Kiều Như Long hỗ trợ đem Vương Tắc Cường vịn ngồi xuống, đối Vương Tư Hiên nói, không cần lưu thủ, một mực buông tay đi rút. Kiều Như Long thật sự là phục tiểu tử này, chiều này cũng quá độc ác, trải qua sau chuyện này Hứa Thuần Lương cùng Vương ra mâu thuẫn sẽ không thể điều hòa, kỳ thật nghĩ lại bọn hắn vốn là tiếp nhận cửu oán, lại nhiều một đạo cũng không sao. Vương Tư Hiên giơ tay chiếu vào mặt của con trai đánh một bàn tay. Cái này bàn tay đánh cho có chút giòn tan. Nhưng Hứa Thuần Lương không hài lòng, dùng sức chút, không phải không được để hắn thanh tỉnh tác dụng. Vương Tư Hiên hung ác quyết tâm lại tới một bàn tay, Vương Tắc Cường bị Hứa Thuần Lương rút đến trên mặt sưng đỏ còn không có lui đâu, lần này là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, Vương Tư Hiên cái này bàn tay lưu lại năm đạo thật sâu dấu ngón tay. Hứa Thuần Lương nói, cái này cường độ không sai biệt lắm, đừng ngừng tay a, tiếp tục rút. Tả hữu khai cung. Đánh xong má trái đánh má phải, nắm giữ tiết tấu, mỗi lần khoảng cách 5 giây. Vương Tư Hiên cắn chặt hàm răng, biết rõ Hứa Thuần Lương là đang trêu cợt mình, nhưng vì chữa trị nhi tử cũng chỉ có thể theo hắn nói xử lý. Hứa Thuần Lương từ bên hông rút ra túi châm, chậm rãi nói, ta trước đó tuyên bố, ta không có bằng hành nghề thầy thuốc, ta thủ pháp châm cứu tất cả đều đến từ tổ truyền, vạn nhất đâm ra một cái nguy hiểm tính mạng, các ngươi không được tìm ta nợ bí mật. Vương Tư Hiên lại đánh nhi tử một bàn tay, nhìn qua Trương Bác Húc, ý là ngươi không phải nói nhi tử ta là bị chế trụ huyệt đạo sao? Làm sao hắn còn muốn cho nhi tử ta châm cứu? Hắn không có bằng hành nghề thầy thuốc, nếu thật là đem nhi tử ta đâm ra chuyện bất trắc làm sao bây giờ? Trương Bác Húc cùng Vương Tư Hiên là bạn cũ, hắn nháy một cái con mắt, ý là chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là nghe hắn tốt, tin tưởng Hứa Thuần Lương cuối cùng có thể chữa trị Vương Tắc Cường. Không phải hắn náo ra nhiều chuyện như vậy chính mình cũng không cách nào kết thúc. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Kiều Như Long cũng tin tưởng vững chắc Hứa Thuần Lương có thể chữa trị biểu đệ, chính vì hắn có năng lực như thế, cho nên mới làm khó dễ cứu cứu, mượn cơ hội nhục nhã Vương Tắc Cường, có thể nói Vương ra mặt mũi đêm nay bị Hứa Thuần Lương triệt để giày xéo. Kiều Như Long lạc quan kỳ thành,
biểu đệ là ai hắn phi thường rõ ràng, lần này gia nhập Hoa Đầu sự tình bên trên, cứu cứu cách làm đã đắc tội hắn, từ gia gia xuất thủ bắt đầu, Kiều gia cùng Vương gia kỳ thật đã phân rõ giới hạn, có lẽ không lâu sau đó, hắn cùng cứu cứu Vương Tư Hiên ở giữa mâu thuẫn sẽ kích thích, hắn đi Hoa Đầu mục đích không phải là vì phụ tá mà là vì thay thế. Nhìn thấy cứu cứu một bàn tay quất vào biểu đệ trên mặt, Kiều Như Long chẳng những không có đồng tình ngược lại trong lòng mừng thầm. Thân là cô Vương Tư Tề thật sự là nhìn không được, dưng dưng nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Vương Tư Hiên nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn không nói ngừng, mình còn thật không dám ngừng. Hứa Thuần Lương nói, có thể, gỡ xuống trong miệng hắn vải. Nhìn xem nhi tử sưng lên thật cao hai gò má, Vương Tư Hiên một trận đau lòng, nhi tử đã lớn như vậy, chịu đánh cộng lại đều không bằng hôm nay nhiều, giải khai vải thời điểm, nhìn thấy vải bên trên dính lấy máu. Vương Tư Hiên đau đến nội tâm run rẩy, đánh vào trên người con trai đau tại đáy lòng của hắn. Hứa Thuần Lương rút ra một cây kim châm cứu, hướng Vương Tư Hiên nói, cởi xuống quần của hắn. Vương Tư Hiên ngạc nhiên nói, cái gì? Hứa Thuần Lương nói, má nửa người dưới của hắn. Trương Bác Húc nói, dựa theo Hứa tiên sinh nói đến xử lý. Hắn đã sớm đánh giá ra Vương Tắc Cường là tốt điên huyệt bị trễ, mà tốt điên huyệt là cần bại lộ nửa người dưới mới có thể tìm được. Vương Tư Hiên chút bỏ nhi tử quần, lộ ra mệnh căn của hắn, còn tốt Vương Tắc Cường hiện tại ở vào điên trạng thái, cũng mất xấu hổ cảm giác, nếu như là tại thanh tỉnh trạng thái bị nhiều người như vậy vây xem, chỉ sợ hắn đến tìm một cái lỗ để chui vào. Hứa Thuần Lương liếc qua, có chút khinh miệt nói, phát dục không tốt ha. Kiều Như Long cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biểu đệ mệnh căn tử, cái này kích thước hoàn toàn chính xác ít đi một chút. Hứa Thuần Lương nói, hắn bình thường phương diện kia thế nào? Bình thường sao? Vương Tư Hiên trong lòng tự nhủ tìm ngươi là cho nhi tử ta nhìn bệnh điên, cũng không phải để ngươi đánh giá hắn mệnh căn tử. Còn nữa nói, nhi tử ta phương diện này sự tình cũng không có khả năng nói với ta, hắn tức giận nói, ta không biết. Hứa Thuần Lương cảm thán nói, ngươi cái này làm phụ thân đối với nhi tử quan tâm thật sự là quá ít, phát dục không tốt việc nhỏ, không mang thai không dục chuyện lớn, liền cái này kích thước, cái này ngoại hình xem xét chính là xẹp cốc loại hình. Cũng không trông được cũng không còn dùng được. Vương Tư Hiên tức giận đến mặt đều tử, người này thật sự là quá độc ác, ta êm đẹp nhi tử bị hắn nói thành một cái phế vật. Thân là trung y danh sư Trương Bác Húc cũng có chút nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng nói, Hứa tiên sinh, cái này cùng người bệnh tình trạng trước mắt giống như quan hệ không lớn đi. Hứa Thuần Lương nói, Trương đại sư lời ấy sai rồi, sao có thể nói quan hệ không lớn đâu. Trên tâm lý vấn đề hơn phân nửa đều là vấn đề sinh lý gây nên, chính là bởi vì hắn nơi này có mao bệnh, cho nên hắn từ nhỏ tự ti, càng là tự ti người càng là muốn chứng minh mình, càng là nơi nào không được hắn càng là nghĩ biểu hiện ra mình phương diện này rất cường đại. Hứa Thuần Lương hướng Kiều Như Long nói, Kiều Tổng, hắn là người biểu đệ, người hẳn là hiểu rõ hắn phương diện này sự tình a. Kiều Như Long trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi xấu thấu, hắn nín cười lắc đầu. Cuộc sống riêng tư của hắn ta thế nào giải? Hứa Thuần Lương nói, hắn có bạn gái hay không? Kiều Như Long hướng Vương Tư Hiên nhìn lại, ý là ngươi đừng hỏi ta, hỏi hắn cha ruột. Vương Tư Hiên đối với nhi tử đời sống tình cảm cũng không rõ ràng, Vương Tư Tề nói, Tắc Cường có bạn gái. Hứa Thuần Lương nói, có hay không cố định? Vương Tư Tề bị đang hỏi, nàng cũng biết người ngoại sinh này rất hoa tâm, bạn gái như đèn kéo quân thay đổi, cố định còn thật không có. Hứa Thuần Lương nói, có thể lý giải, cô bé nào cũng không nguyện ý tìm một cái trên sinh lý có thiếu hụt. Vương Tư Hiên nghe đến đó cũng nhìn không được nữa, cả giận nói, nhi tử ta không có vấn đề. Không có vấn đề ngươi mời ta tới đây làm gì? Hứa Thuần Lương không khách khí chút nào đổi trở về. Vương Tư Hiên tức giận đến cứng họng. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể trị hết hắn điên cuồng chứng bệnh, bất quá ta cũng phải sự tình tuyên bố trước, hắn phía dưới trước kia liền tồn đang vấn đề. Về sau không mang thai không dục cái gì, các ngươi đừng tìm ta nợ bí mật. Hứa Thuần Lương hướng Vương Tư Tề cười nói, A-di, ngài có phải hay không tránh một chút? Vương Tư Tề mặc dù là Vương Tắc Cường thân cô mụ, lúc này cũng không thích hợp lưu lại, Kiều Như Long bồi tiếp mẫu thân đi bên ngoài, Vương Tư Tề lo lắng nói, ngươi từ chỗ nào tìm đến như vậy một vị giang hồ lang trung? Kiều Như Long tranh thủ thời gian tuyên bố, mẹ, người là cứu cứu mời tới, cùng ta nhưng không có bất cứ quan hệ nào a. Vương Tư Tề thở dài nói, Như Long, ngươi đi vào thăm một chút, tuyệt đối đừng hại ngươi biểu đệ. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, quay người lại tiến vào,
nhìn thấy Hứa Thuần Lương chính chậm rãi cho kim châm cứu trừ độc. Trương Bác Húc vốn cho rằng Hứa Thuần Lương muốn trước giải trừ Vương Tắc Cường Tốt Điên Huyệt cấm chế, dù sao Vương Tắc Cường liền quần đều thoát, Tốt Điên Huyệt cũng bại lộ, nhưng Hứa Thuần Lương đầu tiên lựa chọn lại là Thần Môn Huyệt. Thần Môn Huyệt, thần là thanh minh, cửa là môn hộ, trong huyệt khí huyết vật chất là tâm kinh thể nội kinh mạch truyền ra ngoài chi khí, tính tình cùng tâm kinh khí huyết bản tính giống nhau, làm người chi thần khí, thuộc thủ thiếu âm tâm kinh. Ở vào phần tay, cổ tay trưởng bên cạnh nếp nhăn thước bên cạnh bưng, thước bên cạnh cổ tay khuất gân bắp thịt nạo bên cạnh chỗ lõm xuống. Huyệt vị thuộc thổ, châm cứu huyệt này, có thể giải biểu thanh nhiệt, bổ ích lòng dạ. Hứa Thuần Lương lựa chọn tới gần cổ tay khuất gân bắp thịt dưới vị trí châm, áp dụng vê chuyển thủ pháp thẳng đứng tiến vào. Cây kim xuyên thấu làn da đâm nhói làm cho Vương Tắc Cường có phản ứng, hắn mày nhăn lại, biểu lộ có chút thống khổ. Kim châm cứu tiếp tục thâm nhập sâu, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi vân nhanh xuyên thấu làn da, quá trình này dài đến 3 phút, lập tức sinh ra có co giãn lực cản cảm giác, cây kim đã tới dây chằng tầng, đồng thời kích phát sinh ra thứ nhất châm cảm. Trương Bác Húc không chớp mắt chú ý Hứa Thuần Lương hành châm thủ pháp, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, Hứa Thuần Lương kim châm cứu xuyên thấu làn da tầng lực khống chế cũng đã là đỉnh phong thầy thuốc tiêu chuẩn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Bác Húc đơn giản không thể tin tưởng một người trẻ tuổi thủ pháp châm cứu có thể đạt tới dạng này hoàn cảnh. Xuyên thấu làn da rất dễ dàng, nhưng là muốn tại 3 phút bên trong lấy đều tiến dần lên tốc độ xuyên thấu thật mỏng làn da. Dạng này thủ pháp không có mấy chục năm công lực căn bản là không có cách làm được. Kích phát người bệnh thứ nhất châm cảm về sau, Hứa Thuần Lương trong tay kim châm cứu tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên thấu dây chằng, tìm kiếm thức thần kinh trưởng chi kích phát thứ hai châm cảm, hành châm y nguyên 3 phút. Người bên ngoài mặc dù không cách nào nhìn ra Hứa Thuần Lương hành châm tinh diệu, nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy Vương Tắc Cường sinh ra phản ứng, vừa rồi sao động bất an Vương Tắc Cường lúc này cảm xúc đã dần dần bình phục. Thứ hai châm cảm truyền đạt đến người bệnh toàn bộ lòng bàn tay khu. Sau 3 phút, Hứa Thuần Lương tiếp tục tướng kim châm cứu xâm nhập, tiến châm 1 mm khoảng chừng, cây kim cảm giác được cứng rắn cao su một dạng cảm nhận, đã tới thước bên cạnh phó dây chằng, kích phát thứ 3 châm cảm. Thứ 3 châm cảm là cục bộ căng đau cùng ê ẩm sưng cảm giác, hướng lên mở rộng đến người bệnh khuỷu tay, hướng phía dưới mở rộng tới ngón tay, hành châm 2 phút đồng hồ, lưu đưa kim châm cứu, đổi đối bên cạnh cánh tay đồng dạng hành châm. Nhìn qua nhi tử cảm xúc dần dần bình phục, Vương Tư Hiên hơi yên lòng một chút, ánh mắt rơi vào nhi tử nửa người dưới bên trên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn chờ một lúc còn muốn tại nhi tử mệnh căn tử trên dưới châm, liên tưởng tới vừa rồi Hứa Thuần Lương lặp đi lặp lại tuyên bố về sau không mang thai không dục cái gì không có quan hệ gì với hắn, lập tức không rét mà run, người này sẽ không phải thừa cơ hạ độc thủ a. Hứa Thuần Lương châm cứu thần môn huyệt về sau, hai tay cầm sách người bệnh huyệt khiên tỉnh. Huyệt khiên tỉnh vai chỉ vai, giếng chỉ địa bộ lỗ hổng, đảm kinh địa bộ thủy dịch trải qua huyệt này chảy vào địa bộ, túc thiếu dương, dương duy trì giao nhau huyệt. Huyệt kiên tỉnh cũng là đấu võ bên trong nhất thường công kích huyệt đạo một trọng kích huyệt kiên tỉnh có thể làm địch nhân thời gian ngắn đánh mất năng lực phản kháng, thậm chí ngất. Hứa Thuần Lương lại để cho Vương Tư Hiên hỗ trợ bỏ đi người bệnh toàn thân quần áo, lần này hắn cũng không tiếp tục hành châm, mà là lựa chọn huyệt thần khuyết tiến hành xoa bóp. Huyệt thần khuyết biệt xương tề bên trong, khí bỏ, thuộc nhâm mạch trọng huyệt, tại tề trung bộ, tề trung ương, dưới huyệt là làn da, mô liên kết, bích màng bụng. Cạn tầng chủ yếu có thứ 10 ngực thần kinh trước da chi cùng bụng bích tề tuần tĩnh mạch lưới. Tầng sâu có thứ 11 ngực thần kinh trước chi chi nhánh. Biến hóa khó lường là thần, khuyết chỉ muốn xử, huyệt đương tề lỗ, đẻ con thời điểm, liên hệ cuống rốn lấy cung cấp thai nhi chi dinh dưỡng, cho nên lại mệnh cuống. Tên chi thần khuyết, thai nhi lại này cung khuyết, chuyển vận dinh dưỡng, quán chú toàn thân, liền làm thai thể dần dần phát dục, biến hóa khó lường, bởi vì tên thần khuyết. Huyệt thần khuyết đương nguyên thần chi môn hộ, cố hữu về dương cứu nghịch, khai khiếu tô quyết công hiệu. Thêm nữ huyệt vị tại trong bụng bộ, hạ tiêu chi đầu mối then chốt, lại lân cận dạ dày cùng đại tiểu tràng, cho nên nên huyệt còn có thể kiện tính khí, lý ruột ngăn tả. Bản huyệt trừ trị chúng gió thoát trứng, quyết nghịch chi đàm bên ngoài. Còn có thể dùng trị tiêu chảy, quặn đau, bệnh trĩ các loại chứng. Bình thường không châm, có thể nạp xào muối, thoa ngoài ra miếng gừng cứu chi. Trương Bác Húc nhưng từ Hứa Thuần Lương thủ pháp điểm huyệt nhìn ra hắn cũng không phải là đơn giản xoa bóp huyệt thần khuyết, mà là từ huyệt thần khuyết bắt đầu, khơi thông nhâm mạch. Quả nhiên, Hứa Thuần Lương tiếp xuống lựa chọn hạ quản huyệt, một đường hướng lên, dọc theo nhâm mạch, xây bên trong huyệt, bên trong quản huyệt,
bên trên quản huyệt, cung điện khổng lồ huyệt, cừu đuôi huyệt, huyệt thiên trung, ngọc đường huyệt, tử cung huyệt, hoa cái huyệt, tuyền cơ huyệt, huyệt thiên đột, liêm suối huyệt, thừa tương huyệt. Hứa Thuần Lương dọc theo nhâm mạch một đường điểm huyệt, thủ pháp như nước chảy mây trôi. Vương Tắc Cường cảm giác một dòng nước nóng từ cái rốn thẳng tắp ngược lên, một mực quán thông đến cằm. Thân thể phía trước như là bị chia làm tả hữu hai bộ phận, chỉ là trong lòng của hắn mặc dù minh bạch, nhưng là ngoài miệng lại không cách nào biểu đạt. Theo cỗ nhiệt lưu này tại nhâm mạch bên trong lưu động, phảng phất có người dùng một con nung đỏ bàn ủi lặp đi lặp lại cắt chém ngực của mình bụng, loại cảm giác này thống khổ lại dày vò. Lúc này Vương Tắc Cường ý thức đã dần dần khôi phục thanh tỉnh, nhận ra chính đang vì mình trị liệu người này chính là Hứa Thuần Lương, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, không biết mình vì sao lại rơi vào trong tay của hắn, muốn giãy giụa đào thoát, khổ vì thân thể đã mất đi khống chế, đừng nói là đào tẩu, hiện tại liền động một cái ngón tay cũng khó khăn. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Vương Tắc Cường nói, hắn hiện tại hẳn là có chút lý trí. Vương Tư Hiên nói, thế nhưng là hắn còn không thể nói chuyện. Vừa rồi thừa dịp Hứa Thuần Lương trị liệu thời điểm, hắn hướng Trương Bác Húc ném lấy chất vấn ánh mắt, đạt được đối phương ám chỉ một mực yên lặng theo dõi kỳ biến. Hứa Thuần Lương nói, mọi thứ không thể nóng vội, các ngươi giúp ta đem hắn lật người lại. Mấy người cùng một chỗ động thủ, tướng Vương Tắc Cường lật lên, lần này Vương Tắc Cường xích lõa trần chuồng nằm lì ở trên giường, so với vừa rồi chỉ ít dễ nhìn một chút. Hứa Thuần Lương lại hướng Vương Tư Hiên nói, đánh đòn. Vương Tư Hiên vung tay lên. Hứa Thuần Lương nói, cởi giày, dùng đế giày rút. Hung hăng rút. Vương Tư Hiên một mặt phẫn uất nhìn qua Hứa Thuần Lương, vừa mới để cho mình đánh mặt của con trai, hiện tại lại để cho mình đánh nhi tử cái mông, còn muốn dùng đế giày rút, người này căn bản là đang trêu đùa chính mình. Hứa Thuần Lương nói, giải thích với ngươi không rõ ràng, ta bản có thể tự mình làm như thế, lại lo lắng ngươi sẽ cho rằng ta mượn cơ hội trả thù, đơn giản tới nói. Đánh mặt rút cái mông cũng là vì hiệp trợ thân thể của hắn khí huyết vận hành. Trương lão sư, ngài là người trong nghề, hẳn là minh bạch đi. Trương Bác Húc bị hắn điểm danh, hắn theo nghề thuốc hơn nửa đời người gặp qua đủ loại trị liệu thủ pháp. Muốn nói đánh mặt đánh đòn có trợ giúp thân thể khí huyết vận hành cũng không phải một điểm đạo lý không có. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết Hứa Thuần Lương là tại thừa cơ trả thù. Hắn cười nhạt một cái nói, Hứa tiên sinh phương pháp trị liệu mở ra lối riêng, để cho ta cũng mở rộng tầm mắt. Lời nói này đến lập lờ nước đôi, bản ý chính là ta không rõ, ngươi muốn làm sao chơi tùy ngươi, đừng kéo ta xuống nước. Hứa Thuần Lương hướng Kiều Như Long nhìn thoáng qua, Kiều Như Long nói, nhất định phải đánh đòn. Ta còn là lần đầu nghe nói như thế chữa bệnh. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ngươi đến. Kiều Như Long lắc đầu, ý thức được mình không nên xen vào, yên lặng đưa người đứng xem tốt bao nhiêu, hắn lặng lẽ đi tìm một con dép lê đưa cho cứu cứu. Bình thường muốn nhìn cứu cứu đánh nhi tử loại này trận mặt cũng không thấy. Vương Tư Hiên giơ lên dép lê tay có chút phát run, vừa mới nhi tử mặt đã bị quất sưng, hiện tại lại đến phiên cái mông, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người trẻ tuổi được một tấc lại muốn tiến một thước không có chỗ tốt, vương gia chúng ta ngươi không thể trêu vào. Vương Tư Hiên trong lòng đặt vào ngoan thoại, nhưng trong đầu lại hiện ra Kiều lão không giận tự uy khuôn mặt, trả thù. Có Kiều lão tại hắn đại khái suất là không dám đối Hứa Thuần Lương động thủ, hướng ra ngoài sinh nhìn thoáng qua, vừa mới là hắn cho mình đưa giày, con hàng này là nhiều muốn nhìn biểu đệ bị đánh. Việc đã đến nước này, Vương Tư Hiên đã hoàn toàn lâm vào bị động, vì chữa khỏi cái này bất tranh khí nhi tử, cũng chỉ có thể dựa theo Hứa Thuần Lương an bài đi làm, giơ lên dép lê chiếu vào nhi tử cái mông quất đi xuống. Ba tiếng vang liền ngoài cửa chờ Vương Tư Tề đều nghe được rõ ràng, Vương Tư Tề hãi hùng khiếp vía. Vừa mới nhìn thấy đệ đệ rút chất tử bàn tay, làm sao lúc này lại đánh lên sao? Động tính so vừa rồi còn lớn. Vương Tư Hiên liền rút ba đế giày, Vương Tắc Cường cuối cùng có phản ứng, ai u hét thảm lên, hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, căn bản là không có chịu qua đánh, đêm nay cha hắn duy nhất một lần cho hắn bổ đủ. Đánh vào trên người con trai đau nhức tại làm cha trong lòng, Vương Tư Hiên nghe được nhi tử tiếng kêu thảm thiết đau lòng đến nước mắt đều mau xuống đây. Hứa Thuần Lương ở một bên hoạt động ngón tay, nhìn như ngón tay hư đạn, kỳ thực lấy đánh từ xa huyệt thủ pháp điểm trúng Vương Tắc Cường trí thất huyệt. Trí thất huyệt là túc thái dương bàng quang kinh thường dùng huyệt một trong, ở vào thứ hai thắt lưng gồ lên dưới, bên cạnh mở ba tấc, có lưng rộng cơ, khá sườn cơ, có thứ hai, thứ ba eo động, tĩnh mạch bên lưng chi có bảy thứ hai, thứ ba eo thần kinh cạnh ngoài chi. Châm cứu huyệt này, có thể đưa đến bổ thận tráng eo,
ích tinh lấp tùy tác dụng. Nhưng mọi thứ đều có chính phản hai mặt, trong vòng kình điểm chúng chí thất huyệt, sẽ xung kích eo động, tĩnh mạch cùng thần kinh, chấn động thận, thương tới nội khí, đau đớn trình độ thậm chí có thể vượt qua kết sỏi đưa tới thận quặn đau. Vương Tư Hiên dùng đế giày quật Vương Tắc Cường bờ mông lại cho loại này đau đớn trợ giúp, Vương Tắc Cường bên này cảm thụ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hắn đau đến lớn tiếng kêu rên. Hứa Thuần Lương nói, đêm qua, đến cùng có phải hay không ngươi tại kia hai nữ sinh trong chén hạ dược. Mọi người đều là sững sờ, không biết Hứa Thuần Lương vì sao hỏi tới chuyện này, cái này cùng chữa bệnh giống như không quan hệ a. Vương Tắc Cường kêu thảm nói, không phải, không phải ta. Hứa Thuần Lương hướng đã dừng tay Vương Tư Hiên nói, tiếp tục đánh a. Vương Tư Hiên lại rút một đế giày, bởi vì Hứa Thuần Lương điểm trúng Vương Tắc Cường chí thất huyệt trước đây, hiện tại đau đớn đã tăng thêm mấy lần, quả thực là đau đến không muốn sống. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói, còn không nói thật. Vương Tư Hiên ngừng tay đến, nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương nói, người đến tột cùng muốn làm gì. Lúc này Vương Tắc Cường cũng nhịn không được nữa đau đớn giày vò, kêu rên nói, là Quách Thành Nghĩa. Hắn hướng các nàng đồ uống bên trong tăng thêm, thần tiên, tiên thủy, ta, sai, ta về sau cũng không dám nữa. Vương Tư Hiên nghe đến đó, lại là đau lòng lại là nổi nóng, giơ lên dép lê chiếu vào nhi tử cái mông hung hăng liền rút một cái, lần này hắn thật sự là thẹn quá thành giận, vương gia thân phận gì, vậy mà ra như thế bại hoại, khó trách Hứa Thuần Lương sẽ ở cửa quán ba ra tay đánh nhau, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Ở trong mắt chính mình từ trước đến nay nhu thuận nhi tử cũng dám làm ra dạng này táng tận thiên lương sự tình. Kiều Như Long cũng làm rõ đầu đuôi sự tình, cười trên nỗi đau của người khác sau khi cũng đối Hứa Thuần Lương có chút bội phục, tiểu tử này thủ đoạn có thể, vậy mà có thể để Vương Tắc Cường chủ động bàn giao, hiện tại Vương gia xem như mất hết mặt mũi, về sau tại bọn hắn Kiều gia trước mặt, cứu cứu một nhà mơ tưởng lại ngẩng đầu lên. Vương Tư Hiên khó thở phía dưới chiếu vào nhi tử cái mông liền quất mười nhiều đế giày. Vương Tắc Cường vừa mới bắt đầu còn kêu rên không ngừng, nhưng kịch liệt đau nhức phía dưới vậy mà hôn mê bất tỉnh, Vương Tư Hiên đều không có ý thức được nhi tử đã không một tiếng động, còn muốn tiếp tục đánh thời điểm, Kiều Như Long tiến lên ôm lấy hắn, cứu cứu, đừng đánh nữa, lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Vương Tư Hiên lúc này mới ý thức được nhi tử đã ngất đi, một trái tim lập tức lạnh một nửa, nếu như nhi tử bị mình đánh chết, mình cũng không cách nào tiếp tục sống sót, đây chính là mệnh căn của hắn a. Trương Bác Húc cũng tới ngăn cản. Hứa Thuần Lương giả mù sa mưa nói, Vương tiên sinh, không thể đánh như vậy a. Vương Tư Hiên nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, hiện tại giết hắn tâm đều có, tiểu tử này quá xấu rồi, vừa mới để cho ta đánh nhi tử chính là ngươi, hiện tại lại tới hàng nhái người. Trương Bác Húc đưa tay thăm dò Vương Tắc Cường mạch đập, cảm giác mạch đập yếu ớt, trong lòng thầm kêu không ổn, người bệnh tình trạng không thể lạc quan. Hứa Thuần Lương nói, lấy người này sở tác sở vi. Để hắn tự sinh tự diệt liền tốt, nhưng Kiều lão đã lên tiếng, chuyện này ta không thể không giúp. Nhìn qua Vương Tư Hiên con mắt nói, Vương tiên sinh, ngươi lần này thiếu Kiều lão một cái to lớn ân tình a. Vương Tư Hiên trong đầu hỗn loạn tưng bừng, hắn thậm chí đều không biết mình ứng làm như thế nào trả lời, từ khi đảm nhiệm hoa đầu tổng giám đốc đến nay từ đầu đến cuối xuân phong đắc ý, nhưng hai ngày này hắn có thể nói tao mộ tiền nhiệm đến nay trước nay chưa từng có trọng tỏa. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy không nói, sự nghiệp bên trên cũng bởi vì đắc tội Kiều lão mà lưu lại tai họa ngầm. Kiều Như Long nội tâm mừng thầm, cứu cứu cũng có hôm nay, mặc dù tại mình tiến vào hoa đầu trên chức phụ gia gia đã ngoan quất hắn một bàn tay, nhưng là còn không bằng hôm nay Hứa Thuần Lương loại này ở trước mặt trực tiếp đánh mặt tới càng thống khoái hơn. Nhìn thấy cứu cứu chật vật, Kiều Như Long bỗng nhiên ý thức được, coi như gia gia không xuất thủ, Hứa Thuần Lương cũng có thể giải quyết Vương Tắc Cường vấn đề. Người này từ vừa mới bắt đầu liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Mặc dù cũng không trực tiếp chứng cứ cho thấy Vương Tắc Cường bệnh điên cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ, nhưng là Kiều Như Long vẫn nhận định là hắn gây nên. Hứa Thuần Lương hướng Trương Bác Húc cười cười nói, Trương lão sư, ta mặc dù có thể chữa khỏi hắn, nhưng là đem hắn biến thành cái dạng này cũng không phải ta. Hứa Thuần Lương tiến lên dọc theo đốc mạch bắt đầu điểm huyệt, từ Trường Cường, Yêu Du, Dương Quan, Mệnh Môn, Huyền Xu, Tích Trung, Trung Xu, Cân Xúc, Chí Dương, Linh Đài, Thần Đạo, Thân Trụ, Đào Đạo, Đại Truy, Ách Môn, Phong Phủ, Não Hộ, Cường Gian, Hậu Đính, Bách Hội. Một đường điểm đi lên. Ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, Trương Bác Húc bị Hứa Thuần Lương tinh chuẩn thủ pháp điểm huyệt chỗ khuynh đảo, quá lợi hại. Trong nước đỉnh cấp đại y danh thủ quốc gia hắn cơ bản đều biết, bao quát chính hắn ở bên trong,
không có người có được Hứa Thuần Lương dạng này thủ pháp điểm huyệt. Hứa Thuần Lương chỉ phô bày hắn thấu cốt đả huyệt, vừa rồi đánh từ xa huyệt bởi vì làm được mịt mờ, liền Trương Bác Húc cũng không thể nhìn thấu, nếu như hắn biết Hứa Thuần Lương có được đánh từ xa huyệt bản lĩnh, chỉ sợ muốn kinh động như gặp thiên nhân. Ngoại nhân trong mắt đã lâm vào hôn mê trạng thái Vương Tắc Cường cũng không có đánh mất ý thức, theo Hứa Thuần Lương điểm huyệt tiến trình. Hắn cảm giác cột sống của mình như là bị một thanh sắc bén băng đao một chút xíu mở ra, đau đến không muốn sống, hắn hy vọng mình có thể đã hôn mê, nhưng hết lần này tới lần khác ý thức lại duy trì thanh tỉnh. Phần bụng nhâm mạch bị bỏng cảm giác đau đớn vẫn còn tiếp tục, một trước một sau, một lạnh một nóng, loại đau này làm cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Hứa Thuần Lương điểm huyệt về sau, dùng chuẩn bị xong khăn mặt xoa xoa tay, nói khẽ, để hắn ngủ một giấc đi, sau 2 giờ liền có thể thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại liền sẽ khôi phục bình thường. Vương Tư Hiên nhìn qua không nhúc nhích nhi tử, không biết hắn sống hay chết, đừng nói 2 giờ, coi như 2 phút đồng hồ đối với mình tới nói cũng như qua 2 năm dài dằng dặc, 2 giờ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta còn có việc, muốn đi về trước. Vương Tư Hiên hướng Kiều Như Long ném để cầu trợ ánh mắt, Kiều Như Long biết hắn muốn đem Hứa Thuần Lương lưu lại, nhưng Hứa Thuần Lương nói như vậy, người ta có tự do của mình, không có cưỡng ép lưu người đạo lý. Trương Bác Húc cũng không tiện nói gì, dù sao Hứa Thuần Lương loại này phương pháp trị liệu, hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Kiều Như Long nói, ta đưa ngươi. Vương Tư Hiên tâm loạn như ma, nhi tử ta hắn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không tin ta. Không phải. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau 2 giờ hắn sẽ thức tỉnh, ngươi nhất định nhớ kỹ, trong 1 năm tận lực đừng cho hắn đi ra ngoài, không gần rượu thuốc lá, bỏ hẳn nữ sắc. Nếu không còn sẽ có khả năng tái phát, một khi tái phát, đến lúc đó ngay cả ta cũng không thể ra sức. Hứa Thuần Lương nói xong quay người rời đi, đi vào ngoài cửa nhìn thấy vẫn luôn đang chờ Vương Tư Tề, Hứa Thuần Lương hướng nàng lễ phép lên tiếng chào hỏi, sau đó bước nhanh rời đi. Kiều Như Long theo sát lấy cước bộ của hắn rời đi. Rời đi Hồng Liễu Thư Viện, Kiều Như Long Phương mới mở miệng nói, ta biểu đệ có sao không? Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói. Ngài đến tột cùng nghĩ hắn có việc vẫn là nghĩ hắn không có việc gì. Kiều Như Long nói, hắn là người nhà của ta. Hứa Thuần Lương nói, một số thời khắc, người đem người khác đương thành người nhà, người ta chưa hẳn nghĩ như vậy. Kiều Tổng, người cái này biểu đệ có chút kéo hông, nếu như ta là ngươi, ta nhất định cùng loại này hèn hạ vô sỉ ra hỏa đoạn tuyệt hết thảy lui tới, tránh khỏi về sau bị hắn liên lụy. Kiều Như Long lạnh nhạt cười nói, ngươi thật thích dạy người khác làm thế nào. Hứa Thuần Lương nói, đừng hiểu lầm, ta là đề nghị, ngài dù sao cũng là Tiểu Tuyết ca ca. Kiều Như Long nói, nếu như ta biểu đệ có chuyện gì, người sẽ rất phiền phức. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài cứ yên tâm, ta đã chữa khỏi hắn, đơn giản là muốn để hắn nhiều bị điểm tội, không phải hỗn đản này đồ chơi không nhớ lâu. Kiều Như Long nói, xem ra sau này thật đúng là không thể tùy tiện đắc tội ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta không biết ngài nhìn ta như thế nào. Dù sao ta đối với ngài là phi thường tôn kính. Lời nói này đến có chút dối trá, tại Kiều Như Long trước mặt như thế khiêm tốn, còn không phải là bởi vì nhớ thương người ta muội tử. Kiều Như Long đối điểm này thấy rất thấu, nói khẽ, trong lòng ta không nỡ a, có thời gian không? Ta mời ngươi uống vài chén. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đừng quá xa, ngày mai ta còn được khóa. Kiều Như Long nở nụ cười, ngươi tuyển địa phương. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút nói. Ta ngược lại thật ra biết một nơi tốt. Đông Châu tiệm cơm phía sau trong ngõ nhỏ cất giấu một cái quán đồ nướng, cũng là Đông Châu người mở, địa đạo Đông Châu phong cách, Hứa Thuần Lương cũng là nghe Phổ Kiến nói qua nơi này, nhưng là hắn mấy ngày nay một mực không có thời gian tới. Thịt dê đều là hiện cắt hiện mặc, bên trong khách hàng không nhiều, chủ yếu là kinh thành dân bản xứ đối với dạng này khẩu vị cũng không tiếp thụ. Hứa Thuần Lương thao lấy Đông Châu bản phương ngôn cùng lão bản trao đổi vài câu. Lão bản nhìn thấy đồng hương phi thường nhiệt tình, cấp hai người bọn họ an bài một cái bọc nhỏ ở giữa. Một thân tinh anh ăn mặc Kiều Như Long rất ít tới chỗ như thế ăn cơm, hắn từ trong xe mang theo một bình rượu xuống tới. Có thể nói đêm nay Hứa Thuần Lương biểu hiện hoàn toàn lật đổ chuyện xưa ấn tượng, tiểu tử này mặc dù xuất thân phổ thông, nhưng là thật có chút bản lĩnh, đối có bản lĩnh người, Kiều Như Long từ trước đến nay là tôn trọng. Hứa Thuần Lương nhìn Kiều Như Long mang tới Mao Đài 30 năm, cảm thán nói. Rượu này phối đồ nướng có phải hay không có chút xa xỉ? Kiều Như Long nói, người đêm nay cho ta giúp như thế đại ân, ta không được khao khao ngươi. Hứa Thuần Lương nói, người một nhà khách khí cái gì?
Kiều Như Long sửng sốt một chút, con hàng này được đà lấn tới, ta lúc nào cùng ngươi thành người một nhà. Lúc này Mai Như Tuyết gọi điện thoại đến đây, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi lâu như vậy còn không có tin tức, cho nên cho đại ca gọi điện thoại. Kiều Như Long nói cho nàng, bọn hắn đã rời đi Vương gia, trước mắt hai người cùng một chỗ ăn chút bữa ăn khuya. Mai Như Tuyết hỏi hắn ở nơi nào, Kiều Như Long biết muội muội là quan tâm Hứa Thuần Lương, hắn đưa di động đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nói cho Mai Như Tuyết hai người bọn hắn muốn đơn độc tâm sự. Nam nhân cũng là cần không gian, Mai Như Tuyết chỉ cần biết rằng Hứa Thuần Lương bình an liền tốt. Hứa Thuần Lương tướng điện thoại trả lại cho Kiều Như Long, cười tủm tỉm nói, nàng vẫn là không yên lòng ta. Kiều Như Long nói, để nàng vì ngươi lo lắng chứng minh ngươi làm việc còn chưa đủ thành thục. Hứa Thuần Lương nói, tuổi trẻ là chuyện tốt à, ta mới hơn 20 tuổi cũng không thể biểu hiện được như cái dáng vẻ nặng nề lão đầu tử. Hắn một bên nói một bên cho Kiều Như Long rót đầy rượu. Kiều Như Long nói, ngươi là tại ám chỉ ta. Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ kia, người tính tình khác biệt, ngài điệu thấp nội liếm, ta nhiệt tình không bị cản trở, hai người chúng ta tính cách hoàn toàn khác biệt. Kiều Như Long cười nói, biểu lộ bên ngoài bình thường đều là bảo vệ sắc, liền ngươi đêm nay biểu hiện, ta chỉ có thể nói ngươi vẫn là rất giỏi về ngụy trang. Hứa Thuần Lương giơ ly rượu lên cùng hắn đụng đụng, hai người cùng cạn ly rượu này, Hứa Thuần Lương nói, ngài có phải hay không đối ngụy trang có cái gì hiểu lầm, ta chán ghét ngươi biểu đệ, ta một chút cũng không có ngụy trang. Đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, ta hôm nay là cố ý chỉnh hắn. Kiều Như Long lông mày phong khẽ động, hắn đương nhiên biết rõ, thật không nghĩ đến Hứa Thuần Lương thế mà ở ngay trước mặt chính mình liền thừa nhận, không biết hẳn là khen hắn bằng phẳng đâu vẫn là phải nói hắn phách lối. Kiều Như Long nói, vì không thể làm chung hai người cầm tiền đồ của mình cùng vận mệnh đi cược, đáng giá không? Hứa Thuần Lương nói, đầu tiên, các nàng không phải cái gì người không liên hệ, coi như ta không biết các nàng, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy, lợi dụng thủ đoạn hèn hạ cho nữ nhân hạ dược, đổi thành ngũ độc giáo phải bị vạn trùng phệ thân hình phạt. Kiều Như Long không khỏi nở nụ cười, ngũ độc giáo. Ngươi nói là bích huyết kiếm bên trong hà hồng dược. Hứa Thuần Lương nói, tiếp theo, ta không cảm thấy vương gia có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của ta cùng vận mệnh, ta cũng không cho rằng trên đời này có bất kỳ người có thể ảnh hưởng đến ta, cùng tiền đồ cùng vận mệnh so sánh, sinh tử giống như quan trọng hơn một chút. Kiều Như Long đối tiểu tử này thật sự là có loại lau mắt mà nhìn cảm giác, hắn chủ động bưng chén rượu lên cùng Hứa Thuần Lương đụng một cái, xem ra thật đúng là không thể đắc tội ngươi. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ta kỳ thật rất dễ thân cận, mà lại ta sẽ không tổn thương tiểu tuyết người nhà. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, lần nữa đánh giá Hứa Thuần Lương, Thuần Lương A. Hứa Thuần Lương nao nao, Kiều Như Long chợt một xưng hô như vậy, khiến cho hắn có chút buồn nôn đâu. Kiều Như Long nói, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Hứa Thuần Lương nói, tùy tiện, dù sao tiểu tuyết cũng xưng hô như vậy ta. Kiều Như Long nói, vô luận ngươi cùng tiểu tuyết về sau đi đến một bước nào, ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái có thể tương giao bằng hữu, ngươi về sau có thể gọi ta Long ca. Hứa Thuần Lương càng muốn đem Long chữ cho bớt đi, bất quá Kiều Như Long đêm nay đã rõ ràng phóng xuất ra thiện ý, chuyện này với hắn cùng Mai Như Tuyết tới nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Kiều Như Long nói, nhạc phụ ta sự tình cũng muốn cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, bất chi bất giác đã qua 2 giờ, Kiều Như Long nhận được mẫu thân điện thoại, nói cho hắn biết Vương Tắc Cường đã thức tỉnh, thần trí khôi phục bình thường. Kiều Như Long cúp điện thoại, lại kính Hứa Thuần Lương một chén. Hứa Thuần Lương đề nghị kết thúc đêm nay rượu cục, Long ca, ngài hiện tại không cần lại trông coi ta. Kiều lão giao cho ta nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Kiều Như Long nở nụ cười, hắn đứng dậy trả tiền, lái xe đã sớm chạy tới phụ cận. Cách Đông Châu tiệm cơm gần như vậy, Hứa Thuần Lương tự nhiên không cần hắn đưa, khoát tay áo, nhanh chân hướng chú kinh bạn đi đến. Kiều Như Long về đến trong nhà, nhìn thấy Gia Gia ngồi trong phòng khách đang xem buổi chiều tin tức, đoán được hắn là đang đợi mình, đi vào Gia Gia ngồi xuống bên người. Kiều lão để bảo mẫu rót cho hắn chén trà. Nói khẽ, uống rượu rồi. Kiều Như Long gật đầu nói, cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ uống rượu mấy chén. Kiều lão nói, xem ra vương gia sự tình giải quyết. Kiều Như Long đơn giản tướng tình huống hướng Gia Gia nói một lần, Kiều lão nghe được rất chân thành, chờ hắn nói xong, ngáp một cái nói, các ngươi những người tuổi trẻ này tinh lực thật tốt, ta già rồi, thật sự là chịu không được, đi ngủ. Kiều Như Long nói,
Tiểu Tuyết đâu? Kiều lão nói, đã sớm đi ngủ, đúng, ngươi bây giờ đối Tiểu Hứa thấy thế nào? Kiều Như Long nói, ta đêm nay là lần đầu tiên cùng hắn uống rượu. Kiều lão nhịn không được bật cười, cùng ta còn có ý đồ à? Kiều Như Long cũng cười, không phải có ý đồ, mà là ta nhìn người bản lĩnh sao có thể so ra mà vượt ra ra. Kiều lão nói, cứu cứu ngươi người kia ta còn hiểu rõ, ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, Tiểu Hứa là Tiểu Tuyết bằng hữu, ta mặc kệ chuyện này tiền căn hậu quả, từ hôm nay trở đi không được đối với chuyện này làm văn chương. Kiều Như Long trong lòng minh bạch, ra ra là hộ định Hứa Thuần Lương, nếu như cứu cứu can đảm dám đối với Hứa Thuần Lương xuất thủ, chỉ sợ lão gia tử không tha cho hắn. Kiều Như Long nói, ra ra yên tâm, bằng vào ta đến xem, cứu cứu nên không phải lấy oán trả ơn người. Kiều lão trên mặt hiện ra giữ kín như bưng tiếu dung, lấy oán trả ơn cùng vong ân phụ nghĩa cũng không có nhiều khác nhau, người đi hoa đầu muốn xách rõ ràng chức trách của mình, kiểm tra kỷ luật công việc chính là muốn lục thân không nhận. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, ra ra lời nói này mang ý nghĩa cứu cứu đã bị hắn triệt để phủ định, cùng thời đại biểu lấy cứu cứu ngày tốt lành không nhiều lắm. Hôm nay là Hứa Thuần Lương lần này tập trung học tập ngày cuối cùng, Trần Thiên Phàm khi đi học liền đề cập với hắn khởi đi Nguy Sơn đảo khảo sát sự tình. Trần Thiên Phàm người này thuộc về thiết thực phái, Hứa Thuần Lương lúc ấy lúc uống rượu chỉ là thuận miệng nói, nhưng là người ta Trần Thiên Phàm tại đầu tư bên trên là hết sức chăm chú. Trần Thiên Phàm có ý tứ là hậu thiên cùng một chỗ trở về, hắn ngày mai ở Kinh Thành còn muốn tham gia một triển lãm cá nhân hội, hậu thiên có thể lái xe cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ trở về Đông Châu. Hứa Thuần Lương dù sao cũng không có gì chuyện khẩn yếu, mà lại Mai Như Tuyết cùng hắn đã hẹn ngày mai dẫn hắn ở Kinh Thành hảo hảo chơi đùa. Giữa trưa lúc ăn cơm, lại gặp Cao Hiểu Bạch, nàng một người ngồi ở nơi đó ăn cơm, Cao Hiểu Bạch xa xa thấy được Hứa Thuần Lương liền mau đem mặt xoay tới, giả ra không nhìn thấy hắn, Hứa Thuần Lương đoán được hẳn là bởi vì OMMIA quầy rượu sự tình. Sự kiện kia cũng coi là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, Cao Tân Hoa mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là cân nhắc đến nữ nhi mặt mũi cùng thanh danh vẫn là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Không có tiếp tục truy cứu đến cùng, dù sao nữ nhi cũng không có có nhận đến tính thực chất tổn thương. Kiều lão ra mặt, để Hứa Thuần Lương trợ giúp Phương Tắc Cường trị liệu bệnh điên, Hứa Thuần Lương cũng thừa cơ ra tay trừng trị, đã cho Kiều lão mặt mũi, cũng cho Vương ra một cái khắc sâu giáo huấn. Đương nhiên, thuận tiện còn phải lưu lại chuẩn bị ở sau, Phương Tắc Cường việc ác mặc dù chưa thỏa mãn, nhưng là Hứa Thuần Lương vẫn không tha cho hắn, phế bỏ người này mệnh căn tử đều là nhẹ. Vương ra mặc dù trong lòng còn có oán hận, nhưng là bọn hắn cũng không dám tại ngoài sáng báo cáo phục. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Cao Hiểu Bạch lựa chọn né tránh, cũng không có chủ động đi qua chào hỏi, Trần Thiên Phàm mắt sắc, hắn cũng nhìn thấy Cao Hiểu Bạch, chủ động hướng nàng phất phất tay, Cao Tiểu Thư, trùng hợp như vậy a. Cao Hiểu Bạch lần này tránh không khỏi, chỉ có thể kiên trì cùng bọn hắn lên tiếng chào, hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, ăn cơm a. Trần Thiên Phàm đặt mông ngồi xuống, Hứa Thuần Lương thấy hắn như thế cũng chỉ đành tọa hạ. Cao Thúc trở về a. Hắn cũng là một thoại hoa thoại, Cao Tân Hoa hôm trước lúc trở về còn chuyên môn cho hắn gọi điện thoại, đối hỗ trợ của hắn biểu thị cảm tạ. Cao Hiểu Bạch nói, trở về, hắn còn nói. Nói đến một nửa liền nuốt trở vào, thật sự là xấu hổ mở miệng, chuyện đêm hôm đó nàng nhiều ít nhớ lại một chút, nếu như không phải phụ thân cùng Hứa Thuần Lương bọn hắn kịp thời đuổi tới, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đối Hứa Thuần Lương nàng là trong lòng còn có cảm kích, nhưng là chân chính đối diện Hứa Thuần Lương thời điểm khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, đi qua bởi vì trình độ sinh ra tự tin và kiêu ngạo, bị chuyện này triệt để vỡ nát, cùng Hứa Thuần Lương so sánh nàng tại cách đối nhân xử thế bên trên kém đến quá xa, nàng thậm chí sinh ra tự ti tâm. Hứa Thuần Lương nhìn thấy ánh mắt của nàng liền biết nàng còn không có từ sự kiện kia bên trong hoàn toàn giải thoát ra, cười nói, đúng rồi, ta đang muốn tìm ngươi, ta hậu thiên liền trở về, ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi cô phụ. Hắn lần này có thể hay không cùng ta cùng một chỗ trở về. Bên cạnh ta không có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ không thể được. Kỳ thật Hứa Thuần Lương cùng Vương Phương Điền đã sớm đạt thành nhất trí, Vương Phương Điền cũng sẽ tại tuần này bên trong mau chóng tiến về Đông Châu tiến hành thực địa khảo sát, sở dĩ nhắc lên chuyện này vẫn là nghĩ hóa giải Cao Hiểu Bạch xấu hổ. Vừa rồi xấu hổ hóa giải một chút, Cao Hiểu Bạch nói, được, ta quay đầu lại hỏi hỏi hắn. Nàng cũng biết Hứa Thuần Lương cùng cô phụ đều có phương thức liên lạc. Hứa Thuần Lương vẫn là rất hiểu thông cảm người khác, song phương ai đều không nhắc tới khởi đêm đó quầy rượu sự tình. Nghe nói Hứa Thuần Lương về sau mỗi tháng đều muốn đến Kinh Thành tập trung học tập một tuần tả hữu thời gian, Cao Hiểu Bạch thầm nghĩ kia không phải có thể trải qua thường gặp mặt rồi.
Ba người nói chuyện trời đất thời điểm, nhìn thấy một vị nam sinh hướng bên này đi tới, Cao Hiểu Bạch nhìn thấy hắn đi tới, thần sắc có chút bối rối, lập tức đứng lên nói, ta ăn xong, đi trước một bước. Hứa Thuần Lương hướng nàng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Cao Hiểu Bạch rời đi, nhìn thấy tên kia nam sinh đi theo ra ngoài. Trần Thiên Phàm cảm thán nói, hiện tại sinh viên đại học không được, theo đuổi con gái đều như thế dũng cảm. Hứa Thuần Lương nói, ta đi xem một chút. Trần Thiên Phàm nói, nhìn cái gì a, trong đại học có thể xảy ra chuyện gì? Cao Hiểu Bạch đi được rất nhanh, bất quá tên kia nam sinh đuổi đến càng nhanh, đi vào Cao Hiểu Bạch bên cạnh nói, Hiểu Bạch, ngươi nghe ta giải thích a. Cao Hiểu Bạch nói, ngươi giải thích cái gì? Đêm hôm đó là ngươi hẹn chúng ta cùng đi quán bar, ngươi vì cái gì nửa đường rời đi? Ta có việc gấp a, không phải ta cũng sẽ không đi trước, ta thật không biết các ngươi uống say sự tình. Mà lại ta về sau trở về, thế nhưng là các ngươi đã đi. Lý Sương Mẫn, ngươi đừng nhắc lại chuyện này có được hay không, chúng ta coi như không biết, ngươi về sau cũng không cần lại đến dây dưa ta, ai đều không phải người ngu, ngươi làm cái gì chính ngươi rõ ràng, cái kia nửa đường tới uống rượu chính là ngươi bằng hữu, ta không có truy cứu chuyện này là bởi vì ta không muốn chuyện này làm lớn chuyện, nếu như ngươi còn có tối thiểu nhân tính, ngươi không muốn dây dưa ta, hiện tại bắt đầu từ trong tầm mắt của ta biến mất. Lý Sương Mẫn nói, ngươi hiểu lầm ta. Cao Hiểu Bạch cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Sương Mẫn đứng tại nguyên thở dài, lại lắc đầu, đưa mắt nhìn Cao Hiểu Bạch đi xa, cuối cùng không tiếp tục đuổi theo, hắn quay người chuẩn bị lúc trở về, kém chút cùng người phía sau đụng cái đầy cõi lòng. Lý Sương Mẫn áy náy nói, không có ý tứ. Người tới chính là Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương tại phụ cận tướng lời của hai người nghe cái rõ ràng. Tại OMMIA quán ba sự kiện bên trên một mực có mấy cái điểm đáng ngờ, Cao Hiểu Bạch cùng bạn học của nàng Tôn Mỹ Na cũng không phải là đơn độc tiến về quầy rượu. Tôn Mỹ Na trong lúc vô tình nói lộ ra điểm này, nhưng là Cao Tân Hoa về sau hỏi lại nàng lại phủ nhận. Cao Tân Hoa cũng không dám ép hỏi nữ nhi, sợ kích thích nàng, bất quá hắn trước khi chuẩn bị đi cùng Hứa Thuần Lương tán gẫu qua, không nghe nói Cao Hiểu Bạch thích đi quán ba loại địa phương này, đồng hành còn có một vị nam đồng học. Hứa Thuần Lương tại Vương gia là Vương Tắc Cường trị liệu thời điểm, thông qua tra tấn Vương Tắc Cường đạt được một tin tức, hướng hai vị nữ sinh trong chén thêm thần thiên thủy chính là cái gọi Quách Thành Nghĩa ra hỏa. Hứa Thuần Lương chỉ biết là Quách Thành Nghĩa là Vương Tắc Cường hồ bằng cầu hữu một trong, là cái kinh thành lưu manh, nhưng là cũng không nảy quá nhiều người tư liệu, Hứa Thuần Lương đã giao cho Phổ Kiến đi thăm dò. Cao Hiểu Bạch cùng Tôn Mỹ Na đều là thủy mộc học sinh, ấn lý nói các nàng cùng Quách Thành Nghĩa loại người này cũng không gặp nhau. Nghe được Lý Sương Mẫn cùng Cao Hiểu Bạch đối thoại, Hứa Thuần Lương đem chuyện này tiền căn hậu quả liền vuốt rõ ràng. Hắn cũng rõ ràng mình đối với chuyện này quản được có chút nhiều, suy cho cùng vẫn là hướng về phía Cao Tân Hoa. Đừng nhìn Cao Hiểu Bạch là thủy mộc cao tài sinh, có thể học lịch cũng không thể đại biểu hết thảy, nàng đối với xã hội hiểm ác còn thiếu đầy đủ nhận biết. Hứa Thuần Lương nhìn qua Lý Sương Mẫn cười nói, ta gặp qua ngài. Lý Sương Mẫn ngạc nhiên nói, ngươi là... Hứa Thuần Lương nói, ngài nhận biết Quách ca à? Lý Sương Mẫn sửng sốt một chút, ai? Hứa Thuần Lương nói, Quách Thành Nghĩa Quách ca. Hắn hướng Lý Sương Mẫn vươn tay ra. Lý Sương Mẫn nói, Quách Thành Nghĩa. Chính là hắn à, Hứa Thuần Lương nắm tay hướng phía trước duỗi ra. Lý Sương Mẫn mặc dù có chút mê hoặc vẫn là cùng hắn nắm tay, chúng ta lúc nào gặp qua, ta tốt với ngươi giống không có gì ấn tượng. Ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên, suy nghĩ thật kỹ. Lý Sương Mẫn cố gắng suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ tại Đông Thịnh xưởng sửa xe? Nói xong cũng lắc đầu, hẳn không phải là. Hứa Thuần Lương nói, trước mấy ngày ban đêm, tại OMMIA quán ba, ngươi cùng Cao Hiểu Bạch, Tôn Mỹ Na cùng một chỗ, ta lúc ấy cùng Quách ca cùng một chỗ, còn cùng các ngươi chào hỏi đâu? Lý Sương Mẫn cảnh giác nhìn qua Hứa Thuần Lương, vẫn là không có ấn tượng, ngươi nhận lầm người a? Hứa Thuần Lương nói, không có nhận lầm a. Liền ngươi cháu trai này bộ dáng, hóa thành cho ta đều nhận ra. Lý Sương Mẫn muốn đem tay rút ra, lại bị Hứa Thuần Lương cầm thật chặt, hơi vừa dùng lực, Lý Sương Mẫn lập tức cảm giác được xương ngón tay liền muốn vỡ vụn, đau đến hắn kém chút kêu rên lên. Hứa Thuần Lương không đợi hắn lên tiếng liền chọn hắn huyệt ếch môn. Lý Sương Mẫn đau đến mặt đều đã mất đi huyết sắc, nhưng là hết lần này tới lần khác một điểm thanh âm đều không phát ra được, như là câm. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ta hiện đang hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, ngươi có nhận hay không đến Vương Tắc Cường. Lý Sương Mẫn lắc đầu, nhưng Hứa Thuần Lương bàn tay tiếp tục tăng lực,
hắn không thể không gật đầu. Quách Thành Nghĩa đâu? Lý Sương Mẫn đau đến bộ mặt cơ bắp đều đã biến hình, chỉ có thể gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, có hay không người này phương thức liên lạc? Lý Sương Mẫn tiếp tục gật đầu. Đem số điện thoại của hắn cho ta. Lý Sương Mẫn tay trái run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, quá đau, chịu đựng đau đớn, kết nối thông tin ghi chép. Hứa Thuần Lương tập trung nhìn vào, tất cả đều là bổng tử văn tự, hắn có thể đọc hiểu áo chát chát khó hiểu giáp cốt văn, nhưng cái đồ chơi này là bổng tử đông chuyển tây mượn chắp phá ra não tàn văn tự, hung dữ nhìn qua Lý Sương Mẫn nói, người mẹ nó chơi ta à? Lý Sương Mẫn há to mồm, nhiều lần cố gắng vẫn là nói không nên lời một chữ. Hứa Thuần Lương thừa dịp hắn mở ra miệng rộng cơ hội hướng bên trong, ném đi một viên thuốc, Lý Sương Mẫn ý thức được thời điểm nghĩ ngậm miệng cũng không kịp. Như hạt đậu nành dược hoàn trực tiếp đạn tiến cổ họng của hắn, dược hoàn vào cổ họng tức hóa, hóa thành nóng bỏng chất lỏng thuận hầu chảy xuống, Lý Sương Mẫn sợ hãi che cổ họng, ý đồ tướng trong miệng dược hoàn phun ra. Hứa Thuần Lương lúc này buông tay hắn ra, nhìn qua ghé vào ven đường bồn hoa móc hầu nôn mửa Lý Sương Mẫn, không còn kịp rồi. Viên thuốc này gọi ngũ độc công tâm hoàn, là ta bí chế độc dược mạn tính, mỗi đến sơ 10 năm liền sẽ phát tác một lần, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lý Sương Mẫn sợ hãi nói, ngươi, ta muốn báo cảnh bắt ngươi, bỗng nhiên ý thức được mình có thể một lần nữa nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, ngươi một mực báo cảnh, ta cam đoan ngươi không gặp được đêm nay mặt trăng. Hắn hư không một điểm, Lý Sương Mẫn cong gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống. Hứa Thuần Lương tiến lên kịp thời đỡ lên hắn, cố ý nói, cháu trai ai, không năm không tiết đi như thế đại lễ. Lý Sương Mẫn lúc này phương mới ý thức tới sinh tử của mình đã hoàn toàn bị đối phương trưởng khống, hắn là Nam Hàn du học sinh, lại là Trung Hàn hỗn huyết, từ nhỏ sinh trưởng tại Hán Thành lực ảnh hưởng cực lớn tài phiệt gia tộc, cùng đa số tài phiệt gia tộc tướng nhi nữ mang đến Âu Mỹ du học khác biệt, hắn Hoa Kiều mẫu thân đem hắn đưa đến Thủy Mộc. Cũng là nàng trường học cũ đọc sách, dự tính ban đầu là để người này học tập Trung Hoa văn hóa. Nhưng Lý Sương Mẫn tướng bổng tử cùng hoàn thuần thói hư tật xấu biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, người này ỷ có tiền cùng kinh thành mấy cái hoàn tử đệ hòa mình, lợi dụng lưu thân phận học sinh, lừa gạt không ít vô tri nữ sinh viên. Ngày đó mời Cao Hiểu Bạch cùng Tôn Mỹ Na tiến về OMMIA quầy rượu chính là hắn, nửa đường tới chào hỏi Quách Thành Nghĩa mời uống rượu, thừa cơ tại hai vị nữ sinh trong chén hạ dược. Bởi vì ở bên trong sân trường, Hứa Thuần Lương cũng không đối Lý Sương Mẫn ra tay đánh nhau, hắn cũng sẽ không bỏ qua người này, gần nhất vẫn muốn làm rõ ràng chuyện này, cho nên tùy thân mang theo nhỏ dược hoàn, từ Lý Sương Mẫn miệng bên trong lên tiếng hỏi Quách Thành Nghĩa chính là Đông Thịnh ô tô sửa chữa và chế tạo nhà máy lão bản, ghi lại địa chỉ về sau, Hứa Thuần Lương để Lý Sương Mẫn xéo đi, cũng không phải cứ như thế mà buông tha loại này bán đồng học hèn hạ vô sỉ đồ vật, Hứa Thuần Lương có đầy đủ chuẩn bị ở sau. Để hắn tại về sau quãng đời còn lại muốn sống không được muốn chết không xong. Chướng muốn một bút tính, bất kỳ cái gì một cái đồng lõa hắn đều sẽ không bỏ qua. Đông Thịnh ô tô sửa chữa và chế tạo nhà máy ở kinh thành người giàu có trong vòng rất nổi danh, lão bản Quách Thành Nghĩa là vị tay đua xe, am hiểu cải tiến cỗ xe. Nhà máy ngay tại Tây Ngoại ô, đừng nhìn địa phương vắng vẻ, đến thăm nơi này Phú Nhị Đại cũng nối liền không dứt, những tên nhị thế tổ này hoàn thuần tử nhóm chơi xe không ít. Phổ thông xe đua đã không thỏa mãn được bọn hắn truy cầu kích thích dục vọng, không ít người nóng lòng cải tiến, Quách Thành Nghĩa vừa vặn là phương diện này cao thủ. Hứa Thuần Lương cũng không từ Vương Tắc Cường nơi đó đạt được Quách Thành Nghĩa tài liệu cặn kẽ, nguyên nhân chủ yếu là Vương Tắc Cường cùng Quách Thành Nghĩa nhận biết không lâu, cũng không hiểu rõ Quách Thành Nghĩa xử lý công việc. Đi vào Đông Thịnh khí tu nhà máy thời điểm, vừa lúc là buổi chiều, Hứa Thuần Lương ra trạm xe lửa, lại đón xe 3 cây số mới đi đến mảnh này rách dưới nhà máy. Vùng này đã bị chia làm phá dỡ phạm vi, năm nay mùa hè liền sẽ toàn bộ dỡ bỏ. Khoảng cách khí tu nhà máy còn cách một đoạn thời điểm, liền nghe đến bên trong ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh. Đại môn mở rộng ra, Hứa Thuần Lương bước đi đi vào, bên trong viện tử rất lớn, ngừng lại hơn 10 chiếc xe hơi, trong đó không thiếu Lamborghini, Ferrari dạng này siêu tốc độ chạy. Hơn 10 tên công nhân mặc màu xanh đậm chế phục chính đang làm việc. Ai cũng không có chú ý cái này đi vào khí tu nhà máy khách không mời mà đến. Hứa Thuần Lương đi vào cánh bắc xưởng bên trong, Đông Thịnh khí tu nhà máy quy mô so với hắn trong dự đoán muốn lớn hơn một chút, xưởng bên trong còn ngừng 6 chiếc xe, mỗi chiếc xe bên cạnh đều có mấy cái công nhân. Hứa Thuần Lương nhìn thấy một cỗ Harley Davidson Loriders ngừng ở bên cạnh không người hỏi thăm, đi qua cưỡi ở phía trên cảm thụ một chút.
Lúc này một thân xuyên màu xanh đậm quần áo lao động mang theo tiểu hồng mạo công nhân phát hiện hắn, mang theo bao tay trắng phải tay chỉ Hứa Thuần Lương nói, ai? Làm cái gì ngươi? Hứa Thuần Lương không có phản ứng hắn, nhìn thấy trên xe gắn máy chìa khóa không có nhổ, dứt khoát một chút lửa. Oanh! Mù kỳ ế động cơ trầm muộn tiếng oanh minh vang vọng tại trống trải xưởng bên trong. Lần này lực chú ý của mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Ba tên công nhân xúm lại đi lên, lời mới vừa nói tên kia công nhân lớn tiếng nói ngươi, ngươi là ai a? Không trải qua cho phép loạn động người khác đồ vật. Hứa Thuần Lương căn bản không có phản ứng hắn, ánh mắt nhìn về phía phải phía trước, nơi đó có một tòa lợi dụng thùng đựng hàng dựng lên tầng 2 văn phòng to lớn cửa sổ sát đất trước, đứng đấy một thân mặc màu đen phi hành áo jacket nam tử dáng người hùng tráng, tựa như một con gấu đen nhìn xuống Hứa Thuần Lương, hắn chính là xưởng sửa xe lão bản Quách Thành Nghĩa. Cùng những cái kia hậu chi hậu giác công nhân khác biệt, từ Hứa Thuần Lương đi vào xưởng bên trong, Quách Thành Nghĩa trước tiên liền phát hiện hắn, nhìn thấy người này cưỡi lên mình Harley lập tức cảm giác được kẻ đến không thiệt, hắn cũng nhận ra Hứa Thuần Lương, đêm đó OMMIA quán ba xảy ra chuyện thời điểm, hắn ngay tại hiện trường. Hứa Thuần Lương khởi động chiếc này hơn 20 vạn Harley đường US, mấy tên công nhân cùng một chỗ xông đi lên, dừng lại, dừng lại. Hứa Thuần Lương còn là lần đầu tiên cưỡi Harley, xe này quá sức, cưỡi Harley tại xưởng bên trong túi lên vòng tròn, tất cả công nhân đều bị hắn hấp dẫn tới, từng cái thao lấy công cụ tới chặn đường, mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng là chân chính dám dùng nhục thể đi ngăn cản xe máy không có một cái nào. Quách Thành Nghĩa từ trong văn phòng ra, sau lưng còn đi theo hai cái cùng hắn đồng dạng hình thể tráng hán, đi vào thang lầu một nửa thời điểm, Quách Thành Nghĩa nâng tay lên bên trong mũ giáp chiếu vào chậm chạp từ tiền phương lái qua Hứa Thuần Lương hung hăng đập tới. Tại toàn lực của hắn ném mạnh dưới, mũ giáp tựa như một viên ra khỏi nòng đạn pháo, thẳng đến Hứa Thuần Lương thân thể đập tới. Hứa Thuần Lương một bàn tay đưa mũ giáp đánh bay, sau đó phanh lại ngừng lại, hạ xe gắn máy cũng không đau chân chống đỡ, song nhẹ buông tay, mặc cho xe gắn máy ngã lệch tại cứng rắn trên mặt đất. Quách Thành Nghĩa khóe mắt cơ bắp nhảy giật một cái, cực kỳ đau lòng, đây là hắn vừa mua xe máy, đối phương là gây chuyện. Một bang công người đã tướng Hứa Thuần Lương vây ở trung tâm, từng cái lòng đầy căm phẫn, chỉ vào Hứa Thuần Lương mồm năm miệng 10 chất vấn, nhưng là không có người xuất thủ, bởi vì là tất cả mọi người đang chờ lão bản quyết định. Lấy Hứa Thuần Lương trước mắt hành vi hoàn toàn có thể báo cảnh bắt hắn. Hứa Thuần Lương nhìn qua Quách Thành Nghĩa nói, Quách Thành Nghĩa, ta tìm ngươi. Quách Thành Nghĩa từng bước một đi xuống sắt bậc thang, mỗi đi một bước sắt bậc thang đều phát ra két két thanh âm, để cho người ta không khỏi lo lắng kia sắt bậc thang lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đứt gãy. Hắn đã nhận ra Hứa Thuần Lương, chính là đêm đó tại OMMIA quán ba hành hung Vương Tắc Cường cái kia. Lấy Quách Thành Nghĩa thân phận còn chưa đủ tư cách cùng Vương Tắc Cường xưng huynh gọi đệ. Sau đêm đó Vương Tắc Cường phát sinh sự tình hắn cũng không rõ ràng, đổi thành người khác giống Hứa Thuần Lương làm như vậy. Quách Thành Nghĩa đã sớm ngay đầu tiên báo cảnh, nhưng là hắn không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì hắn trong lòng mình có quỷ, đồng thời hắn cũng phi thường kỳ quái, Hứa Thuần Lương đến tột cùng thông qua cái gì đường tắt tìm tới chính mình. Phía ngoài hơn 10 tên công nhân cũng nghe hỏi đuổi vào, Quách Thành Nghĩa một phương nhân số đã đạt đến 27 người, Hứa Thuần Lương chỉ có chính hắn. Tay quay. Động đem, tua vít, ống thép, Quách Thành Nghĩa một phương công nhân hơn phân nửa đều vũ trang chính mình. Hứa Thuần Lương tay không tấc sắt, hai cánh tay còn cắm ở túi áo bên trong, cười tủm tỉm nhìn qua Quách Thành Nghĩa nói, Lý Sương Mẫn nói cho ta ngươi ở chỗ này. Ăn ngay nói thật, để Quách Thành Nghĩa chết được rõ ràng, về sau cũng thuận tiện hắn đi tìm Hỗn Huyết Bổng Tử nợ bí mật. Quách Thành Nghĩa nói, ta không biết cái gì Lý Sương Mẫn, ta cũng không biết ngươi. Hứa Thuần Lương nói, nhìn dung mạo ngươi cũng là giống cái nam nhân, làm sao dám làm không dám nhận. Ngày đó tại OMMIA quán ba hướng hai tên nữ sinh trong chén hạ dược chính là ngươi đi. Quách Thành Nghĩa nói, ta không cần thiết giải thích với ngươi, ngươi nếu là thật hoài nghi ta, ngươi báo cảnh a. Hứa Thuần Lương nói, báo cảnh không phải tiện nghi ngươi, ta cho ngươi một con đường sống, ngoan ngoãn thừa nhận, đi cục cảnh sát tự thú, khai ra đêm đó tất cả tham dự người phạm tội viên. Quách Thành Nghĩa cười ha hả, người mẹ nó có phải điên rồi hay không? Đường ta chỗ này là địa phương nào? Người hôm nay nhất cử nhất động ta đều quay xuống, có tin ta hay không cho ngươi đi cục cảnh sát bên trong ăn Tết? Hứa Thuần Lương nói, ngươi không dám, muốn báo cảnh, ngươi đã sớm báo. Quách Thành Nghĩa bên người tên kia đại hán vạm vỡ giơ lên trong tay cán dài tay quay tại Hứa Thuần Lương ngực thọc hai lần,
tiểu tử, người mẹ nó chán sống rồi. Hứa Thuần Lương nói, sự tình hôm nay cùng những người khác không quan hệ, ta tìm phải là Quách Thành Nghĩa, thức thời cho ta cút sang một bên, không phải ta liền các ngươi cùng một chỗ đánh. Quách Thành Nghĩa nhìn chung quanh một chút, hơn 20 người biểu lộ quái dị, sau đó đồng thời cười lên ha hả, đều cảm thấy Hứa Thuần Lương đầu óc không tốt, rõ ràng như vậy tình thế đều thấy không rõ lắm. Hứa Thuần Lương không có chút nào hoảng, từ trong túi móc ra hai viên nhìn như ô gà bạch phượng hoàn một dạng đồ vật, chậm rãi nói, người không liên hệ đi nhanh lên, quay đầu hối hận liền không còn kịp rồi. Hối hận đại gia ngươi, đại hán vạm vỡ giơ lên tay quay chiếu vào Hứa Thuần Lương phần bụng đâm tới. Hứa Thuần Lương bước chân di động, thân thể như là như linh xà hoạt động ra ngoài, cùng lúc đó, hắn đem trong tay hai viên đạn hung hăng ném xuống đất, hai viên đạn lập tức nổ bể ra tới. Bông! Sương mù tràn ngập, đỏ cam vàng lục lam chàm tím các loại khói mê trong nháy mắt đem mọi người chôn vùi. Đại hán vạm vỡ không có đánh trúng Hứa Thuần Lương, tay quay hung hăng chọc vào đồng bạn cùng lúc, trong xương khói chuyển đến hét thảm một tiếng. Quách Thành Nghĩa trước tiên ngừng thở, vẫn nghe được một cỗ điểm hương, thất thải khói độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm mắt của bọn hắn, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít hút vào khói độc. Thất thải khói độc bên trong chứa gây ảo ảnh thành phần, Hứa Thuần Lương đến có chuẩn bị. Đã Quách Thành Nghĩa dám hướng hai vị nữ sinh trong chén hạ độc, mình liền muốn để hắn tự mình cảm thụ một chút bị người hạ độc tư vị. Hứa Thuần Lương trước đó đối các công nhân làm ra cảnh cáo, thế nhưng là bọn hắn không có coi là chuyện đáng kể, hút vào đại lượng khói độc công nhân dẫn đầu đánh mất lý trí, bọn hắn trở nên nóng nảy mà giàu có tính công kích, loại công kích này tính là không khác biệt, không phân đối tượng. Đại hán vạm vỡ công kích lập tức bị đồng bạn phản kích. Cầm trong tay động đem đồng bạn huy động động đem rắn rắn chắc chắc tiết tại đầu hắn bên trên. Ngoá, cường tráng lớn tiếng hắn đều không có mắng xong, không biết ai cầm lấy ống thép chiếu vào hắn cái ót tới một chút, nện đến hắn thành mắt gà trọi, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hứa Thuần Lương đứng tại Quách Thành Nghĩa vừa rồi chỗ trên bậc thang, nhìn qua thất thải khói độc bên trong 27 người đại hỗn chiến, tòa sơn xem chó đấu, tâm tình cực độ thoải mái dễ chịu. Hứa Thuần Lương thở dài nói, đều nói qua để các ngươi đi nhanh lên. Lời thật thì khó nghe a. Mở ra một bao da cá đậu phộng, ném đi một viên ở trong miệng, thơm nức. Lại vê lên một viên, chiếu vào trong đám người bắn ra đi, chính giữa một tay của người khuỷu tay huyệt khúc chỉ, tên kia công nhân cánh tay tê dần, trong tay tua vít rơi trên mặt đất. Hứa Thuần Lương xuất thủ trước đó, con hàng này chính cầm tua vít chuẩn bị đâm hướng đồng sự cổ, thật đâm đi xuống đoán chừng đối phương muốn chơi xong. Hứa Thuần Lương nói, để các người đánh, không có để các người náo chết người. Đám người này sức chiến đấu so với hắn trong dự đoán yếu nhược gà rất nhiều, trong vòng 5 phút đồng hồ, cuộc hỗn chiến này đã sắp đến hồi kết thúc, hơn 20 người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, có người còn quấn quýt lấy nhau, tương hỗ ẩu đả, đều là mặt mũi bầm dập. Quách Thành Nghĩa mặc dù thể trạng hùng tráng, nhưng là tại vừa rồi trận này ẩu đả bên trong nhất là chật vật, bị 7 tên công nhân vây đánh. Đừng nhìn những công nhân này vừa rồi ở trước mặt hắn biểu hiện, hút vào thất thải khói độc mê thất bản tính về sau, bọn hắn mới mặc kệ người này có phải hay không lão bản, kỳ thật lão bản càng đến đánh, đa số nhân viên đối lão bản cừu hận kia là sâu thực tại thực chất bên trong, ra tay không lưu tình chút nào, nếu như không phải Hứa Thuần Lương tại chiến trường bên ngoài thỉnh thoảng dùng ra cá đậu trưởng khống cục diện. Hôm nay không phải náo chết người không thể. Hứa Thuần Lương dành thời gian đi Quách Thành Nghĩa văn phòng tản bộ một chuyến. Ôm một thùng nước khoáng xuống tới, sau đó nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới trong chiến trường ở giữa. Chiến đấu tham dự nhân số, 28 người, phe mình 1 người, địch quân 27 người, chiến đấu tổng thể tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, tình huống thương vong, phe mình số không thương vong, địch quân tổn thương 27 người. Chiến đấu trước khi bắt đầu, ai cũng không nghĩ ra là kết quả này. Hứa Thuần Lương tướng nước khoáng thùng nghiêng đảo lại, băng lãnh nước khoáng. Thẳng vào mặt tưới vào Quách Thành Nghĩa trên thân, tướng hắn máu đen trên mặt rửa sạch. Quách Thành Nghĩa bị nước lạnh kích thích liên tiếp đánh mấy nhảy mũi, mặc dù trên thân lại lạnh vừa đau, nhưng tại nước lạnh kích thích phía dưới não thanh tỉnh lại. Quách Thành Nghĩa mắng liệt liệt nói, ngoá. Nói đều không nói lưu loát, Hứa Thuần Lương trong tay nửa thùng nước khoáng hung hăng đỗi tại trên mặt hắn, Quách Thành Nghĩa bị nện đến máu me đầy mặt, mắt nổi đom đóm, đầu trùng điệp cúi tại cứng rắn đất xi măng bên trên. Hứa Thuần Lương chậm rãi nâng lên thùng nước, Quách Thành Nghĩa nói, thao. Con hàng này cũng là ngoan nhân, có thể ở kinh thành đám này nhị thế tổ vòng tròn bên trong lẫn vào như cá gặp nước, không chỉ bởi vì hắn có một tay cao siêu sửa xe cải tiến kỹ thuật,
cũng bởi vì hắn hào sảng vũ dũng người thiết, ngoại trừ sửa xe bên ngoài, hắn vẫn là kinh thành Harley vòng cốt cán, dáng người khôi ngô, nhìn qua có loại Schwarzenegger ngạnh hán khí chất, đi đâu mà đều la lối om sòm, bình thường không ai dám trêu chọc. Nếu là ngạnh hán không thể dễ dàng như vậy nhận sợ, Quách Thành Nghĩa cường ngạnh lọt vào Hứa Thuần Lương càng cường ngạnh hơn hai lần đối mặt. Thừa nửa dưới thùng nước tựa như máy đóng cọc đối tại Quách Thành Nghĩa trên mặt, Quách Thành Nghĩa cảm giác mình cái này gương mặt to đều sắp bị đối bình, máu tươi như là ép nước chảy ra ngoài, cái mũi vừa chua vừa đau, làm bằng sắt ngạnh hán cũng không thể không rơi lệ. Hứa Thuần Lương từ trên cao nhìn xuống Quách Thành Nghĩa, mặt thật bình. Trong tay thùng nước chậm rãi nhấc lên. Quách Thành Nghĩa trong lòng hoảng hốt, ý thức được hôm nay gặp được ngoan nhân, nếu như Hứa Thuần Lương tiếp tục đổi xuống dưới, mình gương mặt này liền thật thành mặt phẳng, hắn kêu thảm nói, ta cũng không nhận ra ngươi. Hắn ý tứ là ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi tìm ta suối quẩy làm gì. Hứa Thuần Lương trong tay thùng nước điều chỉnh một chút vị trí, lần này lựa chọn Quách Thành Nghĩa tay phải, đập xuống. A, à, Quách Thành Nghĩa thảm không người âm thanh kêu rên tại trống trải xưởng bên trong quanh quần. Một công nhân bị tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, hướng ra phía ngoài chạy tới, Hứa Thuần Lương giơ lên thùng nước tiện tay ném tới. Cạch, rắn rắn chắc chắc nện ở kia hàng trên lưng, kẻ chạy trốn bị nện té xuống đất. Quách Thành Nghĩa âm thầm thở dài một hơi, thừa dịp một chốc lát này hắn vịn một bên ô tô, từ dưới đất bò dậy. Hứa Thuần Lương một mực lưu ý cử động của hắn, tại Quách Thành Nghĩa tay khoác lên hơi lúc trên xe, một tay lấy động cơ đóng đóng lại. Quách Thành Nghĩa tay trái vừa vặn khoác lên động cơ đóng biên giới, bị động cơ đóng đập ngay chính giữa, kịch liệt đau nhức để hắn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, đau đến dậm chân, tay muốn từ động cơ phủ xuống rút ra, hết lần này tới lần khác Hứa Thuần Lương dùng chân dẫm ở động cơ đóng. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua hắn, đem đêm hôm đó tình huống nói cho ta nghe một chút. Quách Thành Nghĩa đã triệt để hỏng mất, mười ngón liên tâm, hắn kêu thảm. Vương Thiếu, Vương Thiếu. Muốn tìm cái tươi mới, ta nghĩ kéo việc buôn bán của hắn, cho nên, ai u, ngươi thả ta, Hứa Thuần Lương giơ chân lên, Quách Thành Nghĩa nhịn đau từ động cơ phủ xuống rút ra tay trái, khoanh tay chỉ nằm xuống đất bên trên, đau đến toàn thân đều đang run rẩy. Hứa Thuần Lương nói tiếp, không phải ta giết chết ngươi. Ta tìm Lý Sương Mẫn hỗ trợ giới thiệu, ta không có để hắn hạ dược, ta thề. Ta nếu là làm như vậy để cho ta. Hứa Thuần Lương giơ chân lên làm bộ muốn giẫm Quách Thành Nghĩa tay phải, Quách Thành Nghĩa dọa đến cầu khẩn nói, đừng. Ta còn phải sửa xe, là Phan Vệ Đông cho hắn. Dựa theo Quách Thành Nghĩa thuyết pháp, hắn chỉ là hỗ trợ liên hệ Lý Sương Mẫn, để hắn giới thiệu nữ sinh viên cho Vương Tắc Cường, cũng đi theo bọn hắn uống hai chén, nhưng là hạ dược người không phải hắn, chính là Lý Sương Mẫn. Lý Sương Mẫn cùng hắn cùng Phan Vệ Đông đều biết. Cái này Phan Vệ Đông chính là Hà Đông Thiếu Đông gia, cha hắn chính là Hà Đông Tổng Giám Đốc Phan Thiên Hóa, OMMIA quán ba chính là nhà bọn hắn. Như thế thật phù hợp logic, dù sao Lý Sương Mẫn cơ hội hạ thủ càng nhiều. Hứa Thuần Lương ý thức được Vương Tắc Cường rất có thể không có tự nhủ lời nói thật, sở dĩ đem Quách Thành Nghĩa khai ra, đại khái là bởi vì hắn cảm thấy Quách Thành Nghĩa có thể đánh, thủ hạ công nhân đông đảo, mình lại tới đây khẳng định phải ăn thiệt thòi, Vương Tắc Cường là nghĩ mượn đao giết người. Hứa Thuần Lương lần này không có uổng phí đến, Quách Thành Nghĩa đã đem đêm hôm đó tình huống nói rõ ràng. Lúc này bên ngoài truyền đến xe máy tiếng oanh minh, hơn 20 chiếc Harley xe máy từ sửa chữa và chế tạo ngoài xưởng nối đuôi nhau mà vào, lái vào xưởng nhìn thấy tình cảnh trước mắt tất cả giật mình. Quách Thành Nghĩa tại từ văn phòng ra trước khi đến liền cho hắn xe bạn gọi điện thoại, mặc dù hắn cho rằng 27 người đối phó Hứa Thuần Lương một cái nắm vững thắng lợi, nhưng là hắn vẫn là gọi cứu binh. Quách Thành Nghĩa người này không thích giữ lại thực lực, hắn chính là muốn để cùng mình đối nghịch người nhìn xem, mình có bao nhiêu bằng hữu, lớn bao nhiêu chiến trận, muốn làm cho đối phương nhìn cái gì gọi nghiền ép chi thế, bất quá hắn hiện tại đã minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, nhân số chỉ là một chuyện cười. Cho tới nay Quách Thành Nghĩa đều là nhân viên trong lòng bá đạo tổng giám đốc, bằng hữu trong lòng ngạnh hán đại ca, nhưng là hôm nay tất cả lọc kính đều bị Hứa Thuần Lương dùng nước khoáng thùng đổi đến hiếm nát. Đem nằm trên đất cùng cưỡi Harley xe máy tới tính cùng một chỗ, hết thảy 52 người, Hứa Thuần Lương xem thường nhìn qua bọn hắn, không muốn chết tránh xa một chút. Đám kia xe máy kỵ sĩ cũng không lui lại, nhưng là đã dần dần hồi phục thanh tỉnh đám kia nhân viên giãy giụa lấy hướng ra phía ngoài bò, bọn hắn không muốn chết,
vừa rồi Hứa Thuần Lương đánh tàn bạo Quách Thành Nghĩa chẳng diện bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng, nếu như sớm nghe người ta khuyên nhủ, căn bản không sẽ rước họa vào thân, con hàng này chính là cái giết người đại ma vương. Về sau xe máy các kỵ sĩ tất cả đều mộng bức, con hàng này thật đáng sợ như thế. Hứa Thuần Lương hướng Quách Thành Nghĩa nói, nếu như ta cha ra ngươi nói với ta láo, ta để ngươi đời này không mở được xe. Nói xong, Hứa Thuần Lương nghênh ngang đi ra ngoài cửa, căn bản không có đem đám kia cưỡi Harley đại hán vạm vỡ để vào mắt. Máu me đầy mặt Quách Thành Nghĩa nhìn qua Hứa Thuần Lương, mặc dù viện quân đến, nhưng là hắn không dám hiệu triệu bọn hắn cùng một chỗ hợp nhau tấn công, từ Hứa Thuần Lương trước mắt biểu hiện ra thực lực, bọn hắn tất cả mọi người tăng thêm cũng không đủ người ta đánh. Một cưỡi Harley Brea cao 114 tóc dài nam tử lái xe chặn Hứa Thuần Lương đường đi, tràn ngập khiêu khích ánh mắt xuyên thấu qua kính râm bắn ra đến Hứa Thuần Lương trên mặt. Hứa Thuần Lương thở dài, từ dưới chân nhặt lên một thanh cán dài tay quay, hai tay đều cầm một mặt, tay quay bị hắn cố chấp thành hình vòm. Tóc dài nam tử không nói một lời, lặng lẽ tướng xe quay đầu đi, trơn tru nhường đường ra, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vương Tắc Cường tinh thần đã khôi phục bình thường, nhưng là nội tâm của hắn thương tích khó mà bình phục, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không dám đi ra ngoài. Vừa nhắm mắt liền nhớ lại tại OMMIA cửa quán ba bị Hứa Thuần Lương trước mặt mọi người rút bạt tai tình cảnh, Vương Tắc Cường từ lúc chào đời tới nay chưa hề đều không có như vậy hận qua một người, cũng lần thứ nhất sinh ra để một người đi chết suy nghĩ. Vương Tư Tề biết chất tử lần này nhận đả kích rất lớn, mấy ngày nay đều là nghĩ trăm phương ngàn kế hống hắn vui vẻ, lại chuyên môn để nhi tử Kiều Như Long tới khuyên bảo một chút hắn. Kiều Như Long đã tiến về hoa đầu chính thức tiền nhiệm, về tình về lý đều hẳn là đến nhà cậu một chuyến. Lần này hắn mang đến một chút dinh dưỡng phẩm. Vương Tư Hiên cùng cháu trai đơn giản hàn huyên vài câu, đơn giản là hỏi hắn có thể hay không thích ứng trước mắt công việc, có cái gì chỗ cần hỗ trợ, hai người cũng không liền công việc cụ thể nói chuyện. Vương Tư Hiên cũng phi thường rõ ràng Kiều Như Long căn bản không cần trợ giúp của mình, hiện tại cần trợ giúp nhất người kia ngược lại là mình, hắn nên nghĩ cách một lần nữa lấy được Kiều lão tín nhiệm. Kiều Như Long đến dưới đất thất, nhìn thấy Vương Tắc Cường ngay tại trong phòng thể hình đối bao cát phát tiết lửa giận, vị này biểu đệ từ nhỏ tập võ, liền Kiều Như Long đều cho rằng hắn tương đương có thể đánh, lại không nghĩ rằng tại Hứa Thuần Lương trước mặt không chịu được như thế một kích. Vương Tắc Cường trên mặt sưng đỏ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng là so với hai ngày trước muốn tốt hơn nhiều, hắn hung hăng hướng bao cát đánh ra hai quyền về sau, lấy xuống quyền sáo, đi vào Kiều Như Long trước mặt, biểu ca. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, thân thể khôi phục không tệ. Vương Tắc Cường nói, ta muốn giết chết hắn. Kiều Như Long nhíu mày, hắn đương nhiên phi thường rõ ràng Vương Tắc Cường trong miệng hắn là ai, hai người tới một bên trước tủ rượu, Vương Tắc Cường rót cho hắn chén whisky. Kiều Như Long uống một hớp rượu nói, cha ngươi đã làm ra hứa hẹn, sự kiện kia dừng ở đây. Vương Tắc Cường nói, hắn là Mai Như Tuyết bạn trai. Kiều Như Long nghe được hắn nhắc lên muội muội danh tự, trong lòng có chút mẫn cảm, lạnh nhạt nói. Chuyện này cùng ngươi biểu tỷ không có quan hệ. Vương Tắc Cường khinh thường nói, ta chưa hề không có đương nàng là biểu tỷ ta, không phải nàng, cô ta cũng không sẽ như thế bất hạnh. Kiều Như Long đem chén rượu buông xuống, trịnh trọng nói, Tắc Cường, vô luận ngươi thừa nhận hay không, Tiểu Tuyết đều là muội muội của ta, người nhà của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Vương Tắc Cường khóe môi lộ ra một tia nụ cười cổ quái, biểu ca, ngài không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương nàng. Nhưng là ta không tha cho cái kia họ Hứa. Kiều Như Long thở dài nói, Tắc Cường, dừng ở đây đi, cứu cứu sẽ không để cho ngươi tùy hứng làm bậy. Vương Tắc Cường cả giận nói, họ Hứa là cái thá gì? Một cái tầng dưới chót nhỏ dân chúng thôi, hắn vậy mà cưỡi đến trên đầu của ta, ngay trước mặt của nhiều người như vậy vũ nhục ta, ta nếu là nhịn, về sau ở kinh thành còn thế nào hốn? Người khác nhìn ta như thế nào? Kiều Như Long nói, kia hai cái nữ sinh viên là chuyện gì xảy ra? Ta nói bao nhiêu lần, ta là hảo tâm đưa các nàng trở về, ta không biết thế giới này thế nào. Tốt người không thể đương, hảo tâm không có hảo báo. Đã không có tạo thành sự thật, hắn đương nhiên đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Kiều Như Long ý vị thâm trường nhìn qua Vương Tắc Cường, đừng nói Hứa Thuần Lương quất hắn, ngay cả mình cũng nghĩ quất hắn, sai chính là sai, dám làm không dám nhận. Nếu như không phải ra mặt, Hứa Thuần Lương sẽ không từ bỏ ý đồ, Vương Tắc Cường bây giờ nói không chừng đã thành một người điên. Kiều Như Long nhớ tới Hứa Thuần Lương ngày đó là Vương Tắc Cường trị liệu lúc đã nói, cố ý nhắc nhở, người phương diện kia thế nào? Phương diện kia, Vương Tắc Cường hỏi xong,
nhìn thấy biểu ca xéo xuống Hạ liếc tới ánh mắt, lập tức minh bạch, hắn mím môi, mặc dù tại biểu ca trước mặt, vẫn là xấu hổ mở miệng, phương diện này hắn lúc dài vẫn luôn không lý tưởng, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, đã bắt đầu mượn nhờ dược vật. Từ khi quán ba sự kiện sau khi phát sinh, Vương Tắc Cường thậm chí không có sinh ra qua phương diện này ý nghĩ, biểu ca nhắc nhở về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được mình những ngày này giống như không có cường ngạnh qua một lần, đến tột cùng là bởi vì tật bệnh ảnh hưởng đến phương diện này hào hứng vẫn là phương diện này bản thân sinh ra mau bệnh. Vương Tắc Cường có chút sợ hãi. Kiều Như Long nói, Tắc Cường, ngươi vì cái gì không cân nhắc ra nước ngoài học? Cha ta để ngươi đến làm thuyết khách. Kiều Như Long nói, ngươi không nhỏ, muốn biết đại thể, không phải về sau còn ăn thiệt thòi. Nhắc nhở của hắn đã đầy đủ uyển chuyển, nhưng vẫn là khơi dậy Vương Tắc Cường phản cảm. Vương Tắc Cường cả giận nói, biểu ca, ta nể mặt ngươi có thể bất động mai như tuyết, nhưng là ta sẽ không bỏ qua Hứa Thuần Lương, là hắn trước trêu chọc ta, ngươi không muốn vì hắn biện hộ cho. Kiều Như Long hé miệng cười cười, vỗ vỗ Vương Tắc Cường bả vai, người ta huynh đệ ở giữa không cần nói cái gì mặt mũi, ta đi trước, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hắn cũng không phải là Hứa Thuần Lương biện hộ cho, hắn có loại dự cảm nếu như Vương Tắc Cường dám can đảm tiếp tục đối với chuyện này không buông tha, chỉ sợ kết cục sẽ chết rất thảm. Kiều Như Long rời đi thời điểm, Vương Tư Tề đem hắn đưa ra cửa, ôn nhu nói, Như Long, ngươi có rảnh quá nhiều đến, khuyên bảo ngươi biểu đệ. Kiều Như Long nói, mẹ, ta cùng Thanh Nhã thương lượng một chút, dự định để ngài qua chúng ta bên kia ở. Vương Tư Tề sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói, không, ta ở chỗ này rất tốt. Kiều Như Long nói, Gia Gia nói năm nay chúng ta cả nhà đều đi Bình Hải ăn Tết, hắn để cho ta gọi ngài cùng một chỗ. Vương Tư Tề cái mũi chua chua, suýt nữa không có chảy ra nước mắt, từ khi nàng rời đi Kiều Gia, cái này còn là lần đầu tiên lão gia tử bảo nàng trở về ăn Tết. Nàng lắc đầu, ta thì không đi được, cứu cứu ngươi trong nhà gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta còn là cùng bọn hắn cùng một chỗ, lại nói ông ngoại ngươi bà ngoại đều muốn về ăn Tết. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, hắn biết mẫu thân không chịu trở về ăn Tết mấu chốt vẫn là Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết trước kia liền đi tới Đông Châu tiệm cơm, vẫn là giống thường ngày, nàng tại bãi đỗ xe chờ lấy Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương sớm chuẩn bị tốt, nhìn thấy Mai Như Tuyết xe vừa xuất hiện, lập tức đi ra ngoài. Cổng đối diện gặp Đông Châu chú kinh bạn phó chủ nhiệm Truyền Quốc Dân. Truyền Quốc Dân là tới luyện công buổi sáng, nhìn Hứa Thuần Lương sớm như vậy đi ra ngoài có chút kinh ngạc, như thế sớm à. Hứa Thuần Lương cười nói, đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện mua ít đồ, ta cái này không ngày mai sẽ phải trở về nha. Truyền Quốc Dân nói, cái này liền trở về, vậy ta ban đêm cho ngươi tiễn đưa. Hứa Thuần Lương nói, đừng, ta mỗi tháng đều phải đến. Ngài nếu là mỗi lần đều long trọng như vậy ta liền không có ý tứ tới. Truyền Quốc Dân cười ha hả, hắn thấp giọng nói, ngươi mở cho ta đến thuốc dùng rất tốt, ta hôm qua đi bệnh viện phúc tra, xong bên cạnh tuyến giáp trạng nút tất cả đều tiêu trừ, bác sĩ đều nói là không thể tư nghị. Hứa Thuần Lương nói, chứng minh thuốc đối chứng, cũng chứng minh ngài lúc đầu thể chất liền tốt. Truyền Quốc Dân liên tục gật đầu, kỳ thật hắn còn muốn cầu cái toa thuốc tăng cường một chút phương diện nào đó cơ năng. Có thể nhìn ra Hứa Thuần Lương có việc đi ra ngoài, cũng không tốt chậm trễ hắn thời gian, ước định ban đêm vẫn là tiểu thụ một chút, hắn gọi mấy người bằng hữu để Hứa Thuần Lương cũng gọi mấy cái. Hứa Thuần Lương nhìn thấy thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Đến đi ra bên ngoài lên xe, một bên nịt dây nịt an toàn một bên hướng Mai Như Tuyết nói, đợi lâu à. Mai Như Tuyết xinh đẹp cười nói, chờ đến liền tốt. Hứa Thuần Lương nói, đi chỗ nào chơi. Mai Như Tuyết nói, kế hoạch có biến, chúng ta muốn tới Uông Gia. Uông Gia, Uông Kiến Thành. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng hắn giống như không có gì có thể nói chuyện đi. Mai Như Tuyết lại nở nụ cười, Gia Gia an bài, Uông Kiến Thành phụ thân Uông Chính Đạo sinh quái bệnh, tìm rất nhiều bác sĩ đều không có có hiệu quả, cho nên hắn nghĩ cho ngươi đi nhìn xem, hy vọng ngươi có thể giúp được một tay. Mai Như Tuyết phi thường rõ ràng trong đó môn đạo. Uông Lão cùng Gia Gia là nhiều năm bạn nối khố, đi qua bọn hắn một mực cố ý thúc đẩy mình cùng Uông Kiến Thành việc hôn nhân. Hiện tại Gia Gia cuối cùng tỏ thái độ không còn hỏi đến nàng chuyện tình cảm, đối với chuyện này, Gia Gia cảm giác hổ thẹn tại Uông Gia. Tại đại ca tiến về hoa đầu sự tình bên trên, Uông Lão làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, Gia Gia đưa ra để Hứa Thuần Lương cho Uông Chính Đạo xem bệnh, một là phải trả Uông Gia nhân tình này, hai là muốn thông qua chuyện này hướng Uông Gia cho thấy.
nàng cùng Uông Kiến Thành việc hôn nhân như vậy coi như thôi, đương nhiên quan trọng hơn là từ đối với Hứa Thuần Lương y thuật tín nhiệm. Đương nhiên Mai Như Tuyết cũng không rõ ràng, Uông Lão thúc đẩy đại ca tiến về Hoa Đầu sự tình phía sau nguyên nhân chân chính, cũng không phải là ra ngoài nhị lão cách mạng hữu nghị, mà là trao đổi ích lợi. Mai Như Tuyết trước khi đến Uông gia trên đường hướng Hứa Thuần Lương phân tích chuyện này, Hứa Thuần Lương làm rõ ràng trong đó nhân quả, cũng vui vẻ tại đi làm cái này người tốt, chỉ là hắn không có giấy phép hành nghề y, tại nhìn thấy Uông Chính Đạo trước đó, cũng không dám cắt nói mình nhất định có thể đem hắn chữa khỏi. Kỳ thật trước đó Uông Kiến Thành liền chuyên môn cùng hắn nói qua Uông Chính Đạo quái bệnh, Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Uông Kiến Thành sẽ mời hắn đi hỗ trợ chẩn bệnh, nhưng sự tình qua đi nhiều ngày như vậy, không gặp Uông Kiến Thành liên hệ mình, đoán chừng Uông gia đối y thuật của mình cũng không tín nhiệm. Hứa Thuần Lương phát hiện lần này kinh thành hành trình không có uổng phí đến, mặc dù Kiều Lão cũng không gật đầu đồng ý hắn cùng Mai Như Tuyết sự tình, nhưng ít ra đã không phản đối nữa, cũng thành công giải trừ Mai Như Tuyết bối rối, để nàng khôi phục tự do. Hứa Thuần Lương hỏi Mai Như Tuyết công tác vấn đề. Mai Như Tuyết nói, ta nghĩ về Nguy Sơn đảo công việc, chẳng qua trước mắt đến xem rất không có khả năng. Hứa Thuần Lương nói, vậy hai ta chẳng phải là thành Ngưu Lang chức nữ, từ nay về sau mỗi người một nơi, nghĩ gặp mặt đều phải ngồi đường sắt cao tốc. Mai Như Tuyết cười nói, hồi Hồ Sơn trấn khả năng mặc dù không lớn, bất quá ta về Đông Châu nên vấn đề không lớn, ta sách ra, ra ra không có phản đối. Hứa Thuần Lương nói, người bây giờ là khoa cấp A. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, khoa cấp cán bộ đến Đông Châu cũng không có gì tồn tại cảm, nào có tại Hồ Sơn trấn đương trưởng trấn uy phong, lại nói, Khổng bí thư không phải muốn đi, hắn đi ngươi chính là bí thư, ngươi không quay về liền tiện nghi Tần Chính Dương. Mai Như Tuyết nói, Tần Chính Dương người kia vẫn rất có chút năng lực, này, ngươi cũng đừng là ta sự tình lo lắng, ta đoán chừng năm trước có thể xác định phương hướng, dù sao ta kiên quyết về Đông Châu. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, bởi vì ta. Mai Như Tuyết gật đầu nói, cũng là bởi vì ngươi, ta nếu là không ở bên người ngươi nhìn xem ngươi, ngươi còn không biết muốn thả bay thành bộ dáng gì. Nàng đối Hứa Thuần Lương chiêu ong gây bướm năng lực tràn đầy nhận biết, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Hứa Thuần Lương đưa tay sờ lấy Mai Như Tuyết đặt ở ngăn đem bên trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve, Mai Như Tuyết xinh đẹp đỏ mặt, cắn cắn môi anh đào nói, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, liền sẽ chiếm ta tiện nghi. Hứa Thuần Lương nói, thiên địa lương tâm, ta đối với ngươi vẫn luôn là phát hồ tại tình rừng hồ tại lễ. Nói mặc dù văn nhã, nhưng nào đó bộ phận đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, đơn giản tới nói chính là. Mai Như Tuyết nói, đến. Mai Như Tuyết xe còn không có dừng hẳn, Uông Kiến Thành đã ra nghênh tiếp, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hắn chủ động vươn tay ra, hoan nghênh hoan nghênh. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay, nói ngay vào điểm chính, bệnh nhân ở nơi nào. Uông Kiến Thành nói, không vội. Lúc trước hắn liền muốn mời Hứa Thuần Lương qua đến giúp đỡ xem bệnh, nhưng phụ thân không có đáp ứng, lần này là Kiều Lão đề cử, phụ thân mới đồng ý để Hứa Thuần Lương đến nhà chẩn bệnh. Uông Kiến Thành phi thường rõ ràng, đồng ý của phụ thân căn nguyên với hắn đã không dám cự tuyệt. Gia Gia mặc dù ra mặt an bài Kiều Như Long tiến vào Hoa Đầu một chuyện, nhưng là đại bá lần này tấn cấp thành công cũng nhờ vào Kiều Lão có qua có lại. Ấn lý thuyết hai nhà bọn họ đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nhưng là Kiều Lão để Hứa Thuần Lương trước đến giúp đỡ chẩn bệnh, chuyện này phía sau tầng sâu ý nghĩa là Kiều Lão muốn thông qua loại phương thức này giải quyết hắn cùng Mai Như Tuyết vấn đề. Kiều Uông hai nhà ban sơ đều cố ý thông gia, mà bây giờ Kiều gia đã đổi ý, Uông Kiến Thành đối với cái này xác thực có chút thất lạc, ngoại trừ xuất thân bên ngoài, Mai Như Tuyết các mặt điều kiện đều cực kỳ ưu tú, nếu như có thể cưới nàng nhập môn cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Đối với chuyện này Gia Gia nhất là tích cực, nhưng không như mong muốn, Mai Như Tuyết lòng có sở thuộc, nàng thích người là Hứa Thuần Lương. Uông Kiến Thành tại cả trong cả quá trình vẫn là biểu hiện ra con em thế gia phong phạm, tại chưa từng gặp qua Hứa Thuần Lương trước đó, hắn có lẽ sẽ cảm thấy trong lòng không công bằng, nhưng là hiện ở trong lòng đã dễ chịu rất nhiều, Hứa Thuần Lương trên thân hoàn toàn chính xác có rất nhiều hắn không cụ bị tài hoa cùng can đảm. Adele buổi hòa nhạc bên trên. Hắn đã từng thấy tận mắt Hứa Thuần Lương thần hồ kỳ kỹ y thuật, trước đó không lâu lại nghe nói Hứa Thuần Lương ra sức đánh Vương Tắc Cường sự tình, Uông Kiến Thành sau đó phân tích, Kiều gia khả năng đã ngầm cho phép Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết sự tình, không có Kiều gia chỗ dựa, Hứa Thuần Lương lợi hại hơn nữa cũng không dám trêu chọc Vương gia. Hắn tướng hai người dẫn tới phòng khách, trước mời bọn họ ngồi xuống, vì bọn họ châm trà về sau, để cho hai người chờ một lát,
một thân một mình đi thư phòng gặp phụ thân. Uông Chính Đạo ngồi tại mở tối trong thư phòng nghe tin tức, nhi tử đi lúc tiến vào, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, khách người tới. Uông Kiến Thành nói, Mai Như Tuyết cũng tới. Uông Chính Đạo thở dài nói, các ngươi hôn ước xem như không kết quả. Mai Như Tuyết có thể cùng Hứa Thuần Lương cùng đi nhà bọn hắn, chẳng khác gì là Kiều gia công khai biểu lộ thái độ, mang ý nghĩa hai nhà chính trị thông gia triệt để phá diệt. Uông Kiến Thành nói, cha, đều thời đại nào, còn làm thông gia kia một bộ, kỳ thật ta cùng Mai Như Tuyết không có tình cảm gì cơ sở, nàng không thích ta, ta cũng không thích nàng. Uông Chính Đạo cầm lấy điều khiển đóng lại quảng bá, làm sự tình không thể chỉ bằng sở thích của mình, để Hứa Thuần Lương vào đi, ta không thấy Mai Như Tuyết. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, đi ra ngoài tướng Hứa Thuần Lương mời đi vào. Uông Chính Đạo đánh giá đi vào thư phòng Hứa Thuần Lương, từ ngoại hình đến xem, tiểu tử này túi ra thật là không tệ, so khởi con của mình muốn trẻ tuổi cũng càng là thẳng tắp, mặc dù trong thư phòng tia sáng lờ mờ, nhưng là ảnh hưởng chút nào không đến người này một mặt ánh nắng. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, Uông tiên sinh tốt, ta là Hứa Thuần Lương. Uông Chính Đạo giấu ở trong bóng tối khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, mặc dù hắn biểu lộ ra thiện ý, nhưng là âm u lại làm cho nụ cười của hắn trở nên có chút quỷ dị, người tốt, mời ngồi. Hứa Thuần Lương tại Uông Chính Đạo đối diện ngồi xuống, cách bàn làm việc đánh giá Uông Chính Đạo khuôn mặt. Trường kỳ không thấy ánh nắng, để Uông Chính Đạo sắc mặt hiện ra thanh bạch. Bệnh trạng da thịt trắng nõn làm nổi bật đến hắn mày rậm càng thêm đen càng thô, mũi cao thẳng, bờ môi rất mỏng, ẩn ẩn phát ra tím thẫm sắc. Hứa Thuần Lương nói, có thể đem màn cửa mở ra sao? Uông Chính Đạo lắc đầu, ta không thể gặp ánh nắng, vừa thấy được ánh nắng hai mắt ngứa, khắp người sẽ khởi màu đỏ ban mẩn mụn đỏ, ngứa vô cùng, thượng thổ hạ tả, đau đến không muốn sống. Hứa Thuần Lương nói, mấy năm? Uông Chính Đạo do dự một chút mới đáp lại nói, 3 năm. Hứa Thuần Lương nói, theo ta được biết, ngài là 3 năm trước đây bắt đầu rời khỏi công chúng ánh mắt, sinh ra loại bệnh trạng này không phải chỉ 3 năm đi. Nếu như từ ban sơ sinh ra triệu chứng bắt đầu tính, có chừng 3 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này không dễ chịu a. Uông Chính Đạo thở dài, một ngày bằng 1 năm. Hứa Thuần Lương ra hiệu để hắn tướng hai tay đảo ngược bình để lên bàn, ánh mắt rơi vào Uông Chính Đạo trên lòng bàn tay, Uông Chính Đạo đôi thủ trưởng văn đều phi thường kỳ lạ. Tất cả đều là quán thông vân tay. Bình thường đối với loại này vân tay giải đọc, không phải trời sinh ngu dốt, liền có thiên tư hơn người, căn cứ nghiên cứu cho thấy, quán thông vân tay người bình thường có được phạm tội gen. Uông Chính Đạo nhìn thấy Hứa Thuần Lương nhìn mình chằm chằm vân tay, mỉm cười nói, ngươi hiểu được xem tướng. Hiểu sơ một chút, Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, đã từng có một vị tướng tay đại sư giúp ta xem qua, nói ta song trưởng đều là quán thông vân tay. Tính cách cùng vận mệnh cũng không lạc quan. Phía bên phải bê tuyến quán thông, cho thấy ta có tiên thiên thiếu hụt, ta ngón giữa cùng ngón áp út hiện lên rùi chống hình, móng tay nghịch tam giác, trí tuệ tuyến nhiều đảo văn cùng thập tự văn, giống ta loại này bình thường đều hữu tâm não phát dục chướng ngại. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, vị đại sư này giải đọc phải cùng sự thật không hợp, Uông Chính Đạo tuyệt không phải một cái tâm não phát dục chướng ngại người. Uông Chính Đạo tiếp tục nói ra, ta tay trái xê tuyến quán thông. Tình cảm tuyến trước có chỉ hướng ngón trỏ phân nhánh, sau cuối cùng lại hướng phía dưới, nói ta quyền lực muốn mạnh, ta hiện tại sớm đã quên đi tất cả, cái nào còn có quyền lực gì muốn. Hứa Thuần Lương nói, ngài nói vị đại sư kia giúp ngài thấy là vận mệnh, ta thấy là tật bệnh. Tướng tay cũng có thể xem bệnh, Uông Chính Đạo biểu lộ tràn đầy chất vấn hương vị. Hứa Thuần Lương nói, trung y thường nói đến vọng văn vấn thiết, nhìn chỉ đến không đơn thuần là tướng mạo, cũng bao quát tướng tay. Nhân sinh một thế cây cỏ sống một mùa thu, người vân tay cùng vân tay như là cây cối vòng tuổi, từ đó đó có thể thấy được một chút sinh trưởng quy luật. Vậy vẫn là đoán mệnh, thầy bói cũng tuyên bố có thể thông qua tướng tay nhìn ra quá khứ cùng tương lai. Hứa Thuần Lương nói, trên đời vạn vật đều tồn tại liên tục một mặt cùng không liên tục một mặt, người phát dục đến nhất định giai đoạn, sẽ từ sinh trưởng chuyển biến làm già yếu, sinh trưởng là cái liên tục quá trình, sinh trưởng chuyển biến làm già yếu chính là một cái không liên tục hiện tượng. Từ nơi này bước ngoặt bắt đầu lại bắt đầu liên tục già yếu quá trình. Như là thái dương sáng sớm dâng lên thời điểm, khuê ảnh dần dần biến ngắn, tới ngắn nhất thời điểm bắt đầu phát sinh chuyển biến, khuê ảnh bắt đầu dần dần dài ra, cổ nhân căn cứ vạn vật biến hóa quy luật, nghiên cứu ra tiên thiên bát quái đồ. Tiên thiên bát quái đồ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, tiên thiên bát quái đồ cùng vân tay đối ứng, cũng có thể thấy được một người sinh trưởng cùng già yếu quá trình,
cho nên ta cần ngài cung cấp cho ta ngày sinh tháng đẻ. Người vân tay cũng có định số, bình thường nam tính vân tay 140 năm, nữ tính vân tay 122. Bình thường tới nói, vân tay càng nhiều trí lực càng cao, từ vân tay hình dạng cũng có thể nhìn ra bệnh chứng nặng nhẹ. Ngài 10 ngón tay đều là cung hình chữ, chứng minh bệnh của ngài chứng rất nặng. Khó mà chữa trị, thậm chí trung thân khó lành. Uông Chính Đạo nghe hắn chậm rãi mà nói, lúc này đã ý thức được trước mắt người trẻ tuổi này cũng không phải là chỉ là hư danh, khó trách Kiều lão sẽ đem hắn đề cử cho mình. Hứa Thuần Lương nhìn qua Uông Chính Đạo tay phải tiếp tục phân tích nói, ngài tay phải quẻ trấn ly hôn quẻ có một tuyến tương liên, nói rõ người dễ dàng bởi vì phong hỏa tướng phiến mà bị bệnh, phế kinh, tâm kinh, vị kinh, thận kinh, bàng quang kinh, tâm bao kinh, can kinh đều đã bị tổn hại. Dựa theo ngài lúc sinh ra đời tướng đến xem, mậu thân 5 năm chi khí, thái dương bệnh kịch lúc, gặp lửa vận quá mức chủ vận, thiếu dương tướng lửa ti thiên, quyết âm gió mộc tại suối, chủ khí dương minh khô kim, khách khí thái dương hàn thủy, thái dương bệnh kịch lúc, hiện lên kim sinh thủy, sống dưới nước lửa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, thủy khắc hỏa chi phong nóng khô lạnh lẫn lộn xen lẫn thiên chất. Ngài lần đầu phát bệnh ngày, vận tải đường thủy quá mức chủ vận, hiện lên thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim chi phong nóng lạnh khô ẩm ướt lẫn lộn xen lẫn chi bẩm khí, tại lúc mới sinh ra tướng gặp nhau, dễ hoạn phong hàn nóng khô ẩm ướt lẫn lộn xen lẫn chi bệnh hoạn. Uông Chính Đạo nhíu mày, hai loại tật bệnh giống như tương hỗ mâu thuẫn a. Hứa Thuần Lương nói, lạnh nóng xen lẫn cũng không mâu thuẫn. Uông Chính Đạo im lặng, thật sự là hắn có khi lạnh lúc nóng mau bệnh. Hứa Thuần Lương cầm lấy hai tay của hắn nói, nhưng là ngươi vân tay cùng vân tay mâu thuẫn, bệnh tình so ta nói tới đến còn muốn phức tạp một chút. Uông Chính Đạo trong lòng tự nhủ, ngươi từ sau khi vào cửa liền cho ta xem tướng tay, vân sơn vụ hải lắc lư như thế nửa ngày, cuối cùng vẫn là bệnh tình phức tạp, tương đương với không nói, đoán chừng cũng trị không hết bệnh của ta. Hứa Thuần Lương lại để cho hắn đem miệng há mở, trưng cầu Uông Chính Đạo ý kiến về sau, mở ra điện thoại di động đèn pin. Nếu không coi như Hứa Thuần Lương nhãn lực cho dù tốt, tại dạng này tia sáng dưới điều kiện cũng không dễ dàng thấy rõ lưỡi của hắn chất. Uông Chính Đạo lưỡi màu tóc thanh, đa số lạnh ngưng dương úc, hoặc dương hư lạnh ngưng, cái lưỡi tím xanh, bên trong có tụ huyết. Lưỡi thần khô hối mà không ánh sáng, đầu lưỡi vận chuyển mất linh, lưỡi chất khô cạn. Bựa lưỡi đen nhạt, phổ biến ở trong đó nóng trứng cùng lạnh lẽo ẩm ướt trứng, cùng vân tay biểu hiện ra triệu chứng tương xứng. Rêu chất dày hạt tròn thô to mà lơi lỏng, hình như bã đậu trồng chất lưỡi bột, dùng ngoáy tai dai chi có thể đi, kiêm hữu dạ dày oi bức chi tật, dai trừ bộ phận bựa lưỡi nhưng xem rốt cục tầng xanh vàng, ẩn ẩn phát ra tanh hôi chi khí. Hứa Thuần Lương tướng ngoáy tai ném vào thùng rác, ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp cận Uông Chính Đạo hai mắt, Uông tiên sinh, ta có thể dùng ánh đèn chiếu xạ cặp mắt của ngươi. Uông Chính Đạo lắc đầu nói, ta hai mắt chịu không nổi cường quang. Qua đi bệnh viện cho ta làm qua con ngươi phản xạ kiểm tra, ta đối phản xạ ánh sáng chỉ đột, con ngươi co vào khác hẳn với thường nhân. Hứa Thuần Lương gặp hắn cự tuyệt, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, người nước tiểu như thế nào. Uông Chính Đạo sửng sốt một chút nói, thông thường đều xét nghiệm qua, không có vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, hương vị đâu? Uông Chính Đạo lại là sững sờ, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, Hứa Thuần Lương hỏi được là nghe khẳng định không phải nếm. Mặc dù biết đây là bình thường hỏi bệnh, hắn vẫn là biểu hiện có chút bất đắc dĩ, cũng không có gì. Hứa Thuần Lương nói, ta nói chính là cùng ngươi đi qua so sánh, có hay không hôi thối mục nát hương vị, tiểu tiện có hay không kịch liệt mùi tanh. Uông Chính Đạo toát ra một tia kinh ngạc biểu lộ, tiểu tiện so đi lên hoàn toàn chính xác tanh không ít, nhưng là nước tiểu chất thanh tịnh, về phần đại tiện. Có cỗ cây hương thung hương vị, ta từ không nổi tiếng xuân. Hứa Thuần Lương nói, 3 năm rưỡi trước đó. Người có hay không nhận qua tổn thương? Uông Chính Đạo lắc đầu, không có. Người suy nghĩ kỹ một chút, có hay không bị rắn rết loại hình đồ vật cắn qua? Hoặc là nếm qua cái gì vật kỳ quái? Uông Chính Đạo cố gắng nhớ lại, qua một hồi lâu hắn mới nói, không có nhận qua tổn thương, cũng không có bị rắn rết loại hình đồ vật cắn qua, bất quá ta xuất ngoại nếm qua một vật, tại Ba Bá Nhĩ Đảo nếm qua một đạo con rơi canh. Hứa Thuần Lương nói, lúc ấy phát bệnh không có. Uông Chính Đạo lắc đầu, cách xa nhau chỉ ít 1 tháng, ta sau khi về nước còn làm qua kiểm tra sức khỏe, giữa hai bên hẳn không có quan hệ a. Ngươi là trúng độc. Trúng độc, Uông Chính Đạo kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, 3 năm này hắn đi thăm danh y, cũng đã làm vô số kiểm tra,
đa số chuyên gia cho là hắn là hệ thần kinh tật bệnh, cũng không ai nói hắn là trúng độc. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc dù không có gặp qua ngươi ăn đến đổ vật, nhưng 8-9 phần 10 phải cùng kia con rơi có quan hệ, ngươi triệu chứng chính là trúng độc, loại độc này tính mãn tính xâm lấn, bình thường chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất bình thường biểu hiện là dị ứng triệu chứng, giai đoạn thứ hai sẽ xuất hiện sợ ánh sáng sợ nước, giai đoạn thứ ba là nhiều loại triệu chứng xen lẫn biểu hiện, ngươi đã đến giai đoạn thứ ba, nếu như không kịp chữa trị, chỉ sợ ngươi qua không được năm nay. Uông Chính Đạo mặc dù hoài nghi hắn nói chuyện giật gân, nhưng là liên quan đến mình sinh tử tồn vong đại sự hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn nhớ tới một sự kiện, từ trong điện thoại di động tìm ra mấy tấm hình. Bởi vì bệnh tình duyên cớ, Uông Chính Đạo sử dụng điện thoại cùng máy tính tất cả đều là thủy mặc bình phong, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng con rơi ngoại hình. Hứa Thuần Lương một chút liền nhận ra cái này con rơi gọi quỷ bức, thường thấy nhất tại bãi Tha Ma một vùng hoạt động, tại hắn đi qua niên đại rất phổ biến. Nhưng là hiện tại cũng ít khi thấy, chỉ ít hắn còn chưa từng nhìn thấy. Quỷ bức thích nhất gặm ăn xác thối, cho nên đeo trên người nhiều loại chí mạng độc tố. Uông Chính Đạo hướng Hứa Thuần Lương giải thích nói, ngay tại chỗ, con rơi canh là truyền thống mỹ thực, dân bản xứ dùng con rơi cùng dừa nước, khương, hương liệu đun như một đạo canh loại xử lý, dùng dừa nước đóng đi con rơi mùi khai, cân nhắc đến du khách tiếp nhận trình độ, bọn hắn nhiều khi sẽ sớm tướng con rơi gỡ ra. Ta cũng là ăn canh về sau mới biết được ăn đến là cái gì, đây là về sau ta cùng nguyên liệu nấu ăn chụp ảnh chung, ta không ăn con rơi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi mặc dù không có trực tiếp ăn, nhưng quỷ bức chúng độc làm đã hoàn toàn dung nhập trong súp. Quỷ bức, không phải quả bức sao? Bọn hắn nói cho ta loại này con rơi là lấy hoa quả cùng thực vật làm thức ăn, rất có dinh dưỡng giá trị. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói bà bá nhĩ đảo là nhiệt đới khí hậu. Loại này quỷ bức thích âm lãnh ẩm ướt địa phương, ta nhớ chúng nó tại ba bá nhĩ đảo hẳn là không cách nào sống sót, người ngay tại chỗ ăn vào chén này con rơi canh rất có thể là vì ngươi đặc chế. Uông Chính Đạo lúc này đã hãi hùng khiếp vía, nếu quả thật bị Hứa Thuần Lương nói chúng, như vậy mình cũng không phải là mắc phải quái bệnh, mà là bị người hạ độc, đây là một cái bẫy. Có thể giải sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, có thể giải, nhưng là cần thời gian, quỷ bức giải dược phi thường đặc thù. Tên là Quỷ Bàn Long. Quỷ Bàn Long. Hứa Thuần Lương đơn giản giải thích một chút, Quỷ Bàn Long chính là quỷ bức phân và nước tiểu, là phối chế thuốc giải độc trọng yếu nhất một vị vật liệu, bởi vì phân và nước tiểu phải xoáy, lại xưng là Hữu Bàn Long. Mặc dù nghe tương đối buồn nôn, nhưng là Uông Chính Đạo cho rằng Hứa Thuần Lương không có lừa gạt mình, trên đời vạn vật đều là mâu thuẫn thống nhất, bình thường có độc đồ vật quanh mình liền có giải dược. Uông Chính Đạo thấp giọng nói, ta sẽ cho người tìm kiếm. Hắn cho rằng tìm tới quỷ bức phân và nước tiểu hẳn không phải là việc khó, đã tại ba bá nhĩ đảo có thể uống được quỷ bức xào nấu con rơi canh, chắc hẳn có thể tìm được cơ thể sống liền sẽ sắp xếp liền. Hứa Thuần Lương mở ra tùy thân mang theo bình thuốc, bên trong có 6 viên hắn tự tay chế biến giải độc hoàn, loại này giải độc hoàn dựa theo hiện đại y học khái niệm thuộc về tác dụng rộng kháng độc, cùng hắn lúc trước để dùng cho Tô Thiên Vũ thanh độc, mặc dù không cách nào triệt để quét sạch Uông Chính Đạo thể nội độc tố. Nhưng là có thể đưa đến nhất định áp chế tác dụng. Hứa Thuần Lương tướng giải độc hoàn cách dùng nói cho Uông Chính Đạo, mỗi 7 ngày ăn vào một viên, bởi vì thứ này dạ dày tràng đạo phản ứng tương đối mạnh, tốt nhất sau bữa ăn phục dụng, ăn vào giải độc hoàn có thể giảm bớt Uông Chính Đạo triệu chứng, nhưng là cũng không có nghĩa là trạng huống của hắn chuyển biến tốt đẹp, muốn triệt để chữa trị nhất định phải tìm tới Quỷ Bàn Long. Uông Chính Đạo hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt cảm tạ, lần đầu tiên đem hắn đưa đến cửa thư phòng. Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết hai người không có gì tiếng nói chung, nhìn thấy Hứa Thuần Lương ra, Uông Kiến Thành đứng dậy đón lấy. Hứa Thuần Lương đem tình huống thuyết minh sơ qua một chút, đưa ra cáo từ. Uông Kiến Thành đối bệnh tình của phụ thân sớm có nhận biết, phi thường rõ ràng muốn triệt để chữa trị tuyệt không phải một ngày chi công, tướng hai người sau khi đưa lên xe, lập tức trở lại phụ thân bên người. Uông Chính Đạo đã đem quỷ bức hình ảnh phát cho hắn. Uông Kiến Thành nhìn qua tấm kia xấu xí con rơi hình ảnh, thấp giọng nói, cha, chẳng lẽ bệnh của ngài thật cùng con rơi canh có quan hệ? Uông Chính Đạo gật đầu nói, cái này Hứa Thuần Lương thật có chút bản lĩnh a. Ta bây giờ quay đầu ngẫm lại, bệnh của ta 8-9 phần 10 chính là tại ba bá nhĩ đảo lưu lại dễ. Uông Kiến Thành cả giận nói, là ai hại ngài? Ta nhất định phải giúp ngài đòi lại cái công đạo này. Uông Chính Đạo biểu lộ âm trầm, nội tâm lại vô cùng khó chịu. Có mấy lời hắn không cách nào ngay trước nhi tử bột nói ra, ngắn ngủi trầm mặc về sau, hạ giọng nói, người giúp ta tìm một con quỷ bức trở về,
tốt nhất là cơ thể sống, ta cần quỷ bức phân và nước tiểu đến giải độc. Uông Kiến Thành vẫn là lần đầu nghe nói như thế kỳ quái giải độc phương thức, bất quá Hứa Thuần Lương đã nói như vậy hẳn là có đạo lý riêng của nó. Uông Chính Đạo nhìn điện thoại di động bên trên quỷ bức hình ảnh, chẳng biết tại sao hắn có loại dự cảm, tìm cơ thể sống quỷ bức có thể sẽ không dễ dàng như vậy, hắn lục soát qua châu Úc có loại quỷ bức, cùng hắn con rơi trong súp quỷ bức căn bản cũng không phải là một cái giống loài, bất quá chí ít làm rõ bệnh chứng của mình chỗ, hy vọng bọn họ tìm thuốc lịch trình hết thảy thuận lợi. Mai Như Tuyết nghe Hứa Thuần Lương kể xong, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, Uông Chính Đạo chúng độc bản thân cũng không khiến người ta sợ hãi, nhưng cái này phía sau nhất định tồn tại âm mưu, đến tột cùng là ai đối Uông Chính Đạo ra tay. Là thương nghiệp đối thủ cạnh tranh vẫn là Uông gia kẻ thù chính trị. Từ Uông gia hiện trạng, nàng liên tưởng tới Kiều gia tao ngộ, cho tới bây giờ cũng không biết phụ thân thân ở phương nào, sống hay chết, cái này đã trở thành gia gia trong lòng sâu nhất đau nhức. Hứa Thuần Lương điện thoại lúc này vang lên, hắn nhìn thoáng qua lại là Triệu Phi Dương gọi điện thoại tới. Triệu Phi Dương muốn đi trước châu Âu khảo sát, lần này khảo sát là Hoa Niên tập đoàn an bài, sáng sớm ngày mai máy bay, cho nên hắn xách một ngày trước đi vào kinh thành, quyết định ở tại Đông Châu tiệm cơm, để Hứa Thuần Lương ban đêm đừng làm những an bài khác. Hứa Thuần Lương lúc đầu đáp ứng Truyền Quốc Dân, bởi vì Triệu Phi Dương cùng Truyền Quốc Dân quan hệ, ban đêm khẳng định là Truyền Quốc Dân làm chủ. Cho nên không có vấn đề gì. Cúp điện thoại, hướng Mai Như Tuyết cười nói, ban đêm không thể giúp ngươi. Mai Như Tuyết nói, sự nghiệp làm trọng, Hoa Niên đối người ủy thác trách nhiệm, người cũng không thể cô phụ người ta. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, ta làm sao nghe được ngươi đang tố khổ ta. Mai Như Tuyết cũng nở nụ cười, không có, ta là chăm chú, Hoa Niên tướng kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi. Người trên thực tế đã có được phó viện trưởng quyền lực. Ta chính là cái nhỏ khoa viên, bên trong mời vẫn là cái môn phụ. Mai Như Tuyết nói, vô luận người thừa nhận hay không, người cũng là công tư hợp doanh người được lợi. Hai người đi Nam Chiêm chống ngõ hẻm đi dạo nửa ngày đường phố, bọn hắn hồi lâu không có hưởng thụ qua dạng này tự do tự tại thời gian nhàn hạ. Từ khi Hứa Thuần Lương cùng Kiều Lão gặp mặt về sau, Kiều gia đối giữa bọn hắn kết giao đã không còn minh xác phản đối. Uông Lão cùng Kiều Lão ở giữa trên miệng hôn ước cũng theo đó coi như thôi, ai cũng không sẽ chủ động nhắc tới, chỉ cần Hứa Thuần Lương chữa khỏi Uông Chính Đạo, Kiều Lão cũng liền không lại thiếu Lão bằng hữu ân tình. Hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển, Mai Như Tuyết kéo Hứa Thuần Lương cánh tay, thân thể mềm mại ôm trên vai của hắn, hết thảy trước mắt tựa như ảo mộng, đơn giản không thể tin được là hiện thực. Hứa Thuần Lương nói, cẩn thận ví tiền của ngươi. Mai Như Tuyết nở nụ cười. Nhớ tới tại Nam Giang Lão Thành Đông bị trộm đi điện thoại di động tình cảnh, nói khẽ, có người tại ai dám trộm ta đồ vật. Hứa Thuần Lương nói, không sợ tay gãy một mực thử một chút. Mai Như Tuyết hoạt bát chép miệng, đừng tàn nhẫn như vậy, về sau đừng hơi một tí chém chém giết giết. Hứa Thuần Lương ngoan ngoãn gật đầu, nghe ngươi. Lúc này Hoàng Võng Lân gọi điện thoại tới, lại là hắn vừa mới đạt được mấy khối xương rồng, nghĩ mời Hứa Thuần Lương đi qua phân biệt một chút. Từ khi Tôn Trường Lợi giá cao bán đi xương rồng về sau, gần nhất trên thị trường xương rồng hành tình cũng theo đó tăng, có không ít người cầm xương rồng chủ động tìm được Lân Chính Đường. Mai Như Tuyết đã sớm nghe nói qua Lân Chính Đường đại danh, bất quá còn là lần đầu tiên tới, nhìn thấy Lân Chính Đường rực rỡ muôn màu đồ cất giữ, có thể nói triệt để lật đổ nàng đối bảo tàng tư nhân ấn tượng. Hoàng Võng Lân tự mình dẫn dắt bọn hắn tham quan, biết được Mai Như Tuyết là Hứa Thuần Lương bạn gái. Đặc địa đưa cho Mai Như Tuyết một bộ đồ trang sức, đây là Lân Chính Đường phục khắc Đại Minh Hoàng thất. Mai Như Tuyết vốn định chối từ, Hứa Thuần Lương để nàng không cần khách khí một mực nhận lấy. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tự tay viết thực ngư thiếp, Mai Như Tuyết lập tức minh bạch vì sao vị này giới siêu tập lớn cả sẽ đối với Hứa Thuần Lương yêu ái như thế, người có tài hoa vô luận tới đó đều lại nhận người khác tôn trọng. Hoàng Võng Lân tướng mấy tấm hắn cho rằng tương đối chân quý giáp cốt văn bản dập đưa ra cho Hứa Thuần Lương. Đây cũng là hắn quyết định quy củ, đến đây tìm kiếm giám định người không cần lưu lại nguyên kiện, chỉ cần lưu lại bộ phận bản dập là được, tại giám định về sau, xác định có giá trị xương rồng, hắn sẽ cùng đối phương bắt được liên lạc. Hứa Thuần Lương dần dần quan sát, ở trong đó chỉ có một bức bản dập cùng Thiên Dưỡng Thiên có quan hệ, hết thảy quả nhiên như trong dự đoán, Mặc Hàm Ngàn Vàng mua xương ngựa hành vi đưa tới cái này một đặc thù quần thể độ cao chú ý. Sở dĩ đám người này sẽ tìm tới Lân Chính Đường mà không có lựa chọn đi tìm Bạch Mộ Sơn, là bởi vì Hoàng Võng Lân làm việc bên trong danh khí muốn so Bạch Mộ Sơn lớn hơn quá nhiều,
tại giới siêu tập uy vọng đại biểu cho có độ tin cậy, phương diện này liền Tạ Bá Tường cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng. Danh vọng càng cao, càng là yêu quý Lông Vũ, Hoàng Vọng Lân đối với chuyện này khai thác phi thường cẩn thận thái độ, không lưu nguyên kiện chính là thủ đoạn của hắn một trong, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, nhất là giới siêu tập, mơ mơ hồ hồ thất bại quá nhiều người. Hứa Thuần Lương tướng lấy ra bức kia bản dập đưa cho Hoàng Vọng Lân, cái này một bức phải cùng Tôn Trường Lợi bán cùng thuộc một cái hệ liệt. Hoàng Vọng Lân dựa theo số hiệu tìm ra phương thức liên lạc, phía trên chỉ có địa chỉ, Tế Châu Thị Ngư Thai Huyền Thái Bạch Hoa Thanh Sơn Thôn thì Thái Bình, kỳ quái là cũng không để lại số điện thoại. Hoàng Vọng Lân nói cho Hứa Thuần Lương, bình thường loại tình huống này đều là bởi vì bọn họ đồ vật lai lịch bất chính, cẩn thận lý do không lưu điện thoại, về phần cái này thì Thái Bình, cũng có thể là chỉ là một cái người trung gian. Mai Như Tuyết nói, nơi này khoảng cách Nguy Sơn đảo không xa, Ngư Thai Huyền cùng Nguy Sơn huyện liền nhau, nhưng là hai huyện thuộc về hai cái khác biệt thành thị quản hạt. Hứa Thuần Lương đem địa chỉ ghi xuống, sau khi trở về muốn bớt thời gian tự mình đi bái phỏng một chút, đương nhiên chuyện này vẫn là phải thông chi Mặc Hàm một tiếng. Hai người tại siêu tập xương rồng sự tình bên trên đạt thành ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, Mặc Hàm xuất tiền, Hứa Thuần Lương xuất lực. Ngay trước Mai Như Tuyết trước mặt, Hứa Thuần Lương cũng không nói đến kế hoạch của mình, Mai Như Tuyết mặc dù tha thứ, mà dù sao là nữ nhân, nàng hẳn là không muốn mình cùng Mặc Hàm đi lại thân mật. Thân là tiền bối Hoàng Vọng Lân lại nhắc nhở một chút, xử lý văn vật buôn bán người vàng thau lẫn lộn, ở trong đó không thiếu có phần tử phạm tội, cùng bọn hắn liên hệ phải tất yếu cẩn thận, hơi không cẩn thận, nhẹ thì sẽ nhiễm lên chỗ bẩn, nặng thì sẽ nguy hiểm cho tự thân an toàn. Hứa Thuần Lương để Hoàng lão gia tử yên tâm, mình có chừng mực. Hoàng Vọng Lân nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, hai ngày trước Trương Bác Húc nhắc tới ngươi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đúng. Ta cùng vị kia Trương Đại Sư từng có gặp mặt một lần, ngài biết hắn. Vẫn là đi cho Vương Tắc Cường giải huyệt thời điểm, tại Vương gia gặp Trương Bác Húc. Hoàng Vọng Lân cười nói, há lại chỉ có từng đó nhận biết, hắn là đồ đệ của ta. Hứa Thuần Lương lúc này mới nhớ tới Hoàng Vọng Lân làm giàu tại Huệ Nhân Đường, bất quá hắn hiện tại tướng Huệ Nhân Đường tất cả đều giao cho đại nhi tử Hoàng Công Hiền, đã không còn ngồi xem bệnh, triệt để theo nghề thuốc nói rời khỏi. Hứa Thuần Lương nói, ngày đó không có lo lắng cùng hắn nói chuyện phiếm, không biết cái tầng quan hệ này. Hoàng Vọng Lân nói, hắn đối ngươi tôn sùng vô cùng. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Trương Bác Húc thấy tận mắt mình cho Vương Tắc Cường trị liệu toàn bộ quá trình, người này đã có thể nhìn thấu Vương Tắc Cường chứng bệnh là bởi vì huyệt đạo bị chế, nên cũng có thể nhìn ra bản thân thủ pháp điểm huyệt huyền bí. Hứa Thuần Lương nói bóng nói gió nói, tam gia, Trương Bác Húc hiểu võ công sao? Tự nhiên là hiểu được. Hoàng Vọng Lân đối Hứa Thuần Lương không có bất kỳ cái gì giấu giếm, Trương Bác Húc võ công cùng y thuật đều là cùng hắn học, nên nói Trương Bác Húc là trừ con của hắn Hoàng Công Hiền bên ngoài thành tựu cao nhất một cái, trước mắt Trương Bác Húc vẫn là tại Huệ Nhân Đường, là Hoàng Công Hiền phụ tá đắc lực. Hứa Thuần Lương là Vương Tắc Cường giải huyệt sự tình, Trương Bác Húc cũng nói cho sư phụ Hoàng Vọng Lân, Hoàng Vọng Lân mặc dù biết Hứa Thuần Lương cực kỳ ưu tú, nhưng là nghe nói hắn điểm huyệt công phu lợi hại như thế vẫn là lấy làm kinh hãi. Hôm nay chủ động nhắc tới chuyện này cũng không phải muốn hỏi cho ra nhẽ, mà là làm trưởng bối nhắc nhở một chút Hứa Thuần Lương, Vương gia thế lực rất lớn, người trẻ tuổi vẫn là nên học được thu liễm tài năng, khắp nơi gây thù hằn đối với hắn về sau phát triển không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hứa Thuần Lương tại Hoàng Vọng Lân trước mặt điệu thấp khiêm tốn, hắn đối Hoàng Tam gia khí khái vẫn là tương đối bội phục. Tại Lân Chính Đường ở một cái buổi chiều, Mai Như Tuyết chuyến này thu hoạch tràn đầy. Nàng dự định qua mấy ngày mang tẩu tử Diệp Thanh Nhã tới tham quan. 5 giờ rưỡi chiều, Mai Như Tuyết tướng Hứa Thuần Lương đưa về Đông Châu tiệm cơm, trước khi rời đi, Hứa Thuần Lương tại nàng xinh đẹp trên mặt đánh lén một ngụm, Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắng, người càng ngày càng không thành thật. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nói, trách người quá đẹp đẽ, loạn đạo tâm của ta. Mai Như Tuyết nhìn thấy một đám người từ bên cạnh xe thương vụ xuống tới, trong đó có Triệu Phi Dương. Nàng không muốn cùng đám người này đánh đối mặt, để Hứa Thuần Lương nắm chặt rời đi. Hứa Thuần Lương hướng Triệu Phi Dương đám người kia nghênh đón, nhìn thấy trong đó có Bùi Lâm, Truyền Quốc Dân ở một bên tương bồi. Triệu Phi Dương nhìn thấy Hứa Thuần Lương, mỉm cười hướng hắn vươn tay ra, Hứa Thuần Lương duỗi ra hai tay nắm ở Triệu Phi Dương tay phải, cung kính nói, Triệu Việt, ngài thật sự là càng ngày càng trẻ. Lại nhìn Bùi Lâm một cái nói, tẩu tử càng ngày càng đẹp. Bùi Lâm cười khanh khách, liền thích nghe ngươi nói chuyện. Triệu Phi Dương nói, nghe một chút là được, tuyệt đối đừng coi là thật.
Mấy người đều nở nụ cười, Bùi Lâm kháng nghị nói, Phi Dương, ngươi là đối ta có ý kiến vẫn là đối Tiểu Hứa có ý kiến. Truyền quốc dân nói, ta cảm thấy người ta Tiểu Hứa nói không sai, các ngươi trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Triệu Phi Dương nói, chú Kinh bạn người nói chuyện chính là không giống, quốc dân, ta thế nhưng là nhanh 40 tuổi người. Truyền quốc dân nói, hai ta cùng một chỗ cùng hai đời người giống như. Bùi Lâm cười đến càng phát ra vui vẻ, phó ca, ngài nhưng đừng nói như vậy, dù sao ta nhìn ngài cũng chính là ngoài 30 dáng vẻ. Triệu Phi Dương cười đến có chút miễn cưỡng, tại công chúng trường hợp Bùi Lâm xưng hô như vậy truyền quốc dân cũng không thích hợp, mặc dù truyền quốc dân mình cũng không ngại, nhưng là Triệu Phi Dương cảm thấy không thoải mái, Bùi Lâm cùng truyền quốc dân là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cầm sinh ý trên trận bộ kia đặt ở thể chế bên trong phi thường khó chịu. Truyền quốc dân nói, đi vào trò chuyện. Tiến vào khách sạn, Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm đi trước gian phòng dàn xếp, truyền quốc dân cùng Hứa Thuần Lương trực tiếp đi Đại Phong ca phòng, truyền quốc dân để phục vụ viên một bình chính sơn nhỏ loại. Bên trong căn phòng hơi ấm rất đủ, hai người đều đem áo khoác cho thoát, Hứa Thuần Lương nói, phó chủ nhiệm, ban đêm đều có ai. Truyền quốc dân nói, lúc đầu nghĩ hẹn mấy người bằng hữu cho người tiễn đưa, Phi Dương có ý tứ là phạm vi nhỏ, bên này liền hai chúng ta, đúng, quay đầu khu công nghệ cao Cảnh bí thư tới. Cảnh Văn Tuấn bí thư. Truyền quốc dân gật đầu nói, người biết hắn. Hứa Thuần Lương nói, nghe nói qua, chưa từng gặp mặt, muội muội của hắn là chúng ta Trường Hưng phó viện trưởng. Truyền quốc dân cười nói, Cảnh bí thư có phụ thân là chúng ta Đông Châu lão lãnh đạo, nói đến chú Kinh bạn mảnh đất này may mắn mà có hắn, nếu như không là lúc trước hắn lực bài chúng nghị hoa 700 vạn mua xuống nơi này, cũng sẽ không có Đông Châu tiệm cơm, hiện tại địa phương này 7 ức cũng không chỉ. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là mua ít, lúc trước nếu như Đông Châu tài chính thu nhập đều dùng để ở kinh thành mua đất, hiện tại gần phân nửa kinh thành đều thuộc về Đông Châu. Truyền quốc dân cười ha ha, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi cảm tưởng. Hứa Thuần Lương đối dạng này bữa tiệc hứng thú không phải quá lớn, hắn cũng nhìn ra đêm nay tích lũy cục chính là Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương đã không phải là thể chế bên trong người, truyền quốc dân đối với hắn tiếp đãi nguyên tại bọn hắn quan hệ cá nhân, về phần Cảnh Văn Tuấn, đương nhiệm khu công nghệ cao bí thư, Đông Châu chính đàn minh tinh nhân vật một trong. Hiện tại có tin tức truyền ra, Cảnh Văn Tuấn năm nay sẽ tiến vào Đông Châu hạch tâm lãnh đạo tầng. Bởi vì chú Kinh bản tính chất đặc thù, truyền quốc dân tiếp đãi qua Cảnh Văn Tuấn mấy lần, hai năm này Cảnh Văn Tuấn tăng lên tốc độ rất nhanh, kỳ thật bọn hắn thuộc về cùng một đám lần cán bộ, nhìn thấy người khác suy nghĩ lại một chút mình, truyền quốc dân khó tránh khỏi thất lạc, nhưng là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Vì gia đình hắn chỉ có thể ở trong chính trị làm ra một chút nhượng bộ. Thừa dịp khách nhân không tới, truyền quốc dân hướng Hứa Thuần Lương thỉnh giáo một cái liên quan đến tự ẩn vấn đề, có cái gì bí phương có thể tăng cường một chút nam tử hùng phong. Hắn nhận phương diện này bối rối đã có một đoạn thời gian, cặp vợ chồng phương diện kia chất lượng sinh hoạt hạ xuống, càng ngày càng không hài hòa. Lúc đầu truyền quốc dân cho rằng là gần nhất áp lực công việc lớn, xã giao nhiều, nghỉ ngơi ít, thiếu rèn luyện nguyên nhân. Cho nên hắn tận lực giảm bớt xã giao uống rượu, tận khả năng cam đoan đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, cũng vùi đầu vào tích cực rèn luyện bên trong. Lần trước từ Hứa Thuần Lương nơi đó đạt được mở ứ tiêu chứng canh đơn thuốc, ấn phương bốc thuốc, sau khi phục dụng tuyến giáp trạng nút có thể biến mất. Tuyến giáp trạng công năng cũng khôi phục bình thường, vốn cho rằng phương diện kia cũng có thể tùy theo khôi phục dũng mãnh phi thường, nhưng là sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế, truyền quốc dân nếm qua hải mã ba thận hoàn. Xâm vinh hoàn loại hình ấm bổ thận dương thuốc đông y, cũng nếm qua tây kia không phải loại hình thuốc tây, nhưng cái trước hiệu quả không lớn, cái sau mặc dù cải thiện độ cứng, nhưng là đối thường xuyên trợ giúp không lớn. Bệnh viện phương diện mở cho hắn Dapocetin Hydrochlorua, tục xưng yêu đình cửu đồ chơi, nhưng là tác dụng phụ quá lớn, dùng một lần, thượng thổ hạ tả, kém chút không có giày vò rơi hắn nửa cái tính mạng. Hiện tại lão bà đối với hắn sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Từ khi biết được Triệu Phi Dương ly hôn sau tìm cái trẻ tuổi mỹ mạo Bùi Lâm, cho rằng truyền quốc dân rất có thể ở bên ngoài có người, còn nói bọn hắn là vật họp theo loài, nam nhân đều thích tuổi trẻ xinh đẹp, nói quốc dân thân thể không có vấn đề chính là đối nàng chán ghét không có hứng thú. Truyền quốc dân bị lão bà lại nhải đến khổ không thể tả, lúc đầu hắn cũng là không muốn nói ra tới, nhưng nghe nói Hứa Thuần Lương ngày mai sẽ phải trở về, lần sau gặp bột có thể muốn một tháng sau, cho nên mới lấy hết dũng khí nói ra. Hứa Thuần Lương cho rằng loại sự tình này rất bình thường, giống truyền quốc dân ở độ tuổi này phương diện này hạ thấp quá nhiều người, hỏi một chút triệu chứng,
Truyền quốc dân chủ yếu là xương sống thắt lưng nước tiểu nhiều lần, những bệnh trạng khác không rõ ràng, mạch tương trượt mà hữu lực. Thuộc thận âm không đủ, nóng ướt đặt cược, tông gân chỉ tung chứng bệnh hình. Dù sao những người khác cũng không tới, Hứa Thuần Lương tìm đến giấy bút, cho hắn viết một cái toa thuốc. Đơn thuốc tên là chuồn chuồn dương thế đan, xin chớ chiếu phương bốc thuốc, hư cấu tình tiết, tự gánh lấy hậu quả. Lớn chuồn chuồn 40 con, nguyên con ngài 30 con, lộ buồng ong 20 giờ, đinh hương 10 giờ, mộc hương 10 giờ, quế tâm 10 giờ, hồ tiêu 5 giờ, sinh táo nhân 20 giờ, rượu đương quy 20 giờ, thiêu đốt thủ ô 20 giờ. Mài trở thành bột phấn, luyện mật là hoàn, ngộ đồng tử lớn nhỏ, mỗi ngày 3 lần, bụng rỗng lấy hoàng tử tống phục, mỗi lần 10 giờ. Đạo này đan dược có tuấn bổ thận đốc, tráng dương dương thế công hiệu. Trung y giảng cứu lấy hình bổ hình, chuồn chuồn cùng tông gân ngoại hình tương đương, cùng nguyên con ngài đều là thông bổ dưỡng thân chi phẩm, bổ ích bên trong, càng cố hoạt bát chi tính, đều có thể nhập thận, đốc, lá gan mạch, dùng huyết nhục có tính chi thể tuấn bổ thận đốc lá gan mạch chi hư, lấy tráng dương dương thế khởi héo. Lộ buồng ong, đinh hương, mộc hương, quế tâm, hồ tiêu có ấm áp thận đốc công năng, ích hỏa chi nguyên. Táo nhân, đương quy, thủ ô, tự âm dưỡng huyết, trong âm cầu dương, có thể làm nguồn suối không kiệt, cũng có thể phòng bị đường vân kinh liệt chi phẩm tổn thương âm hao tổn huyết chi tệ. Mấy dạng này dược vật phối hợp sử dụng, thận đốc đến bổ, lá gan mạch đến ấm, tông gân nổi. Truyền quốc dân nhìn thấy phối phương, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn từ không nghĩ tới lớn chuồn chuồn cùng nguyên con ngài cũng có thể làm thuốc, thấp giọng nói, cái này lớn chuồn chuồn không được mùa hạ mới có thể bắt giữ. Hứa Thuần Lương cười nói, không phải cái gì chân quý dược vật, bất kỳ cái gì một nhà thuốc đông y cửa hàng đều có thể tóm đến, chỉ là dược liệu phẩm chất có chút giảng cứu, ở trong đó thủ ô chất lượng trọng yếu nhất, nếu như mua không được tốt dược vật, sợ rằng sẽ làm nhiều công ít, như vậy đi, ngươi cũng không cần gấp, ta về Đông Châu về sau, chế xong dược hoàn. Sau đó trực tiếp cho ngươi nhanh đưa qua. Truyền quốc dân liên tục cảm ơn, hắn đối Hứa Thuần Lương tương đương tín nhiệm, Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không tìm hắn đòi tiền, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, trong tay đều có tài nguyên, lẫn nhau tài nguyên trao đổi. Cảnh Văn Tuấn lần này tới Kinh Thành là vì tham gia hội nghị, hắn quan thanh luôn luôn thanh liêm, rất ít tham gia bữa tiệc, cái này cùng xuất thân của hắn có quan hệ, có người nói hắn là yêu quý Lông Vũ, có người nói hắn tự cao tự đại. Bởi vì vì phụ thân là Đông Châu lão lãnh đạo, cho nên hắn chiến tích cùng cố gắng bị rất nhiều người lựa chọn coi nhẹ. Phụ thân sau khi qua đời, liên quan tới hắn năng lực chất vấn cũng bắt đầu dần dần biến mất, điều nhiệm khu công nghệ cao người đứng đầu về sau, khu công nghệ cao công việc tại dưới sự lãnh đạo của hắn tiến hành đến sinh động, hắn tự mình dẫn đội tiến về các nơi tham gia chiêu thương chiến tích rõ như ban ngày. Cảnh Văn Tuấn tại nhân tế kết giao bên trên thừa hành lấy giữ khoảng cách nhất định nguyên tắc. Hắn tại trong hiện thực cũng không có bằng hữu gì, không hút thuốc lá, không uống rượu, không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê, bình thường thích nhất chính là đọc. Lúc tiến vào, Cảnh Văn Tuấn trong tay còn mang theo một cái túi vải, bên trong chứa hắn vừa mua đến vài cuốn sách. Truyền quốc dân cùng Hứa Thuần Lương đồng thời đứng dậy, truyền quốc dân thiếu dung chân thành nói, Cảnh bí thư tới. Cảnh Văn Tuấn cười nhạt cười, cùng truyền quốc dân nắm tay nói, ta đều không uống rượu, người cũng không phải không biết. Không cần thiết an bài bữa cơm này. Truyền quốc dân nói, hôm nay không phải ta an bài, là Triệu Phi Dương mời khách, liền là đơn thuần bằng hữu cùng nhau tụ tập. Hắn đem một bên Hứa Thuần Lương giới thiệu cho Cảnh Văn Tuấn, Trường Hưng bệnh viện Hứa Thuần Lương ngài quen biết sao. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Cảnh Văn Tuấn là cái cao lạnh người, không nghĩ tới Cảnh Văn Tuấn đối với mình có chút nhiệt tình, chủ động hướng hắn vươn tay ra, tiểu Hứa, ta đối với ngươi thế nhưng là nghe tiếng đã lâu a. Hứa Thuần Lương tiến lên một bước, hai tay nắm ở Cảnh Văn Tuấn tay, Cảnh bí thư là nghe chúng ta Cảnh viện trưởng nói đi. Cảnh Văn Tuấn ha ha cười nói, Văn Tú cũng không có ở trước mặt ta nói qua, người đại náo ân hàng chế dược thời điểm, nhưng tương đương hướng chúng ta khu công nghệ cao ném đi khỏa bom. Hứa Thuần Lương một đoán liền là chuyện này, lần trước bởi vì Triệu Hiểu Tuệ sự tình xông vào ân hàng đối Thịnh Chiêu Huy ra tay đánh nhau, dẫn đến khu công nghệ cao xí nghiệp liên danh thượng cáo. Hướng khu công nghệ cao cấp lãnh đạo bức thoái vị. Cảnh Văn Tuấn vừa mới bắt đầu nghe lúc nói cũng dự định sẽ nghiêm trị xử lý, nhưng là không bao lâu liền nhận được Chu thư ký chỉ thị, cuối cùng vẫn là từ hắn ra mặt thuyết phục ân hàng chế dược chủ tịch Lương Văn Tĩnh, lắng lại kia khởi phong ba, hắn đối Hứa Thuần Lương nhận biết chính là nguyên tại đây. Hứa Thuần Lương nói, là ta trẻ tuổi nóng tính cho Cảnh bí thư thêm phiền toái. Cảnh Văn Tuấn nói,
tuổi trẻ là chuyện tốt à, ngươi không biết ta cùng phó chủ nhiệm có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Truyền quốc dân đối Cảnh Văn Tuấn còn hiểu rõ, từ hắn đối Hứa Thuần Lương thái độ nhìn ra một chút khác thường, ấn lý thuyết Cảnh Văn Tuấn không cần thiết đối Hứa Thuần Lương khách khí như vậy. Mỗi cái suy tư của người đều sẽ có một cái thông thường hình thái, truyền quốc dân cũng không ngoại lệ, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là chẳng lẽ Cảnh Văn Tuấn cũng có khó khăn khó nói. Chẳng lẽ người này cùng ta đồng bệnh tương liên? Nghĩ tới đây truyền quốc dân nội tâm liền tốt thụ một chút, nam nhân 40 không lớn bằng lúc trước, nhớ năm đó. Tốt như chính mình năm đó phương diện này năng lực cũng không phải đặc biệt đột xuất. Triệu Phi Dương hạ tới chậm một chút, chủ yếu là Bùi Lâm chậm trễ thời gian, vừa vào cửa liền áy náy nói, không có ý tứ a, ta tới chậm. Bùi Lâm đặc địa bổ trang, ăn mặc trói lọi, nếu như không phải Triệu Phi Dương thúc giục, nàng vốn định tắm rửa lại xuống tới. Triệu Phi Dương đến chậm thời gian mặc dù không dài, nhưng là hắn đã cảm thấy mình thất lễ, dù sao người ta Cảnh Văn Tuấn là khu công nghệ cao người đứng đầu, mình vốn hẳn nên tới trước, đi qua hẳn là, từ đi công chức về sau, hắn càng hẳn là biểu hiện được tích cực một chút. Triệu Phi Dương từ đi công chức về sau, trong lòng cảm giác mất mát càng ngày càng mạnh, hắn bản muốn trở thành một cái thành công người quản lý, một cái xí nghiệp nhà, nhưng là hắn phát hiện mình ngay tại hướng thương nhân trong đội ngũ trượt xuống. Mặc dù chức nghiệp không quý tiện, nhưng là tại thể chế bên trong người trong mắt, thương nhân thủy chung là không ra gì. Cảnh Văn Tuấn buông ra Hứa Thuần Lương tay, hướng Triệu Phi Dương cười nói, Triệu viện trưởng, ta cũng là vừa tới. Triệu Phi Dương từ hắn đối với mình xưng hô bên trong cảm nhận được xa cách, đi qua Cảnh Văn Tuấn là xưng hô hắn là Phi Dương đồng chí, đến Cảnh Văn Tuấn cái này một cấp bậc, bất kỳ cái gì sự tình đều được chia rất rõ ràng, xưng hô mình Phi Dương đồng chí thời điểm. Biểu thị tất cả mọi người là thể chế bên trong đồng chí, mà xưng hô hắn là Triệu viện trưởng mang ý nghĩa, hắn cũng không muốn cùng mình phát triển quá nhiều tư nhân quan hệ. Bùi Lâm cười nói, Cảnh bí thư tốt. Cảnh Văn Tuấn hướng nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, Triệu Phi Dương giới thiệu một chút Bùi Lâm, hiện tại bọn hắn đã nhận chứng, tại pháp luật bên trên Bùi Lâm đã chính thức trở thành thê tử của hắn, lần này tiến về châu Âu khảo sát hắn cũng không có ý định mang lên Bùi Lâm, là Hoa Niên an bài. Triệu Phi Dương cảm thấy không ổn, nhưng là Bùi Lâm chủ động tìm kiếm nhượng bộ, hướng hắn biểu thị hôn lễ có thể giản xử lý, thừa dịp lần này cơ hội, hai người vừa dễ dàng đi châu Âu lữ hành giải sầu. Triệu Phi Dương không cải biến được Hoa Niên quyết định, cân nhắc đến dù sao đã nhận chứng, người khác cũng nói không nên lời cái gì, nếu như hắn bây giờ còn có công chức thân phận, chuyện như vậy hắn quả quyết là không dám làm, nhưng hắn đã rời đi thể chế, hết thảy phù hợp chương trình, hắn cũng không có ý định chiếm Hoa Niên tập đoàn tiện nghi. Cặp vợ chồng cùng một chỗ làm tân hôn lữ hành cũng không tệ. Hắn cũng hy vọng thông qua lần này lữ hành có thể cùng Bùi Lâm hảo hảo nói chuyện, chữa trị một chút tình cảm. Lấy Cảnh Văn Tuấn thân phận bây giờ, việc nhân đức không nhường ai ngồi thủ tịch, hắn không uống rượu, cho nên Triệu Phi Dương cũng sớm cùng truyền quốc dân chào hỏi, tất cả mọi người không uống rượu. Cảnh Văn Tuấn chú trọng dưỡng sinh, đêm đó đồ ăn lấy thanh đạm làm chủ. Uống trà ba chén về sau. Cảnh Văn Tuấn một cách tự nhiên tướng chủ đề chuyển đến Trường Hưng mới bệnh viện kiến thiết bên trên, hắn đối trước mắt mới bệnh viện công trình tiến độ cũng không hài lòng, lúc trước tướng khu công nghệ cao chữa bệnh dùng cho Trường Hưng, hắn là hy vọng Trường Hưng có thể ngay đầu tiên triển khai kiến thiết, nhưng hiện thực lại là công trình tiến triển chậm chạp. Triệu Phi Dương tướng tình huống hiện tại đơn giản báo cáo một lần, đặc điểm nâng lên trước mắt thời tiết nguyên nhân, chờ đến đầu xuân hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết liền sẽ toàn diện khởi động. Chịu chắc chắn lúc trong thời gian quy định hoàn thành mở xem bệnh. Cảnh Văn Tuấn nói, ta nghe nói Hoa Niên tập đoàn dính đến nhiều khởi pháp luật tranh chấp bên trong, bao quát, tin cậy gửi gắm tranh chấp vụ án chấp hành, tài sản bảo toàn, tài chính mượn tiền hợp đồng tranh chấp các loại, tương quan tình huống các ngươi nên trước tiên hướng khu chính phủ tiến hành nói rõ, đến bây giờ ta đều không có đạt được thông báo của các ngươi. Triệu Phi Dương mặt lộ vẻ xấu hổ, ngay trước thân bằng hảo hữu trước mặt. Cảnh Văn Tuấn hiển nhiên không có cho hắn mặt mũi. Triệu Phi Dương nói, tập đoàn tổng bộ sự tình sẽ không ảnh hưởng đến hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết. Hai năm này Hoa Niên tập đoàn xác thực ở vào chuyển hình kỳ, cũng xuất hiện rất nhiều vấn đề, nhưng là tổng thể phong hiểm vẫn là tại trong phạm vi khống chế. Cảnh Văn Tuấn nói, ta đối Hoa Niên tập đoàn cụ thể kinh doanh không có hứng thú, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện là chúng ta hợp tác trọng điểm công trình, quan hệ đến khu công nghệ cao dân sinh phúc lợi. Tuyệt đối không thể lấy ra cái gì chỗ sơ suất. Triệu Phi Dương cười nói, điểm này ta hoàn toàn có thể cam đoan. Bùi Lâm nói, khu công nghệ cao có Cảnh bí thư lãnh đạo như vậy thật sự là nhân dân phúc phận. Cảnh Văn Tuấn nghiêm mặt nói,
ta chưa từng đem mình làm là cái gì lãnh đạo, quyền lực trong tay của ta là đảng cùng quốc gia ban cho, là nhân dân ban cho, triệu viện trưởng A, ngươi cũng xử lý lãnh đạo làm việc nhiều năm, cũng hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, con người của ta nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, ngươi tuyệt đối không nên để ý. Triệu Phi Dương nói, đâu có, cảnh bí thư nói cho rõ ràng, chúng ta mới có thể tốt hơn làm công việc tốt, đối trong công việc tồn tại vấn đề trước tiên làm ra cải tiến. Cảnh Văn Tuấn nói, ta cũng không hy vọng công tác của các ngươi xảy ra vấn đề, cùng mất bò mới lo làm chuồng, không bằng phòng ngừa chu đáo, sửa lại sai lầm đại giới bình thường là to lớn, chỉ cần chúng ta đang làm việc bên trong cố gắng một chút, cẩn thận một chút, là có thể tránh khỏi rất nhiều không cần thiết sai lầm. Bùi Lâm nói, cảnh bí thư để cho ta có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, về sau ngài có thời gian còn muốn chỉ đạo nhiều hơn công việc của chúng ta. Triệu Phi Dương trong lòng có chút không vui, loại thời điểm này, nàng căn bản không nên ra đến nói chuyện, có lẽ nàng là ra ngoài hảo tâm, nhưng là nàng có hay không làm rõ ràng vị trí của mình. Nàng lấy thân phận gì nói chuyện? Cảnh Văn Tuấn cười cười, giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua, ta phải đi đầu một bước, đáp ứng cùng nhi tử video, ta đứa con trai kia vừa vặn lớp 10, gần nhất có chút phản nghịch, đừng nhìn ta tại khu công nghệ cao xử lý lãnh đạo làm việc, trong nhà, ta là tam bà thủ. Mấy người đều cười theo, Cảnh Văn Tuấn đứng dậy, tất cả mọi người đưa tiễn, Cảnh Văn Tuấn khoát tay áo nói, các ngươi tất cả ngồi xuống, đúng, để người trẻ tuổi đưa ta. Triệu Phi Dương cùng Truyền Quốc Dân đều tại thể chế bên trong lịch luyện nhiều năm, biết Cảnh Văn Tuấn là có chuyện muốn cùng Hứa Thuần Lương nói riêng, lấy Cảnh Văn Tuấn thân phận chủ động cùng Hứa Thuần Lương lôi kéo làm quen nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Hứa Thuần Lương bối cảnh. Não mạch kín khôi phục bình thường Truyền Quốc Dân nghĩ đến Chu Thư Ký, Cảnh Văn Tuấn hẳn là hướng về phía Chu Thư Ký. Triệu Phi Dương trong lòng càng thất lạc, tại Cảnh Văn Tuấn trong mắt, mình còn không bằng Hứa Thuần Lương trọng yếu. Hứa Thuần Lương đưa Cảnh Văn Tuấn đi ra ngoài, Cảnh Văn Tuấn nói, người gần nhất có hay không cùng Mai Như Tuyết đồng chí liên hệ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chúng ta hôm nay còn gặp mặt đâu. Cảnh Văn Tuấn nở nụ cười, giúp ta cho nàng mang cái tốt. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, tại trong ấn tượng của hắn Cảnh Văn Tuấn cùng Mai Như Tuyết giống như cũng không gặp nhau, nhớ tới Mai Như Tuyết chuẩn bị trở về Đông Châu chuyện công việc, chẳng lẽ hướng đi của nàng là khu công nghệ cao. Cảnh Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, trở về đi, về sau có thời gian cùng uống trà. Hứa Thuần Lương đưa mắt nhìn Cảnh Văn Tuấn đi xa, lúc này mới trở lại trở về phòng. Truyền Quốc Dân để phục vụ viên mở một bình Mao Đài, đã hỗ trợ ngược lại tốt, hắn cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, không uống chút rượu luôn cảm thấy thiếu chút gì. Triệu Phi Dương tâm tình nhiều ít nhận lấy ảnh hưởng, cũng muốn uống điểm, chúng ta lâu như vậy không gặp phải hảo hảo uống một bữa. Bùi Lâm nhắc nhở, Phi Dương, ngươi cũng không thể uống nhiều, ngày mai chúng ta trước kia máy bay. Triệu Phi Dương không vui nói, cái này còn chưa có kết hôn mà, ngươi liền bắt đầu quản. Bùi Lâm nói, ta đây không phải là thân thể ngươi suy nghĩ mà. Hứa Thuần Lương vừa vặn trở về, cười nói, triệu viện ngài một mực uống, uống nhiều quá có tẩu tử chiếu cố. Một câu đem không khí khẩn trương hóa giải, Bùi Lâm trừng mắt liếc hắn một cái nói, Hứa Thuần Lương. Ngươi chính là dở trò xấu đi, ngươi Triệu ca đều 40 tuổi, muốn chú ý thân thể. Truyền Quốc Dân nói, Phi Dương, ngươi thật sự là có phúc, nhìn đệ muội quan tâm nhiều hơn thân thể ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Triệu viện thân thể rất tốt, đúng không tẩu tử? Bùi Lâm bị bọn hắn kẻ sướng người họa nói đỏ mặt, các ngươi thật sự là một câu đứng đắn nói đều không có, đi, ta biết ta ở chỗ này ngại các ngươi chuyện, ta đi, dù sao các ngươi đừng đem Phi Dương cho uống nhiều quá. Nàng nhìn ra Triệu Phi Dương không cao hứng, hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là kịp thời rời sân. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử, ta đưa ngài. Bùi Lâm giơ tay lên túi rời đi, trước khi đi lại căn dặn Triệu Phi Dương đừng uống nhiều, tại trong mắt người khác cặp vợ chồng coi như ân ái. Hứa Thuần Lương đem nàng đưa đến ngoài cửa, Bùi Lâm nhỏ giọng nói, ngày mai chúng ta trước kia máy bay, ngươi quan tâm hắn điểm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi yên tâm đi, nam nhân A. Không thể bị siết quá chặt. Bùi Lâm nghe ra hắn trong lời này có chút phát chính mình ý tứ, nhẹ giọng thở dài nói, ngươi tuổi trẻ đương nhiên không cần bảo dưỡng, tiểu Hứa, chờ ngươi đến 40 tuổi liền biết. Nàng quay người nện bước nhẹ nhàng bước chân đi. Hứa Thuần Lương không dám nhiều trì hoãn, lần nữa trở về, Triệu Phi Dương cùng Truyền Quốc Dân đã hai chén rượu vào trong bụng, Triệu Phi Dương để hắn đem thiếu đến rượu bổ sung. Hứa Thuần Lương liền làm hai chén rượu nói, Triệu Việt,
ngài lần này đi bao lâu? 10 ngày. Truyền quốc dân nói, thật hâm mộ ngươi a. Triệu Phi Dương nói, có cái gì nhưng hâm mộ? Hiện tại mùa này đi châu Âu ban ngày ngắn đêm dài, mà lại ta cũng không thích cơm Tây, 10 ngày ta đều sợ mình dạ dày chịu không được. Hứa Thuần Lương nói, về sau có dạng này cơ hội tốt an bài ta đi a, ta còn không có đi ra nước đâu. Tốt, Triệu Phi Dương nói xong, lại nghĩ tới đến một sự kiện, gần nhất Đường Tổng lặp đi lặp lại cường điệu khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện phải nhanh một chút khởi công, người trong ngắn hạn đoán chừng là đi không thoát. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, người khác không biết ngài còn không biết, ta chính là cái bài trí, trong tay không có thực quyền, cuối cùng đánh nhịp định án đều là các ngươi để ta làm cái gì liền làm cái gì. Truyền quốc dân nói, người trẻ tuổi có cái ý thức này đáng quý, Tiểu Hứa, ta xem trọng ngươi. Triệu Phi Dương nói, xem trọng hắn cũng không chỉ ngươi một cái. Tăng lên Hứa Thuần Lương người kia là Đường Kinh Luân mà không phải hắn, Đường Kinh Luân đối với chuyện này rõ ràng có gõ chính mình ý tứ. Thông qua chia tách lớn khỏe mạnh đến phân mỏng quyền lực của hắn. Hứa Thuần Lương nói, cái này nếu là chiến tranh niên đại, các ngươi đều xem trọng ý của ta là, để cho ta đi xông pha chiến đấu. Triệu Phi Dương cùng Truyền Quốc Dân đều nở nụ cười, Triệu Phi Dương nói, không xông pha chiến đấu lấy ở đâu lập đầu công cơ hội. Truyền Quốc Dân nói, đây chính là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hứa Thuần Lương nói, đánh thắng còn dễ nói, vạn nhất đánh bại, ta không những không lập được công. Nói không chừng còn phải cõng nổi a. Truyền quốc dân nói, cho nên nói phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Triệu Phi Dương cười nói, muốn tại sự nghiệp bên trên lấy được tiến bộ, đầu tiên phải học sẽ cõng nổi, người không tin hỏi một chút giả phó, chúng ta ai không cho lãnh đạo cõng nổi qua. Truyền quốc dân liên tục gật đầu, đọc được không phải nổi, là trách nhiệm, đương nhiên trách nhiệm cũng chia lớn nhỏ, cái nổi cướp lưng, nổi lớn không thể cõng, chưa chừng cái nổi kia liền đem ngươi đè nằm xuống. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Triệu Phi Dương nói, hảo hảo người trẻ tuổi đều bị ngươi dạy hư. Truyền quốc dân nói, ta đây là lời từ đáy lòng, mỗi người năng lực không giống, người trẻ tuổi thể lực thật nhiều lưng mấy ngụm nổi không quan hệ, đến ta loại đến tuổi này, coi như nghĩ lưng đều vác không nổi đi. Người bao lớn niên kỷ, ta nhìn ngươi không phải lớn tuổi, là tâm tính già rồi. Truyền quốc dân bưng chén rượu lên cùng bọn hắn cộng ẩm một chén. Chu thư ký hai ngày trước đến phê bình ta, nói ta khuyết thiếu sự nghiệp tâm trách nhiệm tâm, ta cũng hướng Chu thư ký ở trước mặt thừa nhận sai lầm. Triệu Phi Dương nói, chuyện tốt a, lãnh đạo phê bình ngươi, chứng minh trong lòng của hắn có ngươi, định dùng ngươi. Truyền quốc dân nói, ngươi đừng cho ta rót thuốc mê, chính ta bao nhiêu cân lượng chính ta rõ ràng, ta có thể đem chú kinh bản công việc làm tốt cũng không tệ rồi. Hứa Thuần Lương nói, phó chủ nhiệm, trong khoảng thời gian này nhận được ngài chiếu cố, ta mời ngài một chén. Truyền quốc dân nói, đừng khách khí, ngay từ đầu ta chiếu cố ngươi là nhìn tại Phi Dương trên mặt mũi, nhưng chúng ta ở chung trong khoảng thời gian này đã trở thành hảo bằng hữu, bạn vong niên, mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, dù sao ta đem ngươi trở thành tiểu huynh đệ nhìn, về sau tự mình gọi ta phó ca. Triệu Phi Dương mặc dù uống vài chén rượu, nhưng trong lòng là phi thường rộng thoáng. Hắn đã sớm nhìn ra Truyền quốc dân cùng Hứa Thuần Lương hiện tại quan hệ đột nhiên tăng mạnh, Truyền quốc dân thậm chí có chủ động lấy lòng Hứa Thuần Lương ý tứ. Xuân Giang Thủy Ấm Việt Tiên Tri, Truyền quốc dân am hiểu nhất đến chính là nhìn mặt mà nói chuyện, mà lại các phương tình báo phi thường linh thông, cái này phía sau khẳng định là có nguyên nhân. Đương nhiên Hứa Thuần Lương tại cách đối nhân xử thế bên trên cũng có một bộ, có thể để cho Truyền quốc dân, Cảnh Văn Tuấn buông xuống tư thái người trẻ tuổi cũng không bình thường. Triệu Phi Dương đối Hứa Thuần Lương không tầm thường sớm có lĩnh giáo, hắn đi qua cho là mình đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ muốn so những người khác khắc sâu, nhưng bây giờ hắn có chút hoài nghi, quay đầu đi qua, tại Hứa Thuần Lương phân công bên trên hắn vẫn luôn không đủ kiên định, mà lại không có cho đầy đủ coi trọng. Triệu Phi Dương cho rằng cái này cùng chính mình lúc trước thượng vị giả tâm tính có quan hệ, hắn kỳ thật một mực không có thực sự hiểu rõ qua Hứa Thuần Lương chân chính năng lượng. Triệu Phi Dương uống hai lượng rượu liền uống không trôi. Không phải rượu không tốt, cũng không phải là bởi vì Bùi Lâm căn dặn, mà là hắn khuyết thiếu uống rượu tâm tình, hắn chính gặp phải từ đi công chức đến nay gian nan nhất lựa chọn, hắn nhất định phải tại Đường Kinh Vĩ cùng Đường Kinh Luân hai người huynh đệ ở giữa lựa chọn một cái. Triệu Phi Dương hiện tại hối hận nhất sự tình chính là từ đi công chức, hắn rời đi thể chế dự tính ban đầu là vì phòng ngừa ngoại giới chỉ trích, buông tay buông chân đại triển hoành đồ, coi là có thể từ đây trời cao biển rộng, nhưng hiện thực lại là mua dây buộc mình. So đi lên ước thúc còn nhiều hơn, muốn vào tình huống như bây giờ thu hoạch được càng nhiều tự do cùng quyền lực,
nhất định phải cùng Hoa Niên lợi ích lấy được nhất trí, nhưng Hoa Niên tập đoàn nội bộ cũng chia ra làm hai đại trận doanh. Hứa Thuần Lương cùng bọn họ uống mấy chén, cũng tìm cái cớ sớm rời đi, Triệu Phi Dương người này cảnh giác quá nặng, mình lưu tại nơi này ngược lại ảnh hưởng hắn cùng truyền quốc dân giao lưu. Hứa Thuần Lương rời đi về sau, truyền quốc dân cho Triệu Phi Dương rót chén rượu, Triệu Phi Dương đưa tay ra hiệu nói, không uống. Truyền quốc dân nói, làm sao? Sợ đệ muội lại nhảy ngươi. Triệu Phi Dương khóe môi lộ ra nụ cười khổ sở, nàng không quản được ta sự tình. Truyền quốc dân từ trong túi móc ra một hộp khói, mình đốt lên một chi, bởi vì hắn biết Triệu Phi Dương rất ít hút khói, cũng liền không có chào hỏi hắn, nghĩ không ra Triệu Phi Dương thế mà chủ động muốn một điếu thuốc đi qua. Truyền quốc dân đánh lấy bật lửa giúp hắn đốt. Triệu Phi Dương hít một hơi thuốc lá, ngẩng đầu lên phun ra một đạo thật dài sương mù. Truyền quốc dân ý vị thâm trường nói, không quản được là một chuyện, muốn quản là một chuyện khác. Triệu Phi Dương nói, nàng không hiểu thể chế bên trong môn đạo. Truyền quốc dân nói, ngươi khi đó tự đi công chức là bởi vì nàng a. Triệu Phi Dương mím môi, không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận, nếu như không phải là bởi vì Bùi Lâm, hắn có lẽ sẽ không như vậy quả quyết liền làm ra tự đi công chức quyết định, hắn không thể không thừa nhận Bùi Lâm đối nhân sinh của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Truyền quốc dân nói, ngươi lúc đầu có thể đi được càng xa một chút. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, không thể đi lên, chính sử chính là cực hạn của ta, ta chủ yếu vẫn là nghĩ thừa dịp niên kỷ còn cho phép làm chút chuyện. Truyền quốc dân nói, cảnh bí thư nói lời mặc dù trực tiếp, nhưng ngươi cũng phải từ ở bên trong lấy được cảnh cáo, Hoa Niên tập đoàn danh tiếng 2 năm này hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Triệu Phi Dương nói, Hoa Niên tập đoàn đứng trước truyền hình, Trường Hưng là bọn hắn bố cục quan trọng nhất. Phương diện này ngược lại không có gì có thể lo lắng. Truyền quốc dân nói, chúng ta những người này đều tại thể chế bên trong ngốc lâu, đối những thương nhân kia vẫn là không ăn ý. Triệu Phi Dương nhìn qua truyền quốc dân nói, ý của ngươi là. Truyền quốc dân nói, ta là trình độ sử xuất thân, nặng nông đè ép buôn bán là phong kiến vương triều cơ bản quốc sách, tại dài đến 2.000 năm phong kiến trong lịch sử, sĩ nông công thương xếp hạng một mực bảo trì không thay đổi, thương nhân hào không tranh cãi bị xếp tại cuối cùng. Nhưng mà, tại xã hội hiện đại, có tiền thường thường là một loại địa vị biểu tượng, thương nhân địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ta cho rằng đây là không bình thường. Triệu Phi Dương cười nói, đều thời đại nào, người còn tại làm chức nghiệp kỳ thị. Truyền quốc dân nói, không phải chức nghiệp kỳ thị, từ lớn phương hướng đi lên nói, thương nhân trọng lợi khinh nghĩa, một khi quốc gia gặp nạn, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mang theo tài sản của mình chạy trốn, không sẽ cùng quốc gia cùng tồn vong. Cho nên thương nhân không đáng tin, một cái chỉ lo mình không để ý quốc gia cùng dân tộc lợi ích người, ta dựa vào cái gì muốn giao phó bọn hắn quá cao địa vị xã hội. Sĩ lấy báo quốc làm nhiệm vụ của mình, nông công chống đỡ lấy quốc gia thực thể mạch máu kinh tế, thương nhân đâu. Bọn hắn thường xuyên thông qua mua bán kiếm lời, trưởng khống một ít con đường đến lũng đoạn hàng hóa, mượn cơ hội lên ảo ảo giá hàng, đạt tới kiếm trác bạo lợi mục đích. Người không thể cua đũa cả nắm, cũng có rất nhiều ái quốc thương nhân a. Có, nhưng là rất khan hiếm, ta cũng thừa nhận thương nhân tại xã hội này cấu thành bên trong là không thể thiếu một bộ phận, nhưng là hiện tại địa vị của bọn hắn bị bưng lấy quá cao, vượt xa công nhân cùng nông dân, đây là rất không bình thường. Triệu Phi Dương trầm mặc xuống, kỳ thật hắn tại từ đi công chức trước đó, cũng đối thương nhân là sắc mặt không chút thay đổi, bởi vì hắn biết phàm là đến cùng mình kết giao tình thương nhân cũng là vì kiếm lời mà tới. Truyền quốc dân nói, ta mặc dù không hiểu rõ các ngươi Trường Hưng tình huống, nhưng Hoa Niên tập đoàn nhập cổ phần Trường Hưng tuyệt không phải là vì làm từ thiện, công lập cùng tư doanh, từ căn bản tính chất bên trên là không giống. Đang quản lý phương diện ta khẳng định không bằng ngươi, ta nói sai địa phương ngươi tuyệt đối không nên để ý. Triệu Phi Dương nói, ta một mực đem ngươi trở thành lão đại ca nhìn, có lời gì ngươi một mực nói, ta gần nhất trong khoảng thời gian này cũng có chút mê võng, liền cần ngươi chỉ cho ta điểm sai lầm. Truyền quốc dân nói, lúc trước ngươi quyết định từ đi công chức thời điểm ta khuyên ngươi nghĩ lại, hiện tại đã trở thành sự thật, chuyện đã qua ta liền không nói. Ngươi đã lựa chọn con đường này, cũng chỉ có thể đi lên phía trước, ngươi đến nhận rõ một sự thật, ngươi không còn là thể chế bên trong người, ngươi phải lần nữa định vị mình, ngươi không phải lãnh đạo, không phải chính sự cấp cán bộ, ngươi chính là một cái bệnh viện người quản lý, ngươi là thương nhân. Thương nhân hai chữ này thật sâu đau nhói Triệu Phi Dương, mặc dù hắn biết truyền quốc dân nói đến đều là sự thật. Nhưng hắn vẫn là cảm giác bị mạo phạm đến, dùng sức hút một hơi thuốc, ý đồ tướng trong lồng ngực phiền muộn tất cả đều giải sầu ra ngoài.
Truyền quốc dân nói, có phải rất là khó chịu hay không? Là không phải là không muốn tiếp nhận. Triệu Phi Dương cười khổ nói, ngươi so cảnh bí thư càng trực tiếp, ta hiện tại cảm thấy mình quả thực là không còn gì khác. Truyền quốc dân nói, người sợ sẽ nhất là không nhìn rõ mình, một khi đối hiện trạng của mình làm ra chính xác ước định, không chừng có thể sống ra khác phân khích. Triệu Phi Dương nói, ngươi lời nói này đủ ta hảo hảo tiêu hóa một đoạn thời gian. Truyền quốc dân cười nói, ngươi chậm rãi tiêu hóa, dù sao đi châu Âu nhiều ngày như vậy, có thể hảo hảo nghĩ. Triệu Phi Dương đem còn lại nửa điếu thuốc bóp tắt, đúng rồi, cảnh bí thư cùng Hứa Thuần Lương giống như không có gì giao tình a, có phát hiện hay không đêm nay đối với hắn đặc biệt đừng khách khí. Truyền quốc dân nói, đâu chỉ cảnh bí thư, Chu thư ký đối với hắn cũng không phải thường khách khí, người hẳn là nhận biết Mai Như Tuyết a. Triệu Phi Dương gật đầu nói, nhận biết, Hồ Sơn trấn trưởng trấn, nàng giống như đang cùng Tiểu Hứa yêu đương đi. Truyền quốc dân nói, chúng ta tại cửa ra vào gặp được Tiểu Hứa thời điểm, Mai Như Tuyết lái xe vừa đi. Triệu Phi Dương cố gắng nhớ lại một chút, hắn lúc ấy cũng không có chú ý đến, Truyền quốc dân nhắc nhở hắn về sau mới nhớ mang máng lúc đương thời chiếc màu trắng Cayenne rời đi bãi đỗ xe, nhưng thấy không rõ trong xe là ai. Triệu Phi Dương mặc dù đã sớm đoán được Mai Như Tuyết có chút bối cảnh, nhưng là hắn không nghĩ tới Mai Như Tuyết xuất thân kinh thành. Truyền quốc dân nói, nghe nói qua hoa đầu sao? Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, hoa đầu với hắn mà nói cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Truyền quốc dân nói, hai ngày trước Tiểu Hứa đem hoa đầu tổng giám đốc Phương Tư Hiên nhi tử bảo bối đánh. Triệu Phi Dương hít vào một ngụm khí lạnh, thật có chuyện này lời nói, chỉ sợ Chu thư ký ra mặt đều bình không được, Hứa Thuần Lương có thể xuất hiện ở trước mặt hắn liền chứng minh cái này phong ba đã qua, hắn thấp giọng nói, Mai Như Tuyết giúp hắn bình sự tình. Truyền quốc dân nói, chuyện cụ thể ta không rõ ràng, cảnh sát cũng đã tới, cuối cùng Tiểu Hứa người ta vẫn là êm đẹp, cái này không đã từng nói minh vấn đề. Hắn dừng lại một chút, ngữ trọng tâm trường nói, người nào nên giao người nào không nên giao ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Triệu Phi Dương lại tìm hắn muốn một điếu thuốc, ghé vào Truyền quốc dân đánh lấy bật lửa phía trên một chút đốt, giả phó, Tiểu Hứa là ta một tay khai quật ra, nhưng là ta phải thừa nhận, sự phát triển của hắn tốc độ viễn siêu ta tưởng tượng. Truyền quốc dân húy mặc như thâm nở nụ cười, thấp giọng nói, sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật, Chu thư ký chiếu cố. Về sau Đông Châu tiệm cơm là Tiểu Hứa bật đèn xanh. Đèn xanh sáng lên, lái xe cuối cùng lái vào thông hướng cao tốc giao lộ, Trần Thiên Phàm ngáp một cái mở ra nhập nhèm hai mắt, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, ta còn tưởng rằng đã đến Đông Châu. Lựa chọn cùng bọn hắn đồng hành Vương Phương Điền nói, gặp phải sớm cao phong, làm trễ nải nhanh 2 giờ, không có ý tứ a, là ta chậm trễ mọi người thời gian. Hôm nay hắn so ước định thời gian chậm 20 phút, chủ yếu là con của hắn không nỡ hắn đi. Trong nhà nói hết lời mới đem nhi tử hống tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, với ngươi không quan hệ, ngươi không ảnh hưởng được kinh thành giao thông. Người trong xe đều nở nụ cười, Trần Thiên Phàm nói, không vội, lên cao tốc cũng nhanh, chỉ cần có thể gặp phải tại Nguy Sơn đảo ăn cơm chiều là được. Hứa Thuần Lương bản ý là về trước Đông Châu điều chỉnh một đêm, nhưng Trần Thiên Phàm nhật trình sắp xếp rất chặt, hắn ngày mai buổi chiều liền muốn khởi hành trở về tổng bộ. Cho nên thực địa khảo sát chỉ có thể đặt ở đêm nay cùng ngày mai buổi sáng. Vương Phương Điền cũng muốn mau sớm đi công trình hiện trường nhìn xem, thế là Hứa Thuần Lương lâm thời điều chỉnh kế hoạch, đi trước Nguy Sơn đảo. Đến kinh thành thời điểm tuyết rơi, rời đi lúc đó cũng rơi ra tuyết, Hứa Thuần Lương tính toán một cái thời gian, bởi vì ăn Tết nguyên nhân, lần sau đến kinh thành tập trung học tập thời gian muốn hai cạn nguyệt sau. Mai Như Tuyết năm nay Tết xuân về cùng đi ra cùng một chỗ trở về Bình Hải. Hẳn là tiến về Nam Giang nhà đại bá bên trong ăn Tết, Hứa Thuần Lương ngược lại là đưa ra mời, để Kiều Lão dành thời gian đi Đông Châu đi dạo, nhưng Kiều Lão trả lời có chút qua loa, chỉ nói xem thời gian mà định ra trả lời như vậy liền tràn đầy biến số. Mai Như Tuyết có thể hay không trở lại Đông Châu nhậm chức còn phải xem Kiều Lão ý tứ, trong khoảng thời gian này nàng cũng vẫn luôn tại làm ra tư tưởng công việc. Còn tốt ra đối với hai bọn hắn kết giao đã không phản đối nữa, đương nhiên cũng không có minh xác tán thành. Lao vụt bảo mẫu xe tải trên đường cao tốc lấy 80 km/h bên trong tốc độ tiến lên, Trần Thiên Phàm sớm chuẩn bị tốt thịt rượu, hiện tại đã là 10 rưỡi sáng, hắn đề nghị mở uống. Vương Phương Điền đi theo chuẩn bị, Hứa Thuần Lương thì trước cho Vương Kim Vũ bên kia gọi điện thoại, để hắn tại Hiển Hồng Nông Trường an bài tốt gian phòng. Vương Kim Vũ để Hứa Thuần Lương không cần tại bệnh viện nhà ăn làm tiếp đãi, hắn bên này đem hết thảy đều an bài tốt, nhắc nhở hắn Đông Châu hôm nay phạm vi lớn tuyết rơi.
để hắn không cần phải gấp gáp tại đi đường, an toàn đệ nhất. Bên này cúp điện thoại, bên kia Mai Như Tuyết lại gọi điện thoại tới, cũng là nhắc nhở hắn hôm nay tuyết lớn, trên đường phải tất yếu cẩn thận. Trần Thiên Phàm cùng Vương Phương Điền hai người đã nâng cốc đồ ăn dọn xong, liền đợi đến hắn điện thoại kết thúc, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết hàn huyên hơn 10 phút lúc này mới tướng điện thoại phủ lên. Trần Thiên Phàm nói, như keo như sơn a, ai gọi điện thoại, Cao Hiểu Bạch. Vương Phương Điền sửng sốt một chút, hắn là Cao Hiểu Bạch cô phụ, chẳng lẽ hai đứa bé sau lưng bọn hắn đã vụng trộm lui tới. Hứa Thuần Lương biết Trần Thiên Phàm cái miệng đó chưa hề đều là ăn nói lung tung, lo lắng Vương Phương Điền suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian giải thích, Mai Như Tuyết, bạn gái của ta. Trần Thiên Phàm sửng sốt một chút, người có bạn gái à? Hứa Thuần Lương nói, đây không phải rất bình thường sao? Ta ưu tú như vậy người cũng không thể cô độc đi. Vương Phương Điền ngược lại là nghe nói qua Mai Như Tuyết danh tự, vẫn là Cao Hiểu Bạch nói đến, lão bà hắn Cao Tân Duyệt tự mình hỏi qua Cao Hiểu Bạch cùng Hứa Thuần Lương sự tình, lúc ấy Cao Hiểu Bạch liền nói nàng cùng Hứa Thuần Lương chỉ là bằng hữu bình thường, người ta Hứa Thuần Lương đã có bạn gái, giống như liền gọi Mai Như Tuyết, bởi vì cái này danh tự tương đối đặc biệt, Vương Phương Điền cũng nhớ kỹ. Một lúc bắt đầu, Vương Phương Điền cũng cảm thấy Cao Hiểu Bạch cùng Hứa Thuần Lương ở giữa chênh lệch quá lớn. Rất khó tưởng tượng một cái thủy mộc cao tài sinh cùng một cái học sinh tốt nghiệp trung học trở thành một đôi. Nhưng là theo hắn cùng Hứa Thuần Lương tiếp xúc mấy lần về sau, hắn loại ý nghĩ này liền phát sinh cải biến, Hứa Thuần Lương trên thân có loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt mị lực. Nhất là ngày hôm đó OMMIA quán ba sự kiện về sau, hắn đối Hứa Thuần Lương thật có thể nói là hảo cảm tăng gấp bội. Dám làm dám chịu bốn chữ này nói dễ, làm rất khó khăn. Trần Thiên Phàm nói, Cao Hiểu Bạch cũng không tệ a. Vương Phương Điền cũng chịu không được hắn miệng rộng, Tiểu Trần, ngươi đừng cầm cháu gái ta trêu đùa a. Trần Thiên Phàm tranh thủ thời gian bồi tội, thứ tội, con người của ta liền thích đổ cái miệng thống khoái, ta đều quên ngài là Cao Hiểu Bạch thân cô phụ. Bưng một chén rượu lên kính Vương Phương Điền. Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút, bọn hắn hôm nay uống đến vẫn là ngũ tiên hồi xuân tử, Trần Thiên Phàm đối với mình ra sản phẩm cách bên ngoài thiên vị. Vương Phương Điền không quen sớm như vậy uống rượu, vẫn là uống một chén. Trần Thiên Phàm nói, kỳ thật Hứa Thuần Lương cũng không tệ, muốn là trở thành ngươi cháu rể các ngươi thân càng thêm thân tốt bao nhiêu. Vương Phương Điền nói, ta đương nhiên vui lòng, nhưng người ta chuyện hai người tình ta nói không tính. Hứa Thuần Lương nói, hai vị có thể đừng bắt ta trêu đùa được không? Vương Phương Điền rời đi kinh thành về sau, nhiều ít cũng bộc lộ ra một chút bản tính, hắn nguyên vốn cũng không phải là chất phác người. Chủ yếu là Cao Tân Duyệt quá cường thế, hắn ở nhà thời điểm có vẻ hơi nhu nhược, kỳ thật thực chất bên trong hay là vô cùng khôi hài, cười tủm tỉm nói, ta đại cữu ca đặc biệt thích Thuần Lương. Trần Thiên Phàm nói, nhìn xem, ta lần trước tại Đông Châu tiệm cơm lúc uống rượu liền phát hiện. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hai người bọn họ chủ đề liền không thể rời đi mình, làm bộ muốn rời khỏi, dừng xe, ta xuống xe, thả ta xuống xe. Lái xe phía trước đi theo cười. Đương nhiên biết rõ bọn hắn là đùa giỡn, không có khả năng dừng xe. Trần Thiên Phàm nói, người bây giờ là lên phải thuyền giặc, nghĩ tiếp quá khó khăn. Hứa Thuần Lương hôm nay điện thoại nhiều một cách đặc biệt, điện thoại lại vang lên, lại là Phổ Kiến đánh tới. Phổ Kiến hỏi hắn đã đi chưa, Hứa Thuần Lương hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nói cho Phổ Kiến bọn hắn đều nhanh đến Tể Lỗ đại địa. Phổ Kiến bên kia lập tức phàn nàn, trước đó hắn cũng đã nói muốn cùng theo về đi xem một chút. Làm sao thời điểm ra đi liền không có nói với hắn một tiếng. Đem hắn như thế đại nhân cho rơi kinh thành. Hứa Thuần Lương thật đúng là nhớ không nổi hắn lúc nào nói qua, kỳ thật coi như Phổ Kiến nói qua, cũng không có đã định cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, nhưng Phổ Kiến đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành hướng Phổ Kiến xin lỗi. Phổ Kiến nghe nói bọn hắn đều đi xa như vậy, cũng không tốt để bọn hắn túi về đến đón mình, biểu thị mình lập tức thừa đường sắt cao tốc tiến về Đông Châu. Đoán chừng so với bọn hắn còn muốn tới trước, quay đầu tại Đông Châu hội hợp. Hứa Thuần Lương đem bọn hắn hôm nay hành trình nói, để Phổ Kiến không cần như thế đuổi, ngày mai đi qua cũng được, vì biểu đạt áy náy, ngày mai tự mình đi đường sắt cao tốc đứng đón hắn. Phổ Kiến không cần hắn tiếp, hắn có thể đón xe đi Nguy Sơn Đảo. Hứa Thuần Lương thấy hắn như thế kiên quyết, chỉ có thể tùy theo hắn, để hắn đặt trước tốt phiếu sau đem thời gian phát tới. Phổ Kiến rất nhanh liền đem đến trạm thời gian phát cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương tiếp vào sau hướng Trường Hưng bệnh viện viện xử lý gọi điện thoại, viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh đối với hắn không phải thường khách khí,
đáp ứng lập tức bắt đầu an bài. Tiến vào lỗ nam khu vực lại tao ngộ kẹt xe, trọn vẹn chặn lại 2 giờ mới khơi thông hoàn tất. Trải qua giày vò, bọn hắn đến cổ tuyển trấn bến tàu lúc sau đã là 9 giờ tối, may mắn Vương Kim Vũ đã sớm chuẩn bị, điều nông trường du thuyền tại bến tàu chờ đợi. Bọn hắn lên thuyền, Vương Kim Vũ vui tươi hớn hở tiến lên đón, hoan nghênh các vị lãnh đạo đến chỉ đạo. Trần Thiên Phàm cười nói, chúng ta đều là Hứa Thuần Lương bằng hữu, không phải cái gì lãnh đạo. Hắn để lái xe từ trong xe chuyển xuống 4 dương ngũ tiên hồi xuân tử, trong đó 2 dương đưa cho Vương Kim Vũ. Hứa Thuần Lương không thấy được Phổ Kiến, căn cứ hắn hiểu rõ đến tình huống Phổ Kiến hẳn là đã sớm đến Nguy Sơn Đảo, hỏi Vương Kim Vũ có hay không tiếp vào Phổ Kiến, lại được cho biết, Phổ Kiến 7 giờ đồng hồ liền uống nhiều quá, hiện tại đang nằm tại Hiển Hồng nông trường trong phòng khách ngủ ngon đâu. Du thuyền phá vỡ phong tuyết hướng Nguy Sơn Đảo chạy tới, bóng đêm cùng mặt hồ hòa hợp hỗn độn một thể, không phân rõ ở đâu là trời ở đâu là mặt hồ, thời tiết như vậy bên trong đi thuyền, có loại tiền đồ không biết không khí cảm giác. Hứa Thuần Lương giới thiệu bọn hắn biết nhau một chút, Trần Thiên Phàm là cái như quen thuộc rất nhanh liền cùng Vương Kim Vũ quen thuộc. Hứa Thuần Lương đi một bên cho Mai Như Tuyết phát đầu bình an đạt tới tin tức, Mai Như Tuyết phát cái hôn gió cho hắn. Hứa Thuần Lương một viên đạo tâm lập tức nóng lên, hôm nay không có uống bao nhiêu ngũ tiên hồi xuân tử, làm sao lại đột nhiên sinh ra mạnh như vậy hiệu quả. Một bên Vương Phương Điền đang cùng con của hắn video, trong video truyền đến Vương Mại Đằng không tim không phổi cười to. Vương Phương Điền cũng là hiện tại mới phát hiện, hôm nay hắn lúc rời đi đợi, nhi tử đối với hắn khó khăn chia lìa quyến luyến tất cả đều là giả ra tới, chỉ có thể thấm thía căn dặn nhi tử nhất định phải nghe mẹ nói. Không đợi hắn giao phó xong, nhi tử liền không kịp chờ đợi cúp điện thoại, chuẩn bị lại đánh tới thời điểm, đại cứu tử Cao Tân Hoa gọi điện thoại tới, hỏi hắn có phải hay không đã đến Đông Châu, Vương Phương Điền đem tình huống trước mắt nói rõ một chút, cũng biểu thị mình sẽ ở Nguy Sơn đảo nán lại một đoạn thời gian. Tạm thời sẽ không đi Đông Châu. Cao Tân Hoa cái này mới rõ ràng bọn hắn trực tiếp đi Nguy Sơn Đảo, để Vương Phương Điền đưa di động giao cho Hứa Thuần Lương. Thuần Lương a, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trước về Đông Châu đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, lúc đầu ta là đề nghị như vậy, nhưng Vương Thúc quá kính nghiệp, không phải tới trước hiện trường khảo sát, đi qua ta chỉ nghe nói qua Đại Vũ Trị Thủy, ba qua gia môn không bằng, hiện tại tính là chân chính kiến thức đến thật có dạng này kính nghiệp người. Vương Phương Điền dở khóc dở cười, mình cũng không có như vậy kính nghiệp, là Trần Thiên Phàm kiên trì, hắn hợp làm cũng hết sức chăm chú, nhưng là không có Hứa Thuần Lương nói đến cực đoan như vậy. Cao Tân Hoa nói, hai ngày này tuyết lớn hạ nhiệt độ, Nguy Sơn Đảo bên kia điều kiện tương đối kém một chút, người quan tâm điểm hắn, hắn bình thường rất ít đi ra ngoài, cũng không quá sẽ chiếu cố chính mình. Đừng nhìn Cao Tân Duyệt trong nhà biểu hiện được phi thường cường thế, nhưng nàng đối trượng phu Vương Phương Điền là phi thường quan tâm. Vương Phương Điền vừa đi, liền gọi điện thoại cho ca ca, xin nhờ Cao Tân Hoa nhất định phải chiếu cố thật tốt hắn. Cao Tân Hoa mặc dù cảm thấy muội muội quan tâm có chút quá độ, nhưng vẫn là kịp thời hỏi tới một chút. Cao Bí Thư yên tâm, ta nhất định từng ly từng tí giống mùa xuân ấm áp. Cao Tân Hoa nghe nói đã an bài tại Hiển Hồng nông trường vào ở, trong lòng liền an tâm rất nhiều, bọn hắn bệnh viện hiện tại điều kiện là không được, nhưng là Hiển Hồng nông trường bên kia dùng để chiêu đãi khách phòng chỉ ít có tam tinh cấp tiêu chuẩn. Hắn ở qua, cho nên hiểu rõ vô cùng. Đến Nguy Sơn Đảo đã nhanh đến 10 giờ rồi, Vương Kim Vũ lấy tối cao quy cách tiêu chuẩn tới đón đợi. Bởi vì là trời tối, căn bản thấy không rõ trên đảo hoàn cảnh. Trần Thiên Phàm cũng tựa hồ quên đi mình hôm nay tới đây khảo sát mục đích chủ yếu, cùng Vương Kim Vũ trò chuyện phi thường ăn ý, đối Hiển Hồng nông trường nông sản phẩm sinh ra hứng thú nồng hậu, hỏi thăm hơn phân nửa vấn đề đều cùng nông trường có quan hệ. Vương Kim Vũ an bài đầu bếp vẫn luôn chờ lấy, khách nhân vừa đến lập tức mang thức ăn lên. Trước đó uống nhiều Phổ Kiến lúc này lại bò lên, nhìn thấy Hứa Thuần Lương bọn họ chạy tới, mừng rỡ giang hai cánh tay cùng bọn hắn từng cái ôm, rất có điểm một ngày không gặp như là ba năm hương vị. Phổ Kiến rõ ràng còn có mấy phần men say, la hét, Thuần Lương, ta đủ ý tứ đi, ta liền nhà đều không có về liền chạy chỗ này đến cùng các ngươi gặp nhau. Trần Thiên Phàm nói, đủ ý tứ. Chúng ta ban đêm không say không nghỉ. Hắn để lái xe đi mở hắn ngũ tiên hồi xuân tử. Vương Kim Vũ cười nói, đến chúng ta Nguy Sơn Đảo đương nhiên muốn uống rượu của chúng ta. Đêm nay dùng để chiêu đãi là mộng chín, mặc dù bản địa cũng có Nguy Sơn hồ rượu, nhưng là cấp bậc thoáng chênh lệch một chút. Phổ Kiến nói, quê quán người quá nhiệt tình, cũng quá có thể uống, ban đêm ta đổi bia được không?
Trần Thiên Phàm nói, không được, chúng ta cùng Vương Tổng lần thứ nhất gặp mặt nhất định phải lấy ra chút thành ý. Phổ Kiến nói, thành, liều mình bồi quân tử. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng a, uống rượu tùy ý, ngươi nếu là uống ra cái nguy hiểm tính mạng, ta làm sao hướng trong nhà người người bàn giao. Ngồi xuống về sau, một mâm lớn con cua, một mâm lớn hồ tôm liền đã bưng lên, Trần Thiên Phàm nhìn thấy như thế lớn đĩa trợn mắt hốc mồm, Vương Tổng, tràng diện này quá lớn, chúng ta ăn không được nhiều như vậy. Vương Kim Vũ nói, Thuần Lương huynh đệ chính là huynh đệ của ta, tới đây không cần khách khí, về sau Thuần Lương không ở trên đảo thời điểm, các ngươi một mực trực tiếp tới tìm ta. Rượu mặc dù đối thân thể không có gì tốt chỗ, có thể đối cấp tốc rút ngắn tình cảm có đặc thù sự thôi hóa, vài chén rượu hạ đỗ, tất cả mọi người bắt đầu xưng huynh gọi đệ, từ Cao Tân Hoa tới nói, Vương Phương Điền so Hứa Thuần Lương cao một bối, hắn chủ động biểu thị các hưng các gọi, mọi người tuổi tác chênh lệch cũng không phải quá lớn, gọi hắn một tiếng Vương ca là được, thực sự không được gọi hắn Lão Vương. Vương Kim Vũ nói, bản gia, ta phải mời ngài một chén. Vương Phương Điền bình thường tham gia rượu trận không nhiều, có chút sợ hãi nói, khách khí, chúng ta cùng uống liền tốt. Vương Kim Vũ cười nói, ta nghe Thuần Lương nói ngài là đặc biệt ưu tú nhà thiết kế, chúng ta Hiển Hồng nông trường gần nhất cũng tại quy hoạch rất nhiều công trình kiến thiết, hy vọng ngài chỉ đạo nhiều hơn. Vương Phương Điền nói, dễ nói, ta nhất định dốc hết toàn lực. Hứa Thuần Lương nói, Vương Thúc, ngài đừng tốt như vậy nói chuyện, nên muốn thù lao một phân không thể thiếu. Vương Kim Vũ nói, kia là đương nhiên, thân huynh đệ minh tính sổ sách, ta chắc chắn sẽ không để Vương công toi công bận rộn. Vương Phương Điền nói, đều là bằng hữu của mình, ta có thể giúp đỡ nhất định giúp bận bịu, đàm tiền quá khách sáo. Hắn từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, lần này tới Nguy Sơn đảo lựa chọn thật đúng, cũng không phải bởi vì kia bút không ít lương bổng, mà là bởi vì từ đạp vào mảnh đất này, hắn liền cảm nhận được người khác đối tôn trọng của hắn. Hắn có loại dự cảm, mình nhiều năm sở học rốt cục có đất dụng võ. Trần Thiên Phàm cho Vương Kim Vũ phát một chương danh thiếp của mình, Vương Kim Vũ thế mới biết Ngũ Tiên Hồi Xuân Tửu chính là hắn nhà mình nhà máy rượu xuất phẩm. Trần Thiên Phàm lúc này cuối cùng nhớ tới mình đến Nguy Sơn đảo khảo sát mục đích chủ yếu, cười nói, ta lần này tới chủ yếu là tìm kiếm đầu tư cơ hội. Phổ Kiến nói, người một cái bán bổ rượu cùng người ta khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện có thể có cái gì cơ hội hợp tác? Chẳng lẽ lại ngươi cung cấp bổ rượu cho đám kia lão đầu lão thái thái uống, không có hiệu quả còn tốt, vạn nhất có hiệu quả, không được bồi dưỡng được một đám già mà không đứng đắn a. Tất cả mọi người nở nụ cười, Trần Thiên Phàm nói, tiểu tử ngươi trong đầu chính là những này bát nháo đồ vật, không phải ta thổi, Ngũ Tiên Hồi Xuân Tửu không chỉ có riêng có tráng dương tác dụng, dưỡng nhan mỹ dung, tư âm tráng dương, ta cho ngươi kia dương ngươi uống sao? Phổ Kiến gật đầu nói, uống hai bình, không có cảm thấy có cái gì hiệu quả. Trần Thiên Phàm nói, mọi người nhìn xem, hắn có phải hay không so với quá khứ trẻ. Hứa Thuần Lương nói, là có chút. Phổ Kiến nói, đừng nghe hắn lắc lư, ta vốn là bột non, rượu này liền chuyện như vậy. Trần Thiên Phàm nói, ngươi là ngựa không biết mặt dài, Ngũ Tiên Hồi Xuân Tửu là từng chiếm được khoa chuyên ngành nghiên cơ cấu nhận chứng. Hắn mở một bình để Vương Kim Vũ đánh giá. Vương Kim Vũ uống một chén, hoàn toàn chính xác mang theo sợi mùi thuốc. Nhưng là nói đến còn là không bằng mộng chín dễ uống. Hứa Thuần Lương đối Trần Thiên Phàm nhà máy rượu có hiểu biết, Trần Thiên Phàm tuyệt đối là cái thổ hào, mấy năm này dựa vào bán thuốc rượu không ít kiếm tiền. Trần Thiên Phàm tiền mặt lưu dư giả, khổ vì không có đầu tư đường tắt, hắn mặc dù trình độ không cao, nhưng là hiểu được rất nhanh thức thời, cố gắng tăng lên tự thân tố chất đồng thời cũng tại tích cực tìm kiếm đầu tư phát triển cơ hội. Tiệc tối tiến hành hơn một giờ kết thúc. Khách nhân dù sao cũng là từ kinh thành bôn ba mà đến, nhịn đến lúc này đã mệt mỏi, Vương Kim Vũ đem bọn hắn an bài thỏa đáng về sau, tự mình tướng Hứa Thuần Lương đưa đến gian phòng. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn có chuyện muốn theo chính mình nói, mời Vương Kim Vũ ngồi xuống, rót hai chén trà. Vương Kim Vũ nói, lần này kinh thành hành trình thu hoạch không nhỏ a. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, ngược lại là mở rộng tầm mắt. Vương Kim Vũ nói, Đông Thúc liền thường xuyên cổ vũ ta thêm ra đi một chút, nói mắt của ta giới có vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, các người phổ nhị trà tại Đông Châu chú kinh bạn thâm thụ khen ngợi, bọn hắn dự định hợp tác với các ngươi. Quá tốt rồi, có chính phủ hỗ trợ chứng thực, về sau khẳng định có thể mở ra nguồn tiêu thụ. Kỳ thật đi qua bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới tìm chính thức chứng thực, tỉ như quân dân suối nước khoáng đã trở thành hồ sơn trấn các cơ quan đơn vị chỉ định dùng nước.
Đông Thúc gần nhất thế nào? Ta lần này trực tiếp tới Nguy Sơn Đảo, đều không có lo lắng về Đông Châu. Vương Kim Vũ cười nói, hắn tình huống hiện tại không tệ, nếu như không biết, căn bản sẽ không phát giác được hắn có bệnh, con trai con dâu phụ cháu trai một chút đều có, vuốt vuốt dâu ria uống dầu vừng, đừng đề cập thật đẹp, gần nhất thư viễn hàng cặp vợ chồng vừa tới Đông Châu, hắn đi theo bận trước bận sau, đem nông trường bên này đều quên hết. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Đồng Nghiễm Sinh tân tân khổ khổ cả một đời, nhiều lần khó khăn trắc trở, mấy chuyến chìm nổi, cũng đến nên an hưởng lúc tuổi già, hắn lại hỏi Hồ Sơn Trấn sự tình. Vương Kim Vũ nói, người không nhìn lầm, trong trấn đối nông trường chúng ta thổ địa có ý nghĩ, bởi vì thành lập cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu sự tình, hiện tại toàn bộ Nguy Sơn Đảo giá đất lên nhanh, nông trường chúng ta thổ địa cũng thành bánh trái thơm ngon. Hứa Thuần Lương nói, trấn lãnh đạo khẳng định muốn đem thổ địa giá trị tối đa hóa, đừng nói các ngươi chiếm nhiều như vậy địa, liền liền bệnh viện chúng ta bên kia địa, bọn hắn cũng không ngừng tạo áp lực. Nếu như chúng ta tân y viện năm bên trong không khởi công, sợ rằng sẽ đứng trước càng lớn áp lực. Vương Kim Vũ nói, hiện tại trong trấn cái gì cũng nói, còn nói Đông Thúc mưu tính sâu xa, nói chúng ta lúc trước cầm tồn đang ngầm thao tác, thành lập nông trường dự tính ban đầu không phải là vì trợ nông, chính là vì các loại chính phủ trinh rời. Liền nông trường công nhân đều suy nghĩ trinh rời sau có thể phân một bút phá dỡ phí, người nói thật đáng giận không thể khí. Hứa Thuần Lương không có cảm thấy thật đáng giận, đây chính là nhân tính, một khi thấy được lợi ích, hơn phân nửa người nội tâm liền sẽ mất cân bằng. Vương Kim Vũ nói, hiện tại cái này phó trấn trưởng Tần Chính Dương mặt ngoài đối với người nào đều khách khách khí khí, nhưng là làm việc không nể tình, ta nghe nói hắn đến chính là tiếp nhận Mai trấn trưởng, đúng. Mai trấn trưởng đến tột cùng còn có trở về hay không đến? Hứa Thuần Lương nói, còn đang tranh thủ, nàng ý nguyện cá nhân là nghĩ về Hồ Sơn Trấn. Vương Kim Vũ nói, nếu như nàng có thể trở về liền quá tốt rồi. Hắn là nghĩ đến Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương quan hệ, nếu như Hồ Sơn Trấn là Mai Như Tuyết đương ra hẳn là sẽ không bắt bọn hắn nông trường khai đao. Hứa Thuần Lương đoán chừng Mai Như Tuyết về khả năng tới không lớn, hắn thấy nếu như có thể trở về Đông Châu liền tốt. Không nhất định phải lưu tại Hồ Sơn Trấn. Hứa Thuần Lương nói, Mặc Hàm trước đây nói lên hợp tác phương án các ngươi suy tính được thế nào. Vương Kim Vũ nói, ta cảm thấy vấn đề không lớn, bất quá ta nói không tính, chuyện này cuối cùng còn phải Đông Thúc tỏ thái độ, ta nhìn vẫn là ngươi trực tiếp cùng gặp mặt hắn trò chuyện. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thuần Lương bồi tiếp Trần Thiên Phàm cùng Vương Phương Điền tại Hiển Hồng Nông Trường dạo qua một vòng, sau đó lại cùng đi Nguy Sơn Đảo Bệnh viện. Nhìn thấy trong hiện thực Nguy Sơn Đảo Bệnh viện, Trần Thiên Phàm lập tức cảm giác cùng chính mình tưởng tượng bên trong muốn đi rất xa, thực tại không tưởng tượng ra được cái này rách dưới địa phương làm sao biến thành một tòa hiện đại tổng hợp chữa bệnh dưỡng lão cơ cấu. Hắn nhìn qua khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khái niệm đồ, thật muốn đóng thành cái dạng kia, không biết muốn bao nhiêu năm, mà lại cái này Nguy Sơn Đảo cũng không có nhiều người địa phương miệng. Trần Thiên Phàm thậm chí cho rằng ở trên đảo nguyện ý dùng tiền uống rượu so nguyện ý dùng tiền dưỡng lão nhiều người. Ngày hôm qua một trận tuyết để hiện trường trở nên phi thường vũng bùn, mấy người đều đạp một cước bùn, vây quanh bệnh viện phía sau thời điểm, nhìn thấy một đám người đối diện đi tới, ở giữa cái kia lại là phó trấn trưởng Tần Chính Dương. Hứa Thuần Lương phản ứng đầu tiên chính là Tần Chính Dương lại bắt đầu nhớ thương bọn hắn bệnh viện, cười nghênh đón lên tiếng chào. Tần Chính Dương đối với hắn cũng không phải thường khách khí, hướng Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay bồi Nam Giang thiết kế viện mấy vị lão sư tới xem một chút. Cho chúng ta Nguy Sơn Đảo tương lai quy hoạch đề điểm quý giá ý kiến. Hứa Thuần Lương hướng mấy vị nhà thiết kế nhẹ gật đầu xem như lên tiếng chào, sau đó đem bên người Vương Phương Điền giới thiệu cho Tần Chính Dương nhận biết, Tần Trấn Trưởng, vị này là chúng ta vừa mới thuê công trình tổng giám cùng tổng nhà thiết kế Vương Phương Điền viện sĩ. Vương Phương Điền mộng bức, ta lúc nào thành viện sĩ rồi? Kỳ thật Hứa Thuần Lương cũng không nghĩ nhiều, Vương Phương Điền cũng là thiết kế viện xuất thân. Thiết kế viện nhân sĩ chuyên nghiệp tên gọi tắt viện sĩ. Tần Chính Dương không biết Vương Phương Điền sâu cạn, chủ động cùng hắn nắm tay nói, hoan nghênh Vương lão sư gia nhập Nguy Sơn Đảo kiến thiết bên trong tới. Câu nói này đầy đủ cho thấy hắn căn bản không tin Vương Phương Điền là viện sĩ, nhưng là có thể bị Hoa Niên tập đoàn mời đi theo đảm nhiệm công trình tổng giám hẳn là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hứa Thuần Lương lại đem Trần Thiên Phàm giới thiệu cho hắn, Trần Thiên Phàm móc ra danh thiếp của mình đưa cho Tần Chính Dương. Tần Chính Dương tiếp nhận Trần Thiên Phàm danh thiếp, Thiên Phàm tập đoàn. Ta nghe nói qua. Trần Thiên Phàm cười nói, Tần Trấn Trưởng uống qua chúng ta ngũ tiên hồi xuân tử sao? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cái mãng bức,
nói chuyện thật sự là không chọn trường hợp a, coi như Tần Chính Dương uống qua người ta cũng không thể trước mặt mọi người thừa nhận. Tần Chính Dương cười ha ha nói, TV quảng cáo, các ngươi sản phẩm thường xuyên bên trên quảng cáo. Trần Thiên Phàm liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, chúng ta tại quảng cáo bên trên đưa lên cường độ rất lớn, chỉ riêng năm ngoái liền đầu hơn một cái ức, năm nay 8-9 phần 10 sẽ còn lật qua. Hắn là nếm đến ném quảng cáo chỗ tốt. Ở những người khác xem ra, Trần Thiên Phàm người này tài đại khí thô, tràn đầy nhà giàu mới nổi thảo mãng khí, một bang phần tử trí thức cao cấp nghe được hắn, lập tức trong lòng không thăng bằng, trí thức cùng tài phú vẫn là không thể vẽ lên ngang bằng. Tần Chính Dương nói, Trần Tổng lần này tới chúng ta Hồ Sơn Trấn là vì du lịch vẫn là thăm bạn. Hắn kỳ thật đã đoán được Trần Thiên Phàm 8-9 phần 10 là vì đầu tư, nhưng là cố ý không đề cập tới. Hứa Thuần Lương nói, Trần Tổng đối với chúng ta khỏe mạnh dưỡng lão chữa bệnh hạng mục cảm thấy rất hứng thú, cho nên nghĩ thực địa khảo sát một chút. Trần Thiên Phàm cười nói, ta cùng Tiểu Hứa là bạn học thời đại học, giữa bạn học chung lớp liền nên tương hỗ giúp đỡ, đương nhiên, nếu như Nguy Sơn đảo có thích hợp hạng mục, ta cũng như thế có thể đầu tư. Tần Chính Dương nói, ta đại biểu Hồ Sơn Trấn Chính phủ cùng nhân dân hoan nghênh Trần Tổng đến đây khảo sát. Hắn cùng Trần Thiên Phàm nắm tay, hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa viện trưởng, quay đầu mời Trần Tổng bọn hắn đi Trấn Chính phủ ngồi một chút, giữa trưa ta đến an bài một chút. Hứa Thuần Lương cho rằng Tần Chính Dương chỉ là khách khí, Trần Thiên Phàm lúc đầu cũng muốn vội vàng trở về, đang muốn giúp hắn buồm đẩy, không nghĩ tới Trần Thiên Phàm mình đáp ứng, tốt. Vậy liền quấy dày Tần Chấn trưởng. Song phương tương hỗ tạm biệt về sau, Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua Trần Thiên Phàm, lão Trần, người hổ lô bán được thuốc gì? Trần Thiên Phàm nhếch miệng nở nụ cười, các người Hồ Sơn Trấn có một nhà gần như đóng cửa nhà máy rượu, ta có chút mục đích. Hứa Thuần Lương thật chưa nghe nói qua ở trên đảo còn có nhà máy rượu. Một mực đi theo phía sau bọn họ Trương Hải Đào nói, ngài nói đúng, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu. Không phải gần như đóng cửa, là đóng cửa hơn 2 năm. Trần Thiên Phàm nói, ta muốn đi xem, nếu như điều kiện thích hợp ta dự định thu mua. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, con hàng này có thể a, từ kinh thành đi vào Nguy Sơn đảo liền một điểm ý đều không có tiết lộ cho mình, còn nói cái gì muốn kiểm tra xem xét khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Ngay cả mình đều bị hắn mơ mơ màng màng. Trần Thiên Phàm giải thích nói, ta mặc kệ đến đâu mà đầu tiên chú ý đến chính là nhà máy rượu, ta muốn đi xem. Hứa Thuần Lương đối nhà máy rượu không có hứng thú gì, nhưng là chủ tùy khách tiện, vẫn là để Trương Hải Đào lái xe mang theo mọi người cùng nhau đi nhà máy rượu. Chính như Trương Hải Đào lời nói, nhà máy rượu đã sớm đóng cửa, trên cửa sắt khóa, từ khe cửa vào bên trong nhìn lại, bên trong cỏ hoang mọc thành bụi, tuyết đọng trắng ngần, liền cái giữ cửa đều không có. Trương Hải Đào nói, nơi này đã sớm không trưng cất rượu, mấy năm trước không ngừng sinh thời điểm cũng là từ nơi khác tiến vào rượu rót chứa thiếp tiêu. Hứa Thuần Lương nói, hãng này cũng quá nhỏ, chính là cái tác phường. Trần Thiên Phàm nói, có thể vào sao? Ta muốn đi thực nhìn một chút. Trương Hải Đào ngược lại là nhận biết đi qua nhà máy rượu công tác người, hắn hỗ trợ liên hệ. Trần Thiên Phàm cũng không tiện để Hứa Thuần Lương bồi tiếp, để hắn đi trước bận bịu, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Hứa Thuần Lương an bài Trương Hải Đào cùng đi Trần Thiên Phàm đem chuyện này cho làm xong, nhà máy rượu cách bệnh viện không bao xa. Hắn cùng Vương Phương Điền cùng đi trở về, Vương Phương Điền vừa vặn tìm hiểu một chút xung quanh tình huống. Hứa Thuần Lương mang theo Vương Phương Điền đi vào ở vào bệnh viện lâm thời chủ hoạch kiến lập bộ, Vương Phương Điền đem ý nghĩ của mình nói, căn cứ bọn hắn thiết kế phương án, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện là quay chung quanh chữa bệnh chế tạo, nhưng là kế hoạch của bọn hắn lại là thông qua chữa bệnh đến phóng xạ dưỡng lão. Liên quan tới dưỡng lão bệnh viện thiết kế không có vấn đề gì, nhưng là nếu như cứ dựa theo cái này thiết kế, trải nghiệm không đến dưỡng lão ưu thế. Vương Phương Điền đưa ra một cái khái niệm đồ, đó chính là tại vốn có thiết kế bất động điều kiện tiên quyết, phóng xạ dưỡng lão cộng đồng, như là Thái Dương hệ, dưỡng lão bệnh viện chính là hạch tâm Thái Dương, về sau từng cái dưỡng lão cộng đồng chính là hành tinh, công trình phương diện có thể chia làm nhiều kỳ tiến hành. Hứa Thuần Lương cho là hắn cái này khái niệm rất tốt, Vương Phương Điền biểu thị có thể tại trong một tuần xuất ra cụ thể bản thiết kế, đương nhiên cần nơi đó tư liệu cùng tương lai quy hoạch. Phương diện này không tồn tại vấn đề gì, Hứa Thuần Lương liên hệ Hồ Sơn Trấn Chính phủ phòng tài liệu, Vương Phương Điền có thể tùy thời tiến đến điều lấy tư liệu. Phân viện bí thư Cảnh Hải Yến trong khoảng thời gian này đều tại phân viện, nghe nói Hứa Thuần Lương trở về, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, nàng trước tiên nghĩ tới chính là mình có thể về nhà mấy ngày,
đem chuyện bên này đều giao cho Hứa Thuần Lương. Cảnh Hải Yến không có việc gì nghiệp tâm, gia cảnh ưu việt, cả ngày liền suy nghĩ sớm một chút về hưu, đáng tiếc không có gặp phải 30 năm tuổi nghề về hưu chuyến xe cuối. Hứa Thuần Lương cùng với nàng hàn huyên vài câu liền hiểu nàng ý tứ, cười nói, cảnh tỷ, ta từ kinh thành trở về liền thẳng đến đơn vị, còn chưa kịp trở về cùng lão gia tử báo đến đâu. Cảnh Hải Yến nghe xong liền không có ý tứ sách mình xin phép nghỉ về nhà sự tình, để Hứa Thuần Lương về trước đi nhìn xem người nhà, bên này nàng tiếp tục tọa chấn. Hứa Thuần Lương cũng có thể thông cảm cảnh Hải Yến, lần này mình đi ra thời gian hơi dài, nàng từ khi đảm nhiệm phân viện bí thư về sau còn không có tại Nguy Sơn đảo liên tục ngốc lâu như vậy qua, tỏ thái độ mình xế chiều hôm nay trở về, hậu thiên trước kia liền trở lại. Kỳ thật hắn thấy cảnh Hải Yến căn bản không cần thiết ở lại đây, phân viện công việc có hay không nàng đều là giống nhau, nhưng là cảnh Hải Yến không nghĩ như vậy, nàng cũng không có Hứa Thuần Lương quyết đoán cùng can đảm. Trương Hải Đào tốn sức công phu mới tìm được nhà máy rượu đi qua phó trưởng xưởng Diêm Trung Dân, hiện tại nhà máy rượu đại môn chìa khóa liền từ hắn lâm thời đảm bảo. Kỳ thật rượu bên trong xưởng có thể bán đến độ bán, còn lại đến chính là mấy gian rách dưới nhà máy cùng thổ địa, nhà máy rượu vị trí phi thường đặc thù, ở vào Hồ Sơn trấn trung tâm, bản thân cánh đồng lại không lớn, trước mắt cũng không có nhà đầu tư cảm thấy hứng thú. Diêm Trung Dân đuổi tới mở cửa thời điểm. Hứa Thuần Lương lái một chiếc Audi Q7 mang theo Phổ Kiến cùng nhau tới, hắn trực tiếp đem xe lái đến rách nát trong viện. Trương Hải Đào cũng mở ra chiếc kia bệnh viện Santana đem mấy người khác mang vào. Trương Hải Đào hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa Việt, xe không tệ. Hứa Thuần Lương cười nói, Vương Kim Dân cho ta mượn, bọn hắn gần nhất gán nợ lấy được mấy chiếc xe, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diêm Trung Dân cho Trần Thiên Phàm giới thiệu nhà máy rượu lịch sử duyên cách cùng tình trạng trước mắt, Trần Thiên Phàm nghe được rất chân thành, Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ, nhắc nhở Trần Thiên Phàm chớ chỉ hoãn quá lâu, phó trấn trưởng Tần Chính Dương bên kia đã hẹn, bọn hắn. 11 giờ đi qua tốt nhất, cũng chính là ở chỗ này nhất dừng lại thêm 1 giờ. Phổ Kiến say rượu chưa tỉnh, vịn eo vặn vẹo uốn éo thân thể, dùng sức hô hút vài hơi không khí mới mẻ, đầu óc thoáng thanh tỉnh một chút. Nhìn qua chung quanh rách dưới hoàn cảnh, thở dài nói, liền cái chỗ chết tiệt này. Lão Trần là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt ha. Hứa Thuần Lương cười cười, đầu tư tới một mức độ nào đó chính là nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Thiên Phàm đánh lấy đầu tư dưỡng lão bệnh viện cờ hiệu, đến Nguy Sơn đảo lại giả thoáng một thương để mắt tới nhà máy rượu. Hứa Thuần Lương cho rằng không phải ngẫu nhiên, lão Trần nên là tới nơi này trước đó liền điều tra qua Nguy Sơn đảo nhà máy rượu. Mình đến Nguy Sơn đảo công việc lâu như vậy đều chưa nghe nói qua bản địa còn có cái nhà máy rượu, làm sao hắn thoáng qua một cái đến liền biết rồi. Tiền của người khác làm sao ném là người ta chính mình sự tình, Hứa Thuần Lương đương nhiên không có quyền hỏi đến, nhưng là hắn vẫn là có nhiều như vậy khó chịu, Trần Thiên Phàm đối với chuyện này hiển nhiên động điểm tiểu tâm tư. Phổ Kiến nói, lão Trần người này thô bên trong có mảnh, ta phải cùng tới xem. Hứa Thuần Lương ném cho hắn một hộp khói. Phổ Kiến sau khi nhận lấy bước nhanh đi theo. Trương Hải Đào cũng không có đi theo đi qua, lúc này chính nghiên cứu Hứa Thuần Lương ra đến chiếc kia đời cũ Q7, cảm thán vẫn là đời cũ đẹp mắt, kiểu mới đổi đến khí thế hoàn toàn không có. Hứa Thuần Lương nói, chiếc xe này ta dự định lưu lại dùng, người về sau liền mở chiếc này. Trương Hải Đào mừng rỡ vạn phần, vậy thì tốt quá. Thừa dịp chờ đợi công phu. Hứa Thuần Lương hỏi thăm một chút hắn rời đi trong khoảng thời gian này bệnh viện tình huống. Trương Hải Đào nói cho Hứa Thuần Lương, bệnh viện bản thân không có vấn đề gì, đầu tuần Đồng Trường Hạo tới một lần, hiện trường khảo sát một chút tình huống, bất quá hắn dừng lại đến thời gian rất ngắn, đại khái không đến 2 giờ liền trở về. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, lúc này Đồng Trường Hạo gọi điện thoại tới, nhắc Tào Tháo liền đến, Đông Châu thật đúng là tà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.